em chia tay mà em không biết lý do. Em muốn khi 30 tuổi em lấy vợ. Dạ, em thích ăn, thích ngủ, cá tính một tí và năng động. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và tất cả các vị khán giả có mặt hôm nay. Chào bạn. Trước tiên thì cho em xin gửi đến chị Cát Tường món quà nhỏ. Rồi, chị cảm ơn em. Đây là món quà và cũng là hay đó là để nói lên cái quê hương của em, đó là xứ sở của kẹo dừa. À, bánh te hả? Dạ. Rồi bây giờ giới thiệu tên tuổi đi. Em tên là Huỳnh Lê Thúy Oanh. Năm nay em 25 tuổi và hiện đang công tác trong ngành may. Mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Minh Khôi ạ, làm IT ạ. Giờ em 28 tuổi ạ. Đẹp trai nhỉ, phong độ. Nhưng mà tại sao mình không tìm được người yêu? À, môi trường làm việc của em ít bạn nữ ạ. Bạn cũng phải có đi ra ngoài và gặp nhiều bạn nữ chứ. À không, em làm IT, em làm ở công ty, em làm phần mềm, làm web. Nhưng mà không lẽ ngồi suốt công ty không có về đi về? Về nhà thì ở nhà thôi, không đi đâu ạ. Có quen được mối tình nào chưa? Dạ chưa ạ. Thiệt luôn á hả? Dạ thiệt ạ. Cảm tình bạn anh như vậy sao? Dạ hai chị, mối tình đầu là từ hồi cấp 3. Cái mối tình thứ hai thì là cũng trong thời gian còn là sinh viên. Yêu nhau được khoảng nửa năm thì bạn em chia tay mà em không biết lý do, đến giờ em cũng không biết lý do nữa. Có nghĩa là hai mối tình đều chia tay mà không biết lý do. Cái đầu thì chắc là hai đứa còn trẻ con quá, còn cái thứ hai thì mới là không biết lý do. Tới giờ này cũng chưa biết lý do luôn. Dạ chưa, người ta có vợ có con luôn. Ưu điểm của bạn là gì? Dạ em thì khá là hoạt bát, mà lanh lợi và nói cũng nhiều. Nói chung là em đi đâu em cũng lôi kéo được đồng bọn về cho mình. Còn khuyết điểm? Dạ khuyết điểm chắc cũng nói nhiều quá chị. Bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ khoảng 5 năm rồi chị. Bao lâu thì kết hôn được? Dạ khoảng 2 năm. Ở bên kia thì muốn bao lâu nữa mình kết hôn được vậy em? Em muốn khi 30 tuổi em lấy vợ. Là 2 năm nữa? Dạ. Có phải tiêu chuẩn mình cao quá nên mình chưa tìm được yêu không? Khi ai hỏi em người bạn gái lý tưởng của em sẽ nói là Ngọc Trinh. Mà nãy em đi ngang em thấy chị Cát Tường xinh quá, chắc giờ là chị Cát Tường. Bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? Hơi hiền quá em không thích. Em thích ở bạn gái mình điều gì? Phải cá tính một tí và năng động một tí. Mình có những cái ưu khuyết điểm gì? Khi đã quyết tâm làm việc gì thường em sẽ theo đuổi mục tiêu của em đến cùng. Khuyết điểm? Hình như em diễn tả cái lời nói của em hay là em muốn người khác hình như hơi khó. Không diễn tả được những cái gì mình suy nghĩ. Đúng đúng, dạ. Nãy giờ mình cũng có cảm giác như vậy. Sở thích của mình? Dạ, em thích ăn, thích ngủ chị. Đôi khi thì cũng thích trở về cội nguồn với những cái nơi mà nó có cái nét thơ mộng và nó cổ xưa một chút. Có nghĩa là thích đi du lịch, tự nhiên trở về cội nguồn, chị tưởng nó thời ăn long ở lỗ hay dạ, gì? Dạ cũng được đó chị. Chắc mà kiếm được chỗ đó em cũng ráng về. Phải không? Dạ. Nhớ rủ anh đó đi với nha. Không biết anh chịu không, chị thấy khó quá. Bạn gái bên kia là quê Bến Tre, còn bạn là quê đâu? Dạ em quê ở Kiên Giang ạ. Em theo gia đình 10 năm rồi. À tức là gia đình ở đây hết luôn? Dạ. Bây giờ mà ở thành phố Hồ Chí Minh nếu lấy vợ thì ở đâu? Có nhà riêng ạ, phải lên kế hoạch để mua nhà. Là lên kế hoạch là như thế nào? Em hạn mức là nhà chung cư 600 triệu đi. Và mỗi tháng mình trả bao nhiêu đó? Một tháng 12 triệu đi. Góp với tiền lời với chi phí chắc là 20 năm xong trả xong căn nhà. Nhưng có đủ chi phí để góp hàng tháng chưa? Cái này phải cố gắng nhiều ạ. Cố gắng nhiều đúng không? Dạ. Rất là thà. Thôi để xem cô cái gái mình thế nào nha. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Bánh tre rất dễ thương hả? Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ. Kẹo dừa đúng không? Dạ. Cô gái ai đứng như bóng dừa hả? Lên thành phố lâu chưa? Dạ 7 năm rồi anh. Bây giờ ở với ai trên đây? Dạ em sống với chị hai với em của em. Còn ba mẹ dưới Bến Tre? Dạ. Ở tại Bến Tre hay là ở đâu? Dạ ở Chợ Lách anh. Chợ Lách rồi, cũng gần Bến Tre mà cách mười mấy cây thôi. Dạ anh rành dữ. Rồi cảm ơn em. Kế hoạch của bạn trai đó là mua nhà trả góp 20 năm thì em thấy sao? Dạ hơi lâu quá chị. Thì em phụ em góp chung cho nó lẹ. Dạ chắc rác cho thành 10 năm thôi được rồi chị. Hôm nay em tới có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có, chị có em họ với lại các bạn của em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh này thì cũng gọn gàng sạch sẽ. Tính tình thì cũng thích người hoạt bát. Chị em thì thuộc loại rất hoạt bát. Em ủng hộ? Dạ cái đó thì phải tùy vào tính cách. Ủng hộ không ấy đó? Dạ, ủng hộ. Ủng hộ, rồi vậy được rồi. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng là người như thế nào? Dạ, em mong là bạn trai của mình sẽ lớn hơn em 4 tuổi trở lên. Có thể dẫn dắt em cũng như là suy nghĩ được những cái gì mà nó tốt cho cả hai. Thứ hai là em thích phải cao một tí để có cảm giác là giống như là được bảo vệ hơn. Một người không bị hói chị. Không bị hói? Dạ. Em chào chị ạ. Em có hồi hộp dễ sợ. Trời ơi cảm ơn nghe, hôm nay có lộc quá. Ủa chị nhận quà của em hói chị cũng ngại.
may quá. Cũng được. Thôi ngồi xuống đi. Dạ em cảm ơn. Cao nhiêu? Dạ 1m7 á. 1m7 sao thấy lùn vậy? Tại đi giày thấp á. Có khai giang không? Dạ không á. Chứ không lẽ con trai muốn mang giày cao gót? Thấy chưa? Em tự nhiên cái tường chi vậy chứ thì khó em đó. Quên. Trời dễ thương quá, ngồi xuống. Trời đi. Em cảm ơn. Lấy chị cái tường ra làm chuẩn à. Làm khó em út nữa. Ủa mà sao tự nhiên đổi ý lấy chị ra làm chuẩn vậy? Tại thấy chị xinh á. Xinh thôi hả? Chỉ cần xinh là được hả? Cô này xinh lắm. Nhưng mà phải có cái bên trong nữa. Cái xinh mới bên ngoài thôi. Hy vọng là nhận quà của hai người xong sẽ tác hợp được cho hai người. Chứ không nuốt cục kẹo dừa cũng không trôi. Nói chung là đẹp trai, dễ thương, không có hói. Nên yên tâm đi. Ủa bạn Nam có đi với người nhà không? Dạ có. Em có đi với anh sếp của anh, với bạn đồng nghiệp. Sếp thấy sao? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cảm nhận hôm nay thì em thấy là hai bạn này có một cái phần bù cho nhau ấy. Cái gì mà Khôi còn thiếu và những cái gì mà Khôi chưa có được thì bạn nữ đã có, và có những cái gì mà Khôi có thì bạn nữ này sẽ bổ sung rất là tốt cho nhau. Em làm việc với Khôi cũng hơn 1 năm rồi, thì Khôi là một người rất là có tài, người sống nội tâm. Em lại là một người sống hướng ngoại. Hai người anh nghĩ đều là người sống sâu sắc đấy. Các em sẽ dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu hai người đồng ý bấm nút thì sếp cho nghỉ mấy ngày. Cái này thì hai người sẽ thỏa thuận với nhau, và nếu mà Khôi mà có khả năng mà tìm được bạn gái mà đồng ý lấy Khôi đi luôn là cũng ok ạ. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Đồng ý. Thôi bây giờ chúng ta kéo màn lên. Hai người chuẩn bị gặp nhau nha. Đấy, sếp là bật đèn xanh rồi đó nha. 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Nó có mất quà kìa. Dạ em cảm ơn. Trao đổi 2 chiều quá. Giống Cát Tường hay giống Ngọc Trinh? Hình như giống Ngọc Trinh hơn á. Có vẻ như anh cũng hơi khó đúng không anh? Dạ mình... Dạ khó. Em sợ mình không đủ hoàn mỹ. Em có những lúc không kiềm chế được bản thân để làm ra những chuyện nó hơi điên. Mà anh có chịu nổi không anh? Anh sống nội tâm, anh rất là trầm. Em điên cỡ nào cũng không sao. Anh nghĩ như thế nào về em? Good. Tốt chỗ nào? Điểm good là tốt. Sếp em dạy á, khi mà người ta nói good á, có nghĩa là nó chỉ ở cái dạng khá khá thôi. Khi nào mà excellent mới thật sự là tốt. Và mình chưa biết chữ đó. Excellent ha. Thôi giống ép quá à. Hỏi chuyện lấy nhau rồi làm dâu rồi sao? Hỏi đi cưng. Dạ em thấy nãy giờ em hỏi nhiều quá anh chưa hỏi. Mình tất cả đều đồng ý hết. Bạn cứ hỏi trả lời. Giờ lấy nhau vậy anh có phải làm dâu không? Từ nhỏ anh sống với mẹ anh và mẹ anh cũng không làm dâu gì hết. Và anh thấy là con dâu mà ở với bố mẹ chồng thường có vẻ như không tốt. Mẹ anh thì không ở với bố mẹ chồng và cũng... cái quan hệ nó rất là tốt. Cũng hên xui lắm anh. Lấy gương từ mẹ là sống hạnh phúc. Mình cũng để cho vợ mình hai chồng hạnh phúc ra riêng ở. Dạ. Bây giờ nếu mà vợ với mẹ hai người cãi nhau mà em đứng chính giữa em xử trí thì sao? Ngay khúc đó em xử trí thì sao? Em đi ra chỗ khác. Chết rồi. Mình nói nó không hay, thường mình là đổ dầu vô lửa, không mà mình nên tránh xa. Nhưng mà nếu mà con dâu trong nhà mà cãi với mẹ chồng, to tiếng với mẹ chồng thì như là đâu có được chả? Không có to tiếng, kiểu như âm ỉ đó rồi mình không xử lý hả? Tốt nhất là nên bộc lộ. Khi em to tiếng cãi tranh luận vấn đề phức tạp đến mấy, nó phải ra cuối cùng, nếu không hai mẹ chồng nàng dâu nó cứ phức tạp hoài đến một lúc nào đó còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng nên bộc lộ ra cái gọi là cảm xúc của mình á, thì mình là một người nhỏ hơn, và trong khi mẹ thì lớn hơn, thì cái vấn đề đó nó đôi khi nó sẽ liên quan đến đạo đức và lễ phép. Thì anh nghĩ là bộc lộ thì nên bộc lộ như thế nào ạ? Tốt nhất là nói gì cũng được, không được hỗn là được rồi. Tức là quan điểm có trái nhau nhưng mà không được phép hỗn. Vậy hơi khó anh. Không khó. Xung đột nhiều quá thì nên im lặng. Lúc mà mình nóng giận nhiều khi mình sẽ nói sai. Khi mà cả hai im lặng thì anh sẽ làm gì? Anh cũng im lặng luôn. Vậy là chết. Mình xem người ta nói là mẹ chồng với nàng dâu cãi nhau kịch liệt quá, thường người con trai phải đứng về phía mẹ. Khi ra chỗ khác thì dỗ dành vợ sau thì nó tốt hơn. Chứ nếu mà đứng ở phía vợ luôn thì lúc đó cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu và nó sẽ càng nhiều lên. Cũng đúng. Ta nói một câu gì đó về tình yêu đi. Khi gặp em thì anh cảm thấy là mình không thể nói lên lời. Em cũng nhìn thấy anh rồi đấy, không biết nói gì cả. Tức là người này có vẻ như đúng là đối tượng của mình rồi đấy. Mình sẽ bắt đầu từ một tình bạn và hy vọng là tình bạn nó sẽ dẫn đến nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Hết thời gian. Bây giờ bạn Nam cảm giác như thế nào? Hình như cái tiếng tim đập nó chậm hơn tim của mình.
3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng chàng trai nha, chiến thắng rồi đấy. Khi bạn gái bấm nút mà nhìn thấy màu đỏ rất là sung sướng đúng không? Dạ. Cảm giác đó lúc đó thế nào? Như mình mới leo được đỉnh núi Everest. Không có núi nào lùn như em đâu anh. Tay nắm tay nhau để cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Phải tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là cặp loa sau mắt i5 và những chiếc ghế bé xem phim sẽ giúp các bạn đến gần nhau hơn. Cảm ơn chị. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Nếu anh xỉn anh gọi, anh có dám để em chở về không? À không, nếu mà anh xỉn á thì anh sẽ vào quán cà phê anh nghỉ ngơi một xíu luôn. Trời ơi, quá trời lì luôn. Bực bội à, không làm mai nữa, mệt nghỉ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ em tên là Đỗ Ngọc Anh ạ. 23 tuổi, hiện tại đang làm xét nghiệm. Xét nghiệm cái gì em? Xét nghiệm máu tại dự phòng Bình Thạnh. Kỹ thuật viên lấy máu, thử máu đó. Dạ. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Dạ nhà em ở Củ Chi ạ. Bạn Ngọc Anh, 23 tuổi, làm kỹ thuật viên xét nghiệm máu. Bạn nam giới thiệu về mình đi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn. Mình tên là Lê Thanh Nam, mình 30 tuổi. Công việc hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Làm việc ở đâu bạn? Dạ ở Bình Chánh chị. Bình Chánh. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nếu mà tính chính thức thì em chỉ một mối tình chính thức thôi. Bao nhiêu lâu bạn? Dạ 5 năm anh. Wow. Dạ. Mối tình 5 năm cũng khá dài nha. Nhưng mà chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ được hơn 3 năm rồi chị. À 3 năm. Nhưng mà lý do chia tay bạn? Dạ do là sức ép từ hai bên gia đình lên. Nếu mà gia đình cấm cản á thì không lẽ anh không có chính kiến gì về với gia đình à? Dạ anh dạ cũng... cái gì trời ơi trời. Anh cũng có giải thích và phân tích rõ. Anh muốn là người anh cưới về phải được lòng tất cả mọi người. Đúng rồi em ơi, thường á một bên á ngăn cản thôi là đã khó rồi, chứ huống chi mà hai bên ngăn cản. Cái này khó. Bạn gái trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một thôi ạ. Rồi cũng một. Chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay hơn năm rồi ạ. Lý do tại sao? Lý do là tại vì em không có thích bị ràng buộc. Rồi giờ có bạn trai nữa thì cũng ràng buộc rồi sao? Em không có thích tính ràng buộc. À sở thích của em là gì? Em rất thích ăn ạ. Ăn cái gì? Ăn một là những món em tự nấu. À, tự nấu tự ăn. Dạ. Cô này cũng lạ, thường thường là thích mình nấu để người khác người ta ăn. Nhưng mà cô gu lạ ghê nha. Và ngoài sở thích đó ra mà có sở thích gì nữa không? Dạ đi du lịch ạ. Em thích đi với người lạ thôi. Ủa là sao? Thích đi với người lạ là sao? Tại vì em hay theo dõi những cái trang web tổ chức lịch đi á. À. Thì em đăng ký để đi theo thôi. Mình đi thì mình đi riêng xe của mình, nhưng mà ý là đi chung với đoàn. Thì ở đó toàn là người lạ thôi, nhưng mà người ta rất là thân thiện à. Người quen không có thân thiện đúng không? Người quen thì mình quen quá rồi. Nhưng mà nếu em đi nhiều vậy, tiếp xúc với nhiều người lạ vậy, thì trước lạ sau quen, thì đáng lẽ là em phải tìm được bạn trai chứ, sao em phải cần nhờ tới chương trình? Riêng em nghĩ là mình không có duyên. Không có duyên gặp được người mà mình thích. Em muốn tìm mỗi người bạn trai như thế nào? Em muốn kiếm người đầu tiên là ít nói rồi. Anh này ít lắm á. Anh ít nói. Đúng luôn rồi đó. Tốt bụng. Anh này tốt. Có thể bao dung. Bao dung có luôn. Xác định là làm ở thành phố luôn. Em có thể những cái dịp lễ đồ em vẫn thể theo về, nhưng mà xác định cuộc sống chính thức là ở thành phố. Nhưng mà ở thành phố làm dâu được không? Dạ được. Em có xác định ở thành phố hay không? Dạ nơi nào môi trường tốt, tạo điều kiện cho mình làm ăn và phấn đấu tốt, mình sinh hoạt tốt thì mình sẽ ở. Nhưng cô kia cũng thích ở thành phố, mặc dù thành phố có đôi khi không có làm ăn được. Em đã muốn lập nghiệp và sinh sống ở đây, cho nên là về vấn đề đó thì em yên tâm. Rồi được. Còn hay gì nữa em gái? Dạ chỉ thế thôi ạ. Có đặt ra ngoại hình giống ai, tiêu chuẩn như thế nào gì không? Dạ cái đấy em không quan trọng lắm mà. Rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích cái tính gia trưởng rồi. Tại em quan niệm nè,
đang yêu á thì đừng có bắt nhau phải này phải này. Cảm giác yêu thì phải làm cho mình thoải mái thôi chứ đừng có bắt ép nhau dữ quá. Còn bản thân mình, em thấy em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là rất là ngang à, nói thì hơi nhiều nhưng mà do trên đây ngại nên ít nói. À, nãy giờ là ngại đó hả? Dạ. À, chỉ vậy thôi phải đơn không? Giản. Còn em bạn trai. Em thích tìm người yêu như thế nào? Dạ, biết sống, biết cư xử hòa đồng với tất cả mọi người, biết kính trường trên nhường dưới, có lễ độ xíu này thì tốt à. Cái này thì dễ rồi. Dạ. Ngoại hình, ngoại hình. Không? Ngoại hình không quan trọng. Không quan trọng luôn. Chắc không? Dạ. Đàn ông cứ nói không quan trọng, không quan trọng. Đến tuổi này thì chắc em cũng hết. Trời ơi, 30 tuổi mà đến tuổi này làm thấy ghê quá. 30 tuổi à, có gì đâu mà đến tuổi này. Hiền lắm, hiền khô à. Hiền. Nhìn anh né luôn thấy không? Anh có khuyết điểm gì không anh? Dạ, khuyết điểm thì ai cũng có nhưng mà không có lớn, không có ảnh hưởng tới mọi người. À, dạ. Mình có cái điều gì mà mình không thích ở người con gái không? Đừng có bày hay, không nhìn nó không gọn gàng. Cái phong cách ăn mặc thì hiện đại nhưng mà... Đừng có hại điểm. Tùy từng điều hoàn cảnh mà mình thích ứng với cái ví dụ như ngày hôm nay bạn gái lên đây tham gia chương trình, theo em nghĩ bạn gái mặc cái đồ gì là thích hợp nhất? Một chiếc váy... xòe bình thường thôi là được rồi chị. Phải xòe mới được hả? Bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Trong năm hoặc là qua năm hoặc là hợp thì đến với nhau bất cứ lúc nào cũng được chị. Mình đã chuẩn bị gì cho cái hôn nhân chưa? Dạ, chuẩn bị từ 2 năm trước rồi chị. Nói chung bạn ấy dễ lắm. Sao không được, mai cưới mốt cưới cũng được nữa, quan trọng là yêu nhau. Hôm nay lên đây tham gia chương trình thì ba mẹ có biết không? Dạ có chị. Có dặn dò tìm con dâu như thế nào, dặn dò gì em không? Dạ không. Thì ba mẹ ở nhà cũng đối thúc lắm rồi. Một câu hỏi cuối cùng nè, em có ghen không? Dạ yêu thì cũng có ghen chứ chị. Ví dụ giờ bạn gái đi tiệc tùng rồi bận đầm có hơi sexy chút xíu vậy em có cho không? Mấy chuyện đó là bình thường đó chị. Được rồi, cảm ơn bạn. Dễ, bên đây dễ lắm, quan trọng ba mẹ thôi. Chào em gái. Chào anh. Anh là anh hiền lắm, anh bảo đảm em nhìn là em chấm thôi. Bây giờ vấn đề làm sao để em chinh phục ba mẹ của anh ấy. Em rất được người lớn yêu thích. Ừ, cái này là được rồi. Dạ. Tự tin là được. Tự tin như thế được rồi. Ít ai ghét em lắm, tính em là vậy. Anh ấy rất hiền nha, dễ thương. Dạ. Em đã thấy cũng hợp đấy. Cặp này hợp đó. Ừ. Nhưng mà nếu như bây giờ anh tiến tới hôn nhân thì em chừng nào mới chịu? Nếu mà em cảm thấy anh đó hợp với em được thì anh em... muốn trong một năm thôi đó, ba mẹ anh hối thúc dữ lắm rồi. Được không? Vậy phải do tình cảm quyết định chứ. Nếu mà bây giờ để em gặp một người xa lạ mà em bẻo một năm cưới. Nãy em nói em thích chơi với người xa lạ. Em thích các bạn thôi à. Thôi rồi, hai người sẽ nói chuyện với nhau nha. Nhưng vấn đề để anh hỏi người thân trước cái đã. Ý kiến người thân cũng quan trọng lắm. Dạ. Nha. Hôm nay em gái giờ... có đi với người thân không? Dạ có. Để em đi với ai? Em đi với bạn em ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là bạn của Ngọc Anh từ hồi học cấp 3 tới bây giờ. Dạ, ở chung với nhà nó luôn. Bạn em rất là đơn giản, dễ thương, rất là dễ thương luôn. Sống thì rất là biết sống, ấn tượng về bạn thì rất là thích bạn. Còn về anh trai bên đây thì em thấy là anh rất là hiền, chín chắn và trưởng thành. Về ngoại hình thì rất là ok. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với người em họ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Em là em họ của anh hiền và rất nhiệt tình, anh cũng rất kỹ tính. Bên bạn gái bên này là rất là xinh, cũng rất dễ tính. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ thì tính hai bạn nha, mình tâm sự trực tiếp với nhau, có gì cứ hỏi ảnh nha. Anh hơi ít nói một chút. Kéo mà động đi. Bạn gái rất là xinh luôn, rất là dễ thương. Dạ, anh làm ở đây lâu chưa ạ? Anh làm cũng được 4 năm, hơn 4 năm rồi. Anh có thích đi du lịch không? À, cái đó là sở thích, niềm đam mê á. Nhưng mà phải đi xe máy á. Anh cũng rất thích đi phượt. Ủa vậy hả? Anh chạy xe tốc độ cao không? Nói chung chạy là miễn sao an toàn thôi chứ. Ủa vậy hả? Em chạy nhanh nhưng mà em chạy rất là an toàn. Hai người đi phượt chung thì ai chở ai? Dạ, tất nhiên là em phải chở chứ chị. Anh có để cho em chở không? Mình đổi tài cho nó vui. Tại vì đúng rồi. Dạ không, cái đó thì em phải đảm bảo sức khỏe để mà có một hành trình tốt. Em rất khỏe. Không, ngồi sau nhiều cái hấp dẫn thú vị lắm em. Mình thay phiên nhau vui mà. Dạ. Em sợ ngồi đằng sau lắm à. Ủa, em tính chạy suốt luôn á hả? Đổi tài chút thôi, nam người ta chạy 80%, còn em chạy 20% đoạn đường được rồi. Anh có hay nhậu không ạ?
Anh đặt ra tiêu chí với anh chỉ cho một tuần anh chỉ được nhậu 2 lần thôi. Nếu anh xỉn anh gọi, anh có dám để em chở về không? À không, nếu mà anh xỉn á thì anh sẽ vào quán cà phê anh nghỉ ngơi một xíu cũng. Trời ơi, lì quá trời luôn. Bực bội à, không làm mai nữa, mệt, nghỉ. Con ta chở giùm đi, có sao đâu. Còn nếu mà cảm nhận mình đủ tỉnh táo chạy về thì anh sẽ về. Không, công an bắt mà. Nói chuyện khác, nói chuyện khác đi, chuyện hoài vậy. Đấy, trời ơi, thiệt tình. Nói chuyện tình yêu đi. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Chắc em hỏi suốt luôn đi em. Bây giờ em hỏi anh không trả lời được. Hỏi đi, hỏi kệ, hỏi nữa đi, hỏi thử coi. Tấn công tới tấp cho anh. Không. Ngoài sở thích du lịch ra em còn sở thích gì nữa không? Em thích ăn lắm. Em rất thích được ăn. Như anh nấu em có ăn được không? Ồ, anh nấu dở cỡ nào em cũng ăn. Anh em, thì nấu thì không dở. Thôi, chuyện yêu đương, tình yêu, hẹn hò gì ăn uống hoài. Chơi. Bây giờ mình hẹn hò nhau đi hẹn chơi hò sao mình đó? Hẹn hò sao nè. Trai chủ động cái coi bây giờ hẹn hò với bạn gái thì sao? Hỏi sao giờ anh hỏi giờ em muốn đi chơi đâu, anh hẹn đi chơi liền luôn. Hẹn hò liền ngày đầu tiên đó, hẹn ở đâu? Cái đó thì chắc để liên hệ sau. Trời đất ơi. Thôi bây giờ cảm nhận về nhau nè. Bạn trai cảm nhận về người đối diện như thế nào? Chia sẻ trước khi chúng ta quyết định. Anh thấy em cũng dễ thương, năng động, hoạt bát. Em có thích không? Dạ cũng thích. Anh hiền quá. Anh hiền mà nhiều câu cần nói lại không nói được. Cái khuyết điểm lớn của anh là không tự tin trước đám đông. Anh cũng muốn chủ động và để cho em mình, nhưng mà thiệt cảm xúc nó đang rất là hồi hộp. Anh tiếp tục đi đó, được rồi đó. Hả? Em cảm nhận về anh như thế nào? Thì đấy, em vừa mới bảo ấy. Anh có nói cái gì đâu mà em hiểu anh một tí xíu nào. Bây giờ ngày đầu tiên em hẹn hò với cô ấy, em sẽ hẹn ở đâu? Theo sở thích của em, anh rất chân thành và nhiệt tình. Đó. Nếu em đồng ý mình tìm hiểu với nhau thì anh sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ. Anh nghĩ cái tính em năng động vậy á, nhà anh có chấp nhận được không? Ba mẹ anh rất là hiền, nhiệt tình và thoải mái lắm. Dạ. Cho nên là vấn đề đó em khỏi lo. Thôi bây giờ một câu cuối cùng em tỏ tình, chứ nãy giờ cô chưa hiểu em nhiều. Đó, em thuyết phục một câu gì đó nữa. Mình đã lên đây rồi, mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và... Không phải câu đó. Mình nói từ trái tim mình, suy nghĩ gì cô ấy, nãy giờ mình cảm nhận thế nào, mình mong muốn điều gì. Suy nghĩ cho kỹ nào. Em, cô Khánh Linh, anh nói thật, nếu mà anh phải đi theo em thôi. Nào, nói gì đi em. Em không biết nói gì. Nói câu gì, một câu một thôi. Nói gì tận đáy lòng của mình rồi mình sẽ tiến hành đến bấm nút. Nói được luôn. Thôi mình thể hiện bằng nút bấm thôi. Ta đã nói người ta thích thể hiện bằng hành động rồi. Lời rồi. Ép người ta hoài. Thôi bây giờ là giây phút quan trọng. Cả hai bạn đều suy nghĩ thật kỹ. Hãy đi đến quyết định bấm hay không bấm. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em không bấm nút? Em thích một người ít nói nhưng mà nói những gì cần nói. À, rất tiếc cho em đấy, anh nói thật. Cô gái rất là dễ thương. Cô gái dễ thương lắm. Cô cũng muốn bấm nút đấy nhưng mà không nói cái gì làm sao bấm được. Nhiều khi là em chưa thấy được cái điểm em thích. Mình có thể sau ngoài chương trình thì mình có thể gặp nhau ở ngoài và mình trao đổi thêm và tìm hiểu. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Có rất nhiều người đang theo dõi chương trình và biết đâu những người đó sẽ là một nửa của các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Chúc hai em may mắn trên con đường tìm người yêu thương của mình nha. Em cảm ơn. Thích mẫu người thế nào? Mẫu người phụ nữ truyền thống, không trang điểm nhiều quá, giống chị Cát Tường rồi.
À, chị thì hơi lè loẹt đó. Anh ơi, em rất là đơn giản. Đau quá. Ép quá mà cũng không được mà. Anh rất thích cô gái đó bấm nút với chàng trai này. Nó thật sự như vậy. Một cô gái rất thông minh, rất năng động. Thôi khó quá, mình bỏ qua. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả màng. Hay dạ. Mời bạn nam. Thôi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu cái cho nó sớm coi. Dạ, chào anh Quỳnh Ninh, chào chị Cát Tường. Đúng em rồi. Tên là Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Hả? Đới Văn Ti. Đới Văn Ti. Ti, Ti, tờ Y Ti hả? 28 tuổi, đang sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Làm nghề gì bạn? Em làm quản lý bảo trì công ty trong nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Lê Hương. Năm nay em 28 tuổi. Quê của em là Quảng Bình, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và công tác ở Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai. Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non ạ. Bạn nữ 28 mà bên đây cũng 28 vậy, bằng tuổi hả? Dạ. Cô giáo mầm non hát được á, bây giờ hát bài cho nó phá tan cái không khí. Đúng rồi, cặp kia không có kết hôn, ủa không có đồng ý hẹn hò, hôm mai bà mối đang buồn quá. Ừ. Em hát tặng cái không khí nó sôm lên các em. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây trên dòng sông sâu. Hay quá, ngọt rất ngào là lắm. Ngọt ngào. Rồi em trai hát bài đối đáp liền. Bằng lòng đi em, anh về quê đang mát con trầu. Tiếp. Mẹ cha nên hỏi. Lại làm lại, 2, 3 bắt đầu. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Bài lần thứ 3, 2, 3 hát đàng hoàng cái bài này nha. Bắt đầu. Dạ. Bằng lòng đi em, anh về quê mắng. Khó quá, khó quá luôn. Em gái, em đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Ngoại hình là cao hơn em. Một người biết chia sẻ, biết quan tâm và sống có trách nhiệm. Có công việc ổn định ạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích một người là nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Bạn trai bên kia có hút thuốc không? Dạ không chị. Có nóng tính gia trưởng không? Hơi nóng tính chứ gia trưởng thì không. Vậy đơn giản mà. Em trai, bạn em trai thích mẫu người thế nào? Anh mặc đơn giản, mẫu người phụ nữ truyền thống. Không trang điểm nhiều quá, đi đâu cũng đi trang điểm nhiều thì cũng... Ta trang điểm đẹp chứ có gì đâu. Không phải, tôi ví dụ như thế đi làm hoặc là đi ra ngoài đường. Không, ví dụ như thế mình chỉ đi ra ngoài đường không, mình cũng trang điểm thì... Anh ơi, em rất là đơn giản. Ta ra đường ta trang điểm vừa đẹp cho mình, vừa đẹp cho gia đình, cho chồng, cho xã hội nữa. Mình có nở gì mặt đâu, nở mày chứ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Giống ai không? Giống chị Cát Tường được rồi. À, chị thì hơi lè loẹt đó. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là chăm lo cho gia đình, với này cũng chiều bạn gái phần nào. Cũng biết nấu ăn, phụ việc gia đình. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì đôi khi hay quên, hơi nóng tính thôi. Bạn gái thì sao? Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Rồi em biết nấu ăn, biết ca hát. Chuyên ngành của em là mầm non thì em có năng khiếu là dụ dỗ nít á, là chăm sóc con nít được. Dụ dỗ người lớn được không em? Dạ không, dụ nít chứ người lớn thì chưa biết ạ. Chưa biết à? Có khi người lớn dụ lại. Có bị ai dụ chưa? Dạ dụ chưa được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 4 năm rồi chị. Cũng lâu, cũng lâu quá ha. Bạn trai sao bạn? Mình có yêu ai da diết lần nào chưa? Chắc là mối tình đầu tiên. Mấy năm? 3 năm rưỡi. Rồi mối tình kế tiếp? Khoảng 3 năm. Rồi mối tình kế tiếp nữa? Được 7-8 tháng. Vậy là bạn yêu không là gần cái chục năm rồi đó. Mấy mối tình không mà? Mỗi 3 năm mấy, mấy tháng sau là cùng là gần 7, coi như 7-8 năm rồi. Nếu bạn rút ra kinh nghiệm, bạn sẽ làm gì để có thể giữ được mối tình lần này? Vậy như thế là mình chăm sóc quan tâm bạn nữ nhiều hơn. Đúng rồi. Mình tiết kiệm về lo cho những cái gia đình mình. Nói giờ thiếu quan tâm đến bạn gái ha. Giờ phải quan tâm đúng. Nhưng mà bây giờ nếu như sau này mình lập gia đình thì mình định sẽ là sinh sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Ở Biên Hòa, Đồng Nai đúng chị. Hồi nãy bạn gái nói ở đâu bạn gái? Dạ em ở Xuân Lộc ạ. Gần nhau không? Xa. Cách nhau gần 100 cây. Thôi. Rồi thí dụ như em qua chỗ bạn gái ở được không? Cái đó em cũng chưa biết được, tại vì dưới đó không biết là công việc nó như thế nào nữa, chứ nhiều khi ví dụ chút như xíu nữa dở mà hai bạn mình tính toán với nhau thử chuyện đó. Dạ. Ha. Rồi ok. Được.
anh sẽ qua gặp bên đàn gái coi sao nha. Em thôi anh. Đàn gái. Nếu bây giờ em phải đi theo anh ấy, em có chịu không? Khi mà gặp nhau tìm hiểu mà hai người hợp á, thì cái chỗ nào mình cảm thấy thuận lợi hơn thì mình theo thôi ạ. Bây giờ mình nghe anh ấy nói chuyện, mình có cảm nhận như thế nào? Thì em thấy anh cũng chắc là cũng chững chạc. Quan điểm thì cũng được nhưng mà chưa rõ ràng lắm. Thôi mình gặp để mình hỏi rõ hơn ha. Dạ. Còn hôm nay tụi em có đi với người thân không? Dạ, em đi với cô hiệu trưởng trường em, sếp của em. Wow, rồi à, có cậu em trai em và các chị em đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh với là Cát Tường. Dạ, chào với cô. Quý vị khán giả trong khán phòng. Thì Hương là một giáo viên rất là dễ thương. Dạ. Vì cái ngành mầm non mà, yêu nghề mến trẻ với là rất là gần gũi với mọi người. Còn riêng với chàng trai hôm nay thì cho cô được hỏi là gia đình chàng trai hiện đang ở đâu? Dạ, bố mẹ vẫn đang ngoài Bắc. Dạ. Vậy là em vô đây một mình? Dạ, có anh trai đây. Nếu như mà hai bạn có duyên mà gặp gỡ với nhau, cái hướng tương lai tới thì em sẽ quyết định như thế nào? Em đưa Hương về Bắc hay là em đưa Hương về Biên Hòa hay là về Sài Gòn? Nói chung là chúng ta nói thẳng nói thật ở đây thì nó sẽ hay hơn. Công việc thì nếu mà cũng đang ổn ở Biên Hòa Đồng Nai, nếu mà sinh sống thì chắc là nếu mà ấy về thì chắc là về sinh sống làm việc Đồng Nai thì sẽ làm ở đó. Rồi có bạn bè có ý kiến rồi nào? Có ai muốn dạ em xin chào chị Tường và anh Linh và chào quý vị khán giả. Thì em là chị đồng nghiệp với Hương và cũng là chị em rất là thân thiết, cũng có thời gian ở chung với nhau. Về bạn trai bên này thì theo em nhận xét thì bạn cũng rất là lanh, có công việc ổn định thì cũng mừng. Hương á, thì cũng quê ở xa, cũng mong muốn là tìm được một bạn trai là biết chia sẻ, quan tâm. Thì mong là bạn trai sau này chia sẻ với bạn với Hương. Rồi, cảm ơn. Bạn trai thì sao? Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chú của em. Xin chào Linh và Cát Tường. Chú ruột á hả? Dạ, mình lấy dì Út của Ti. Dì trong nhà mà. Dạ, đúng rồi. Thấy cô bé này cũng được, chỉ có một cái là không bằng dì cưng thôi. Chú nói là quen á, quan trọng là nhìn nhau cái đầu thôi, rồi vấn đề đi đến hôn nhân, chứ đừng có quen mà quen chơi cho vui thì mất thời gian nhiều lắm, càng nhanh càng tốt, chứ đừng có mà dây dưa, nó mâu thuẫn nhiều lắm, tại vì không có ai hoàn hảo. Chắc Ti cũng biết Dượng đó rồi, Dượng nó quen gì nó trong vòng tháng là tắt luôn, ba nốt nhạc bấm nút luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Nghĩa là bây giờ được là cưới luôn, cưới luôn mà không được rồi, thôi kiếm người khác lên, mất thời gian, kéo màn lên. 28 tuổi rồi ha, được em cầu hôn mình làm luôn nha, nhớ nghe lời Dượng nha. Rồi mời hai bắt bạn bắt đầu, có 2 phút thôi các bạn. Anh làm việc ở Biên Hòa, vậy thì tương lai anh có lập nghiệp ở trong đây không ạ? Tức là tương lai là tính ở đây lập nghiệp ở đây chứ không có về quát hay là gì. Thì em nghĩ thì ở Biên Hòa về Xuân Lộc thì cũng không xa lắm anh. Vậy thì anh có cái kế hoạch gì cho cuộc hẹn hò nếu mà hai người đến với nhau? Là một tuần chỉ được 1 đến 2 lần. Vậy cũng được. Tại vì công việc của ai cũng có công việc riêng của mình thì chỉ có rảnh được vào ngày Chủ nhật. Trước giờ thì cũng có xuống đó vài lần nhưng mà nhiều khi cũng xuống xa cho nên không biết là... Em thấy đâu có xa thì... đâu, cũng gần mà. Đi chưa xe, đi xe có tiếng rưỡi à. Không, tại vì tối ví dụ như muốn đi chơi hẹn hò gì đó thì... Gì đây? Hơi xa vậy. Cái gì mà một chùm này vậy? Gì? Ủa cái này cái gì đây? Thước gì? Chi vậy? Nhưng mà bảo trì thằng đo đạc. Đứng lên đo coi cổ gì bảo trì gì không? Nhưng mà bữa nay đi lên đây hẹn hò đeo đem cái thước đeo một chi. Phải cái này lúc nào nó cũng theo em hả chị? Đâu đứng lên coi coi. Trời ơi. Làm gì kiểm tra đồ nghề người ta kỹ vậy? Tại làm biến cho nên thằng đi đâu cũng cầm theo cái gì. Hôm nay đâu có sửa đâu. Sở thích của em là gì? Em thì rất là thích đi du lịch, đi phượt này nọ vậy đó, xem phim, hát karaoke với bạn bè. Còn anh sao ạ? Anh thì nói chung là cũng đa số cũng hay đi chơi cuối tuần, thằng cũng hay. Anh qua. Có thích đi du lịch không ạ? Đi du lịch thì nếu mà ấy thích đi phượt đi được là xe máy á. Dạ. Dạ. Chắc là anh với em cũng sở thích rồi. Đi chơi cho xa thì thích về miền Tây vui hơn. Dạ, ở đâu cũng được đi chơi là thích rồi ạ. Hiện giờ thì bố cũng đang ở trong đây thì nếu mà được thì sẽ sau một thời gian thì sẽ ra mắt gia đình. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nhìn thấy em thì cũng chững chạc, suy nghĩ thì cũng lo cho gia đình thì cũng cảm thấy được dễ thương. Thế lo cho cả 100 đứa con nít được mà đừng nói chi. Em thấy anh này thì cũng chững chạc, chắc là người đàn ông của gia đình. Bây giờ hai bạn nói chuyện tuy rằng ít nhưng xem lại trái tim của mình có đập chưa, nhìn thẳng vào nhau 30 giây, nhìn thẳng vào nhau nào, hai người đứng lên nào, hết 30 giây chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta cảm nhận.
và quyết định hay không quyết định tùy các bạn. 30 giây bắt đầu. Đó, nhìn đúng rồi đó, nhìn kỹ từ đầu tới chân luôn đi. Sau này không có lầm lỡ gì hết. Được chưa? Được chưa? Dạ. Rồi, về chỗ ngồi. Bạn trai nói trước đi. Thì từ nãy giờ nói chuyện thì em cảm nhận thì thế nào vậy? Khi mà mình gặp nhau ở đây rồi á thì cũng đã có một cái duyên rồi. Chúng ta cũng cho nhau một cái gì đó để tìm hiểu, để hiểu rõ hơn. Em trai nãy giờ nhìn mắt em gái, em thấy sao? Em nhìn thấy thì cũng có rung động. Có rung động đúng không? Dạ. Chúng tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi, có rung động là được rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thời gian, suy nghĩ cho kỹ các bạn. Đặt tay vào nút bấm. Hãy làm theo sự rung động của con tim nha. Đó là quyết định các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Em trai có bấm nút không? Dạ không. Hồi nãy em nói có rung động, nhưng lý do tại sao em trai lại không bấm nút? Sợ là nếu mà quen xa mấy này. Sợ quen xa. Rồi nhiều khi từ đây xuống dưới đó thì em cũng không chắc được sẽ xuống được thường xuyên. Mấy chục cây số là xa đó hả? Không phải, tại vì ví dụ như thời gian tìm hiểu nhau thì em cũng nghĩ dạng như thế này mình dành thời gian nhiều hơn. Một cô gái rất là xinh, một cô giáo có thể chăm sóc con cái chúng ta rất là tốt. Một cô gái không ngại đường xa. Nãy cô ấy nó rất gần. Nếu như mà lấy nhau thì cô ấy cũng sẵn sàng đến cái nơi của bạn sinh sống để mà ở đó cùng bạn lập nghiệp. Tôi nghĩ đây là một cái suy nghĩ bạn sẽ cảm thấy hối tiếc đó. Nhưng mà thôi, đó là cái quyết định của bạn thì chúng ta trân trọng thôi. Đúng rồi. Em gái cũng đừng buồn. Dạ. Em rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Anh tin chắc rằng có hàng triệu người chờ để anh này không bấm là người ta bấm đấy. Xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em... Rồi, cảm ơn hai bạn nhé. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Dạ. Đi đi trước. Nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống anh. Mình biết của anh giống anh là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Sương Máu này hay là những đảo đường phù sa hồi đó đẹp trai lắm. Để cho sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh như Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Linh. Bây giờ đẹp thì em cũng không thần tượng lắm. Gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Lê Phú Nhật Đan. Em đến từ Bạc Liêu và năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Từ Bạc Liêu lên đây tham gia chương trình ha em? Dạ anh Quyền Linh. Rồi, mời bạn trai. Rất vui hôm nay được gặp mọi người đây nhỉ. Đầu tiên em xin chào MC anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Cát Tường và chào toàn thể quý vị khán giả đây một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phạm Văn Ngời, em đến từ Hải Dương. Em đang làm ở một nhà máy ở Long An. Cô nghe của em là kỹ sư về chất lượng, tức là em là về bên chất lượng. Tức là anh làm vào công ty nào nó cũng phải có một cái bộ phận chất lượng, bộ phận sản xuất và bộ phận chất lượng. Bộ phận chất lượng là mình sẽ đảm nhiệm về cái chất lượng của hàng hóa. Thì hiện tại em đang làm cho các công ty là khi mà khách hàng ví dụ như tôi, anh phải làm cho tôi cái sản phẩm như này theo cái yêu cầu chất lượng như này, thì em sẽ có trách nhiệm là từ cái tiếp cận những cái ý kiến của khách hàng thì em sẽ bắt đầu đưa về công ty và em sẽ theo sát cho công ty có đáp ứng được như vậy không. Và khi khách hàng đến hỏi là cái hàng có đáp ứng hay không thì khách hàng sẽ kêu em ra đầu tiên. Từ Long An, Bạc Liêu. Bạc Liêu. Vâng. Em có đi Bạc Liêu lần nào chưa? Em chưa được đi Bạc Liêu nhưng em đi Cần Thơ mấy lần này. Rồi, cái địa vị trí địa lý của hai bạn cũng khá xa nhau. Dạ. Đối với em cái đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì nhà em quê Hải Dương nên em đi Hải Dương rất nhiều, thậm chí em đi cả vòng quanh Đông Nam Á luôn. Và nếu mà tình yêu ấy thì xa như vậy chứ xa nữa đối với em không là cái gì cả. Rồi, yêu nhau là ok. Yêu nhau là không có xa ha. Dạ vâng. Rồi. Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nấu ăn, làm bánh, có thể chăm sóc tốt được cho người khác. Còn nhược điểm của em là em hát tương đối dở, hơi run trước mọi người ạ. Giờ dạ. Đang run đúng không? Dạ rồi, đúng. Thở sâu không sao cả ha. Dạ. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là chân thành. Khi em nói chuyện gì ra là cứ đảm bảo cái chân thành của em rất là cao. Em rất là công bằng khi mà em đưa ra một cái ý kiến, nhưng nếu mà có một bạn nào đưa ra cái ý kiến mà em cảm giác em suy xét lại cái đó hay hơn, em sẽ chấp nhận, chứ không bao giờ mình lấy cái ý kiến của mình là phải là nhất. Anh vào miền Nam này lâu chưa? Em vào miền Nam là phải tính là đến gần 20 năm rồi. 20 năm. Dạ anh vâng. Có thích người miền Tây không? Em cực kỳ là thích người miền Tây luôn á. Tình trường mình như thế nào em? Dạ, em có một mối tình là thời sinh viên và tụi em đã chia tay cách đây khoảng 2 năm rồi. Sau này thì
em có quen, đó là qua may mối. Chưa được một tháng nhưng mà ảnh đòi là cưới liền. Nhưng mà em thấy cái đó là tìm hiểu chưa chín chắn nên tụi em đã dừng lại và coi nhau như anh em với nhau ạ. À. À. Rồi bây giờ nếu mà tiền mà được thì chừng nào em muốn chừng nào mới đám cưới? À, cái đó là còn phải do hai người là có thể có thực sự để hiểu với nhau và đi đến hôn nhân rồi không? Còn bạn trai, tình trường bạn thế nào? Em chưa có mối tình nào cả. Qua cái yêu gì luôn? Em chưa có một tình yêu. Nhưng mà giờ yêu được không? Cái đó là cực kỳ luôn đấy, bởi vì em lên lịch nhiều đó nhưng mà em chưa gặp được cái tình yêu từ hai chiều á. Thế nhô, rồi xem nó lẻ dữ vậy em? Em phải nói là em sợ là chương trình không đủ cái thời gian cho em nói, bởi vì em rất là nhiều thứ. Bình thường ở ngoài đời có nói chuyện nhiều vậy không? À, em nói chuyện rất là nhiều. Em nói chuyện nhanh vậy luôn hả? Vâng, em nói được như vậy. Rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái bạn gái đấy chỉ cần gọi là đối nhân xử thế hợp lý, là tức là mọi người không có phải là chê trách của giống như anh Quyền Linh hay giống như chị ấy, tức là mình biết đối nhân xử thế, tức là trong những cái ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình luôn làm cho mọi người hài lòng vui, không rồi. Ai chê trách mình, đó là bây giờ mình trả lời phỏng vấn yes no question thôi nha, cho nó lẹ nha. Yes. Có làm dâu không? Không, à. Nhà em không, bởi vì rồi. Là mẹ em ở ngoài Bắc, mà em thì tính lập nghiệp trong miền Nam. Không cần giải thích, chứ cứ yes no không, được không, rồi. Sorry, I forgot about that. À, lấy nhau về kinh tế gia đình ai quản lý? Cái này thì em tôn trọng cái là phụ nữ của Á Đông của mình, tức là người phụ nữ sẽ là không cái vấn đề. Không cần giải thích, chỉ vợ với chồng được rồi. Sorry. Ngoại hình có yêu cầu chiều cao, vóc dáng, gương mặt? Dạ, chiều cao thì em rất mong muốn là cái bạn gái của em được từ 1m50 đến 1m60. Tóc dài hay tóc ngắn? Ngày xưa hồi nhỏ thì em rất là thích các bạn tóc dài. À. Nhưng sau này em thấy mà tóc ngắn hiện đại thì cũng rất là ok. Tức là miễn sao mà em nhìn thấy em rung động, em thích là giờ ok. Giờ mà em thích tóc dài cũng được không? À vâng, dạ, ít thật vâng. Ừ, rất ít. Giờ dài, tóc ngắn không ạ? À? Ít tóc được không? Yes or no thôi. Yes. Yes, rồi được. Anh sẽ xem đàn gái thế nào nha. Dạ, em cảm ơn. Chào em gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói chuyện em có cảm nhận được như thế nào không? Dạ em thấy ảnh có vẻ là người vui vẻ. Như con cái anh nghi ngờ là 37 tuổi vẫn chưa có người yêu lần nào hết. Từ em cảm nhận nha. Dạ. Em ghét gì, tính gì ở người đàn ông? Ích kỷ, không quan tâm tới mọi người, xem cái tôi của mình là lớn. Anh này có thể làm được điều đó? Dạ. Về ngoại hình á? Ngoại hình á thì em không quan trọng, cần là nhìn được là được. Quan trọng về tóc tai không? Dạ không đó anh, tại vì em nghĩ tóc tai là mình cũng không muốn, là có khi ít tóc mình cũng đâu có muốn là mình ít tóc. Đúng rồi. Dạ. Vậy được, anh này nói chung là anh thấy ổn đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với mẹ, anh trai, em gái và cháu của em ạ. Chào cô Quốc Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cháu trai hôm nay, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của bé Đan. Tôi có mấy lời thấy cháu trai bên đây thì cũng chững chạc. Cô cũng là muốn hỏi cháu là cháu có ngại gì vì cháu là người miền Bắc mà cháu nhà cô thì người miền Nam. Thì thưa với cô là con không có phân biệt ở đâu cả. Mà thậm chí là con còn dành tình cảm cho người miền Nam, người miền Tây là nhiều hơn ngoài con. Bởi vì con đã xác định con lập nghiệp trong đây rồi. Hiện tại là con cũng có bên gia đình, con có cả cha nuôi là người Bến Tre. Rồi các anh chị cũng là người Bến Tre rất là đông. Và bạn bè con là ở Long An và ở Cần Thơ rất là nhiều. Cùng từ hồi học đại học đến bây giờ, mà thậm chí là con về miền Tây còn nhiều hơn là con về ngoài Bắc nữa. Rồi, coi như không vấn đề gì hết cô. Vậy thôi, vậy thì con hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để sớm tiến tới hôn nhân. Bởi vì cháu nhà cô thì nó cũng ế lâu quá rồi, muốn mong cho được sớm xóa ế. Vậy cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Thôi cho em gặp bên đàn trai đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là cha nuôi của bạn trai. Cha thấy là cái mối duyên này dường như là ok. Cha cũng mong con và cháu muốn hẹn hò thì cứ tìm hiểu để rồi đi đến cái cuộc hôn nhân. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ vâng. Mở lên là hát liền luôn. Vâng. Cái này xin tặng. Từ khi em đến, mây bốc xanh quanh đời tôi, mùa hoa tim tim cũng theo em trên bờ vai, mắt thu em hiền, hoa mộng xưa bỏ đi năm nào, nay về đây cười bên hiên vắng. Ha ha. Giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ giữa mây trời. Ha ha. Xin gửi đấy một trái tim chân thành đây à.
lấy cảm tình liền thấy không? Rồi tưởng đâu giọng hát đang cường chứ bộ. Lady first, anh muốn nhường em nói trước, em cảm nhận nào về anh? Em thấy anh là một người vui vẻ, có thể tạo được tiếng cười cho mọi người, chín chắn à? Anh rất là chững chạc luôn chứ. Anh hình dung em là nói chung là nó không giống như ở trong cái đầu của anh đâu. Là một cái cô gái anh gặp như nào đấy là xinh đẹp, nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây lại thấy còn xinh đẹp hơn nữa, là rất là bất ngờ. Dạ, em cảm ơn anh. Rất là bất ngờ. Và anh hôm nay cũng rất là vui, rất là cảm nhận được từ phía gia đình nhà mình như cô vừa lại chia sẻ đấy, không có phân biệt gì vùng miền cả. Anh rất là chân thành rồi, bây giờ là chỉ có do em thôi. Và anh thì anh dám đảm bảo một cái là cái con tim của anh nói câu nào là thật câu đó. Và nếu mà em có thời gian thì em có thể xem về cái CV ở gia đình nhà anh. Thì từ gia đình, từ bố anh sinh nhà anh rồi đến cha nuôi nhà anh, độc người tốt không à? Không có hay sự ấy rồi, được mọi người rất là yêu quý. Mình có ngại là yêu sao mà anh? Mỗi một người đều có một cái công việc cố định của người đó, thì là cái thời gian gặp rất là ít. Anh cho em một cái cụ thể luôn, tức là bây giờ nếu mà mình quen nhau mà em cảm thấy chấp nhận đấy, là em chấp nhận. Còn anh chấp nhận rồi đó, thì nếu mà được ấy, thì là một tháng anh thăm em là anh sẽ đi là ok ngay. Có nghĩa là tóm lại là bây giờ trong lúc yêu nhau là một tháng thăm một lần, ít quá vậy. Bởi vì là đang nó hơi xa tí thì chắc là bạn cũng không muốn em mà đi nhiều quá thì ảnh hưởng sức khỏe của em. Chắc là em nghĩ là bạn cũng không muốn như vậy à? Sao em muốn một tháng mấy lần? Đầu thì em nghĩ là chưa tìm hiểu nhiều thì một tháng một lần, nhưng mà em nghĩ là khi mà tìm hiểu thì dĩ nhiên là muốn tìm được hiểu nhiều. Tháng mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần à? Cái này chắc anh cũng lại phải cho em quyết định luôn đấy. Yêu nhau mấy núi cũng neo mà, đâu có ngại gì đâu. Em mời anh xuống mà thời gian nhiều quá thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không ạ? Cái này anh sẽ phải sắp xếp là hợp lý. Một lần được không? Được, xong mình cố gắng đi trong vòng 2-3 tháng là bắt cưới luôn. Kêu hai bên gần. Em chia sẻ một chút là em thích anh chuyển về đó làm hay là anh làm ở đây. Chứ còn anh cũng không thích, anh làm đây mà vợ anh ở xa anh cũng không thích à. Bởi vì tính này là anh cái tuổi thì nó cũng không còn nhỏ thì anh. Chung với vợ đâu chồng vâng, đó. Từng giờ từng phút một mình phải dành cho nhau chứ không phải là vợ chỗ này chỗ kia này. Nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống của mình. Việc của anh giống anh là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Xương Máu này hay là những đèo đường phú xa hồi đó đẹp trai lắm. Đẹp trai sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Ninh. Tại giờ đến bây giờ rồi. Thì em cũng không thần tượng lắm. Giờ là già xấu rồi hả? Giờ thấy cũng kỳ kỳ á. Trời ơi, vậy là nói anh đã qua thời rồi đó hả? Cái hồi mà em đang học đại học năm nhất năm 2 rồi cấp 3 đấy, em cũng lấy hình của em ra em soi, em thấy em cũng rất là ok. Hồi đấy nó không giống như bây giờ. Nhưng mà tại sao anh Quyền Ninh thì anh hên, anh cũng rất là khổ, nhưng mà anh vẫn hên được vào sân khấu rồi anh nổi tiếng vậy. Còn mình không nổi tiếng được, nhiều lúc em cũng buồn lắm chứ, em cũng theo. Rồi giờ quay lại chuyện này nè, quen chừng một vài tháng thôi phải cưới lẹ chứ còn đi kiểu đó là cũng mệt. Cưới sớm được không? Em với anh lấy nhau mà em chuyển công tác về bên anh thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? Thế thì cực kỳ tốt luôn chứ. Mà anh luôn luôn là để cho em chọn, thích là ở Bình Dương em làm, hay thích Sài Gòn, hay là em thích ở Long An. Còn ví dụ như mà nếu mà khi mà đã yêu nhau, lấy nhau rồi thì em bảo bây giờ em thích ở Bạc Liêu ấy, mà thì anh cũng sẽ cố gắng anh tìm cái công việc của anh xem có cái gì đó phù hợp không. Ví dụ có thể anh về đó, anh kiếm một cái công ty gì mà nó giống giống công việc của anh, hay là có thể là đi dạy tiếng Anh mà kiếm được tiền để đủ cho gia đình. Mà anh thấy thì ok thì anh vẫn cứ ok chứ. Cái đấy là... Tuyệt vời rồi gì nữa. Từ khi mà lúc mà màn đến bây giờ anh cảm nhận ấy, em là trong trái tim anh rồi đấy. Anh hy vọng có một ngày nào đẹp trời ấy, thì có một cái tin nhắn gì đấy thì em có thể nói với anh là mình cưới được chưa thì ok, là anh chỉ cần đợi ngày đó thôi. Nãy giờ nói kịp hết chưa? Nói kịp hết những ý chuẩn bị chưa? Em chắc cũng được 40% rồi. Rồi chút xíu xuống dưới nói thêm 60% nữa nha. Vâng. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận xem đây có phải là người mình đang chờ đợi, đang tìm kiếm hay không? 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay nhau luôn. Con xin phép bác, xin phép gia đình nhà mình luôn. Hôn em một cái. Tự giác không cần nhắc nhở. Làm liền vậy đó. Là khoảng 1m70. Có đẹp trai. 1m6 em ơi. Lỡ mà có đẹp trai thì cũng được. À. Anh có bị hôi miệng không ạ? Cái này thôi chúc em kiểm tra, cho anh kiểm tra không được em. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi.
Rồi bây giờ hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe nha. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Khánh, em đến từ Bình Dương. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là thiết kế đồ họa. Khánh quê ở đâu? Dạ em ở Bình Dương ạ. Tức là ở Bình Dương, làm Bình Dương luôn. Dạ. Nghề đồ họa. Dạ. Rồi mời em gái. Dạ xin chào quý vị khán giả, chào chị, chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Phương Thảo. Em 27 tuổi ạ. Em là giáo viên cấp 2. Dạy ở đâu Thảo? Dạ em dạy ở trường Vinschool ạ. À, trường trong Vinhome Central Park. À. Em dạy môn gì? Dạ em dạy môn địa lý ạ. À địa lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ ưu điểm của em cũng hơi dài. Về tính cách thì em không có quậy. Dạ em cô giáo mà cũng hiền. Dạ. Xét về tài năng thì em có một chút biết hát, có một chút biết nhảy, có một chút biết cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, thêu, may. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là em bị lười uống nước. Dạ, và em không biết ăn cá. Có đôi khi ngủ thì những ngày mệt thì em thường hay bị ngáy. Bị ngáy nữa? Dạ. Một chút xíu nữa là khi mà công việc áp lực quá thì em hay kiểu là stress thì em sẽ có cái lời nói nó hơi cọc cằn một chút. Còn bạn trai? Dạ. Bạn có... Em, ưu điểm của em á thì là vui vẻ, hòa đồng, dễ giao tiếp. Nhưng mà cái đó cũng là nhược điểm của em. Ủa sao vậy? Tại vì nhiều bạn nữ khi cứ nói là người yêu mà dễ giao tiếp á thì hay lăng nhăng, bay bướm này kia. Nên có thể đó là cái nhược điểm. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Khánh? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Mối tình mới đây là mối tình dài mấy năm? Dạ mới tình được 3 năm mà. 3 năm. Dạ. Sao mà yêu nhau 3 năm chia tay? Dạ tại vì nói chung là cái định hướng của em với bạn gái đó thì không có giống nhau, không có trùng con đường á, nên khác nhau á, sinh ra mâu thuẫn nên chia tay. Trời ơi, hồi lúc quen nhau mình không có định hướng trước hả? À lúc yêu á là bạn gái đó đó là mới tốt nghiệp 12. Em cũng định hướng là cũng chung ngành với em. Nhưng mà sau khi mà bạn gái tốt nghiệp á thì bạn gái đòi đi con đường khác. Nên nói chung là xảy ra những cự cãi xong cái thì hiện giờ con đường của em là như thế nào? Dạ nay thì em vẫn làm bên thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Dạ. Rồi em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi ạ. Một mối tình lúc học đại học và một mối tình lúc học cao học. Mối tình sau này là quen được bao lâu? Dạ, mối tình sau này quen được gần một năm. Lý do sao chia tay? Sau khi học xong cao học ở Hà Nội thì anh đó về Đà Nẵng, còn em về thành phố Hồ Chí Minh. Nên là hai người cũng ở xa quá nên là em cảm thấy không có tương lai cho lắm. Em chủ động chia tay. À dạ. Vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn để mà mình có thể là mình rút ngắn cái khoảng cách ha. Dạ. Rồi thôi bây giờ chuyện cũ bỏ qua. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai trước hết là về ngoại hình. Thì ngoại bạn hình sao? Đó cao hơn em cao khoảng 1m70. 1m70. 70. Lỡ mà em có đẹp có 1m6 trai. Em ơi. Dạ 1m6 thôi ạ. Nhưng mà có lỡ mà có đẹp trai thì cũng được. À cái đó phải lát qua coi nha. Rồi còn gì nữa? Bạn đó đừng bắt em phải bỏ công việc nếu mà sau này có tiến tới hôn nhân. Tại vì em cũng có sự nghiệp của mình. Em rất là không thích những người là gia trưởng, chuyện gì cũng phải theo ý của họ. Có gì không em trai? Miễn sao là đừng ép bạn là bạn kêu không gia trưởng đúng không? Ừ, nhưng mà em có bắt ta bỏ nghề không? Dạ không, muốn làm gì làm mà. Muốn làm gì làm phải không? Phải tối về nhà là được rồi. Ừ. Được không em? Được không em? Dạ được ạ. Chào cô giáo. Em có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không? Có một cái chi tiết này cũng hơi nhỏ thôi, đó là bạn đó đừng có bị gù lưng. Chết chà, rồi, ngồi chết lâu rồi. Quá lưng có gù không? Cũng bị gù. Sao lý do kỳ em? Em có nhiều lý do. Gù lưng thì sao? Dạ, nó liên quan tới thẩm mỹ một chút thôi. Thì... nếu mà mình không được cao mà mình còn gù lưng nữa thì chắc là cái này phải tập thôi anh ạ. Thì tập mà cái này dạ. Dễ. Em yêu cầu cái nào mà nó khó hơn được không? Khó hơn. Ừ. Dạ, em cũng hơi quan tâm đến một chút vấn đề về răng miệng. Bạn có bị hôi miệng không ạ? Sao anh Linh kiểm tra được? Lỡ anh bị sức môi thì sao? Cái này thôi chúc em kiểm tra cho anh kiểm tra không được em. Dạ. Trời, cô giáo đưa ra nhiều tình tiết éo le quá nha. Dạ. Anh thấy chàng trai hôm nay cũng rất là năng động. Em là cô giáo, phải nói cũng rất chuyện chạc. Nhưng mà đưa mấy yêu cầu đó cũng dễ chứ không khó đâu. Vấn đề là người ta quan tâm chút là người ta sẽ bỏ được thôi. Cô giáo dễ thương lắm. Mình đàn trai thì có yêu cầu gì về người bạn gái của mình không? Bạn gái em không cần yêu cầu nhiều.
chỉ cần dễ thương một xíu là được rồi, miễn sao làm em thương là được rồi. Ngoại hình không quan trọng hả? Cao thấp mập ngoại hình thì bạn đã chọn ngoại hình rồi, em đâu có dám chọn ngoại hình nữa. Lỡ em không đáp ứng ngoại hình nữa thì sao? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ không thích bạn gái rồi, quá nhõng nhẽo. Nhưng mà mình cũng phải chiều bạn gái một chút chứ đúng không? Dạ em có chiều, phải chiều dữ lắm. Chiều đó, cuốn gì em chiều cái đó à. Rồi, tướng tá cũng được ha. Khi nào mình đám cưới được? Dạ, khi nào mà bạn lấy làm em yêu mà em không thể xa rời bạn đó được thì sẽ đám cưới được. Ghê vậy. Rồi về đám cưới xong thì mình tính là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ, thì tùy bạn muốn ở đâu ở đó à. Sao vậy, em cũng tùy người ta, em phải có chính kiến chứ. Em rất là dễ, nếu mà làm em yêu thì cái gì em cũng chấp nhận được hết. Bản thân em muốn khi nào kết hôn? Em có thể bất kết hôn bất cứ lúc nào. Có chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ đầy đủ. Đầy đủ là cái gì? Cụ thể? À, có nhà cửa rồi đầy đủ. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em trai và bạn thân của em ạ. Rồi cho chị gặp em trai của em nha. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh và mọi người ở trường quay ạ. Thì nãy giờ em ngồi dưới thì em thấy anh khá là bận bao, anh nói chuyện cũng rất là dễ thương. Đối với chị em thì chị em hiền lành ít nói, nhưng mà đôi khi hơi khó tính cả trong công việc và tình yêu nữa. Nhưng mà em nghĩ là hai anh chị có thể dành thời gian để tìm hiểu nhau, để tìm ra một lối đi chung được. Cảm ơn em trai. Em đi với ai? Dạ em đi với ông anh với mấy đàn em. Chào mọi người ở phim trường. Tôi là anh của Khánh. Hôm nay gặp em thì thấy hai người vóc dáng thì rất là ok, được. Em gái này thì tính tình chững chạc hơn nhiều. Em của mình thì nó rất là vui. Cho nên một cái vui, một cái chững chạc thì hài hòa nhau thì cả nhà chắc là rất là êm ấm và luôn có tiếng cười. Mong hai người có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ ta tham khảo rồi á, mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi từ đó mình tính toán chuyện bấm nút không bấm nút nha. Rồi kéo rào. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Đây là cái món quà nhỏ nhỏ mình làm tặng bạn. Mình làm rất là công phu, cưa từng ly từng tí, khoan từng lỗ một, mong bạn nhận giùm. Dạ em cảm ơn. Cái món quà của em tặng anh cũng là chính tay em làm, cũng là từng đường kim mũi chỉ ạ. Anh có thể xem ạ. Ok. Tâm đầu ý hợp, tặng quà toàn tự làm. I love you. Là một cái khăn tay ạ. Thời giờ còn có bạn gái thiêu khăn tay tặng bạn trai nữa, trời ơi thích quá. Sau những gì mà anh nói, em nghĩ gì vậy anh? Em thấy anh cũng có hơi một chút trẻ con thiệt. Dạ. Chính xác, nhiều khi rất là trẻ con luôn. Dạ. Cảm nhận của anh về em mới như thế nào? Mới nhìn khoảng vài giây. Nhìn em cũng dễ thương. Dạ. Mà anh không biết sao mà em không thích người thấp hả? Đã lùn hơn em sao? Dạ, xét về tương lai sau này con cháu đó anh. Dạ. Con cháu hả? Dạ. Nhiều người ta vẫn người là hai người lùn lấy nhau vẫn có con cao bình thường. Dạ, dạ bộ anh đứng lên em coi thử. Em nghĩ anh mét mấy, anh ngồi thử em coi mét mấy. Em nghĩ là 1m68. Ồ, em rất là giỏi, chính xác luôn á. Ta học người ta dạy địa lý mà. Ta địa qua ta biết địa lý thế nào. Rồi chiều dài bao nhiêu rồi. Rồi đem cuốn sách này tặng ảnh hay là chi đây? Dạ cái này cũng hơi bệnh nghề nghiệp một chút xíu. Là hồi nãy giờ em thì chưa có giới thiệu quê của em. Thì em sẽ cho anh một bài toán. Bài toán liên quan đến địa lý. Dạ. Mình ôn bài một chút được không ạ? Anh bỏ học lâu lắm rồi. Dạ đây kiến thức lớp 6 thôi anh. Dạ. Rồi bây giờ học trò đứng lên đi. Dạ, quanh tay lại. Trò cô giáo đâu cần đứng. Đây là đề bài của em. Đây là trang bản đồ Việt Nam. Mình sẽ tìm quê quán của em ạ. Trời ơi, cái gì vậy? Giả sử anh đang đứng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấy thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ? Đây rồi em. Dạ rồi. Trước hết thì bản đồ này có tỷ lệ là 1cm trên bản đồ này là tương ứng với 70km ở ngoài thực tế. Đề bài của em là anh muốn đến được nơi của em á, quê của em, thì anh xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi về hướng đông bắc 225 km. Dạ đây thước thước trời ơi. Dạ anh để quà xuống bàn nha.
Rồi kiểu này sẵn anh não có quá. 5 phút để suy nghĩ ạ. 225 km về hướng Đông Bắc. Để anh coi coi. Dạ, rồi, hướng phía trên của bản đồ là hướng Bắc. Em phải của bản đồ là máy tính hướng Đông. Em cần máy tính không? Không ạ? Được sử dụng máy tính ạ. Chị đưa máy tính em cũng không biết được đâu. Phía trước là hướng Bắc. Hướng Đông là bên tay phải của anh. Đông bên tay phải. Dạ, Đông Bắc là ở chính giữa Đông và Bắc. Đây rồi Bắc. Em ở Gia Lai hả? Anh nhớ lại khoảng cách của em là 225 km về hướng Đông Bắc. Gần đó có một cái chấm đỏ có ghi tên của thành phố Buôn Mê Thuột. Cho em hỏi anh là khi mình quy đổi 225 km ra cm trên bản đồ thì là bao nhiêu ạ? Vậy em ở Đà Lạt hả? À, đáp án cuối cùng của anh là gì ạ? Đà Lạt. Dạ em cảm ơn, đáp án chính xác ạ. Ngày xưa anh học khối C mà. Rồi, sau một thời gian thử thách, em cảm giác trí thông minh của anh thế nào? Em cảm thấy là anh cũng có tư duy nhưng mà do là cũng lâu rồi không đụng đến nên là... Vậy là hay rồi em. Tại anh rung á, nãy em thấy em rung quá. Thôi, đừng khóc chơi. Thiệt cái bộ lâu quá quên. Thôi giờ làm giờ bài em thơ, làm lại quái làm đi bài thơ, đúng rồi. Thường xưa á, mình đi học á, mình hay viết thư cho bạn bè đó. Dạ. Mình có một bài thơ, giờ mình sẽ đọc lại cho mọi người cùng tặng cho em luôn. Thanh Tiền đêm buồn gió khiêu, Thanh Tiền là quê quán của mình. Thanh Tiền đêm buồn gió khiêu, nhìn về phương ấy thương nhớ nhiều, gió ơi cho gửi lời tâm sự của kẻ phương xa nhớ em nhiều. Hết chưa anh? Hết rồi. Trời ơi. Trời ơi, bài thơ dài quá. Làm thơ cái gì mà tập thơ có chút xíu vậy? Dạ, dạ có cố gắng, có cố gắng. À, để đáp trả lại bài thơ của anh về sự nhớ nhung một ai đó, lúc đó anh nhớ ai không biết. Dạ. Bây giờ em xin có một vài câu hát tặng anh và mọi người. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh hay lắng nghe tim muốn gì, và dẫu cho mai sau có ra sao thì em cũng sẽ không hối tiếc về ngày hôm nay đã nói yêu. Rồi hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm hay không là quyền các bạn nha. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nha. Còn mình không cảm thấy không phù hợp thì mình không bấm, để cái duyên đó dành cho người khác. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Rồi, lý do tại sao em lại không bấm nút? Em có bấm mà nó không ăn đó chị. Hãy nắm tay nhau nào. Hôn nhau đây hai bạn. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island gửi tặng hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay là hai bạn đã có mặt cách cái hàng rào này thôi nha. Mời đàn trai giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn nữ cùng chơi kế bên và khán giả đang xem trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào.
Dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mớ nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Ô, bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm nữa. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng nhưng mà lùn cũng được, không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút coi bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương à. Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là vui. Nhớ cầu được ước thấy đó. Cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn.
mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh ca đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi, chào, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Em có cái thì trong lúc nào thì nó trước đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội, sau chương trình này em mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Và tràn đầy xinh. Này là kẹo dừa và đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi, thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau em mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Để bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Bởi vậy em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn, không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để mình giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run quá quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là
Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài Búp Bê Con Trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong. Phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc. Và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng. Là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông. Mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Bây giờ thì bạn trai hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Mình hứa sẽ làm gì cho cái mối tình này. Con chào hai bác, chào anh, chào anh chị ngồi. Hôm nay thì được em bấm nút hẹn hò thì hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Rồi, sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? Đó. Xin mời nhà gái. Chào Kim. Mời nhà trai. Chào anh. Chào anh trai. Dạ. Ngồi đi em. Dạ. Rồi, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em năm nay 33 tuổi rồi. Em hiện đang là giáo viên mầm non ở quận 9. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Và xin chào bạn gái bên kia em ạ. Em tên là Hoàng Trung Thông, năm nay 33 tuổi, em ở Quảng Bình. Công việc là QC, là bên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ồ, Biên Hòa hả? Dạ, 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 dạ Biên Hòa cũng gần. Nhà gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì tự tin, vui vẻ, và hòa đồng, dễ gần. Còn khuyết điểm của em thì hay cả nể. Có sở thích gì không? Dạ có, em thì thích đi du lịch, ca hát. Rồi có thích nuôi động vật không? Dạ không, em sợ lắm. À, sợ động vật. Rồi, ok. Còn bên kia, bạn Nam ơi. Ưu điểm, khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, cầu tiến, giỏi, ngon. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi, khuyết điểm là gì? Hay quên. Hay quên. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng lần đò rồi. Một lần đò? Dạ, cũng một lần cũng được 3 năm rồi. 3 năm, có con chưa? Có được bé trai hơn 1 năm rưỡi rồi. Bé trai 1 năm rưỡi, ở với mẹ? Dạ. Bây giờ là ở bên anh sao chia tay vậy? Lý do thì trước đây thì em cũng đi theo xuất khẩu lao động thì cũng có quen vợ cũ của em, quen trên mạng cũng gần, cũng có tìm hiểu được kỹ nên là sau khi kết hôn về cưới nhau ở một thời gian thì em phát hiện cái bí mật đó là vợ em
chơi số đề á. Làm gì? Chơi số đề, quyết định là chia tay. Có liên lạc gì với nhau? Có chứ. Em thẳng với em vẫn có chu cấp. Vẫn có chu cấp. Dạ, vẫn có chu cấp cho cháu. Thôi muốn hỏi bên nữ nè, còn mình thì sao nè? Em cũng một lần đò rồi. À vậy hả? Chia tay lâu chưa? Dạ em chia tay cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Em thì chưa có baby. Cái lý do để tụi em chia tay là sao? Là hai tụi em không có tiếng nói chung. Anh cũng còn hơi ham chơi quá. Bạn đời tiếp theo của em phải như thế nào? Thứ nhất là phải biết hy sinh cho gia đình, không cần đẹp xấu. Yêu là phải chân thành, chia sẻ cảm thông cho mình. Nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh đã có con rồi và ảnh phải chu cấp cho con của mình không? Dạ không, thì nói chung là làm người đàn ông á, mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt. Nhưng mà anh đừng có ăn chơi. Anh đừng ăn chơi. Dạ, anh chí thú làm ăn lắm đúng không? Em không ăn chơi, cờ bạc không, hút thuộc không. Rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xả giao đến ngoài xã hội thì mình vậy, cũng có một chút chứ. Bây giờ là vốn liếng là có dạ, được chút đỉnh để chuẩn dạ. bị cho dạ. gia em, đình mới không? Dạ em đi làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ cũng muốn tìm một người yêu như thế nào? Em tìm một người yêu thì trước tiên về cái ngoại hình thì mặt cứ nhìn một chút, đẹp da trắng vì tại em đen rồi em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi. Anh ơi còn... em đen lắm. Anh ơi em đen lắm. Còn về cái tính cách thì... phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn thì là ok. Tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những cái yếu tố mà dạ, đúng. Em yêu cầu, chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm. Cô giáo mà thấy không? Nâu chứ không phải là đen. Nâu chị. Da nâu. Em chào anh Quyền Linh. Rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không đẹp, ông ở đây da chút. Da này là đẹp. Này nghe, da này bây giờ đang là trend đang nha. Xu hướng đó nha. Ừ. Em có yêu cầu về nhà cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút. Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi. Cầu gì nói bên đây đáp ứng được không? Dạ thì em thì cũng không thích làm dâu lắm. Tại vì em cũng vụng về lắm, không giỏi lắm. Với lại cái công việc của em là không ở nhà nhiều được. Cái nghề chính của em là giáo viên. Nhưng mà em còn bán hàng online. Rồi em còn đi make up nữa. Cho nên là em cứ phải đi hay đi á. Bạn của em thì nếu mà có thể thì có nhà riêng cũng được. Có chỗ ở ổn định không? Dạ thì hiện tại thì em đang ở phòng trọ đó. Nhưng mà cái hướng sắp tới khoảng bao lâu thì mình có thể? Cái hướng sắp tới nếu mà làm ở trong này ổn thì có thể em ở trong này định cư. Em làm ở trong này. Tạm thời kinh tế em vẫn ổn định. Dạ. Người phụ nữ là động lực của người đàn ông để người ta tiến lên. Em đi với ai em gái? Dạ thưa anh Quyền Linh là em đi với anh chị em và đồng nghiệp của em như à, dạ gái. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ em là anh rể của Hằng. Em thấy đàn trai thế nào? Thấy cũng vui vui vẻ, cũng chân tình. Thí dụ hai bên cũng đều có gian dở hết rồi đúng không? Dạ. Thì khi mà nó kết nối lại thì trong cái tình cảm đó thì em cảm thấy là mình có thể mình sống mình sẽ chân tình với nhau được hay không? Dạ nếu mà ví dụ như được sự cho phép bên gia đình thì cho em quen thì mình sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa luôn. Rồi thì anh thấy em thì anh cũng ok. Dạ, em cũng dạ. vui vẻ, hòa đồng, chân tình. Thì riêng anh cũng cảm thấy là hai đứa cũng thấy cũng hợp. Em đi chương trình này cùng đi có em rể đi theo. Lời đầu tiên em xin phép được chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì em là em rể của anh Thông. Về điểm mạnh của anh Thông á, thì thật thà, siêng năng, luôn là một con người là chăm lo cho gia đình, sống rất là nội tâm. Riêng về vấn đề mà chị cần đó là vấn đề chia sẻ về gia đình á, và công việc, thì em nghĩ là anh Thông đủ đầy đủ để chia sẻ cho chị. Còn về điểm yếu của anh Thông là cái vấn đề mà quá hiền, hơi rụt rè. Nhưng mà em nghĩ chị gái sẽ bù đắp lại cho anh Thông được. Còn riêng về anh Thông thì rất là muốn ổn định về gia đình. Rồi lúc đó công việc anh sẽ nâng cấp lên. Rồi về vấn đề mà nhà cửa cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Em cảm nhận về chị gái, chị là một người với tính cách ban đầu thì rất là thật thà và cũng có xu hướng thiên về gia đình, nội tâm. Thì em cũng mong anh chị bấm nút và hãy trao cho nhau một cơ hội. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn anh trai. Bây giờ
để cho hai người tự cảm nhận đi ha. Nào, mở rào. Chào em. Đó, rồi tặng quà nào, tặng quà nào. Đến chương trình này anh có món quà tặng em. Em cũng có món quà này tặng anh. Anh thế rồi anh cũng đeo đồng hồ, sao anh đeo đây? Đồng hồ hả? Sao em tặng đồng hồ? Cái thứ nhất là em thực sự là cũng rất là thích đeo đồng hồ. Còn với thứ hai là em muốn nếu như mà sau này mình có tiến xa với nhau á, thì thời gian sẽ làm cho mình biết trân quý nhau hơn. Anh cảm ơn em. Anh đeo anh ha. Hay sao? Sao không được. Rung quá anh ơi. Rung quá. Em tự tháo đồng hồ của em để cho bạn đeo đồng hồ của bạn cho em. Tháo ra đồng hồ. Sao tay em rung quá. Rung hả? Bình tĩnh thôi chứ em. Cảm ơn em rung. Cảm ơn em. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh thì em thấy thế nào? Em thấy anh vui vẻ, nhìn có vẻ thật thà. Rồi anh cảm ơn. Nhìn rất là đàn ông nha, mà rất là duyên dáng nha. Cái nét đẹp này là cái là nét này nét duyên ngầm á. Cảm ơn chị nha. Còn em nói luôn cái cảm nhận của em về cô bạn này đi. Cảm nhận đầu tiên khi gặp bạn gái trên chương trình này thì em thấy bạn gái này rất là xinh, dễ thương. Vâng anh. Hiện tại thì em đang dạy ở quận 9 đúng không? Dạ, hiện tại thì em là giáo viên mầm non. Em công tác ở trường mầm non Long Bình, quận 9. Là cũng gần nhà em luôn. Là em quê là cùng Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ đúng rồi, nguyên quán của ngày xưa của em là ở ngoài Thái Bình. Nhưng mà ông bà gia đình em là ở đây là từ xưa giờ rồi. Hẹn hò thế nào, trao đổi đi. Em nghĩ là cái thời gian trong tuần thì em có thể sắp xếp được vào cái giờ nào, ngày nào nhỉ? Thật sự là công việc em nhiều. Em thì đi dạy thì từ sáng đến chiều rồi. Xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online. Thế cũng bận rộn ha. Cho nên là bị ế đó anh. Bận có nên ế đó. Ngày thứ bảy là em được nghỉ làm, là em được rảnh. Còn chủ nhật thì em cũng phải đang đi học. Cũng không có thời gian. Cũng đi học nâng cao hả? Dạ đúng rồi. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi ship hàng. Dạ không, em tự làm luôn. Em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời ơi cưng quá. Ủa vậy chứ anh thích người phụ nữ sao? Anh thích một phụ nữ của gia đình, con người là sống tình cảm, thiên về tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Nhưng mà em thì tình cảm có đó, dịu dàng cũng có đó. Nhưng mà em thì nấu ăn không giỏi. Với lại nhiều khi em hay đi ra ngoài, công việc của em cứ phải đi nhiều á. Anh thấy sao? Nấu ăn thì có thể anh nấu rất là... Anh có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Điểm mạnh của anh là nấu ăn. Anh cũng vẫn thích nấu ăn. Vậy là mỗi khi em đi làm về mà em chưa kịp đi vô bếp là em đã có món ăn rồi đúng không? Tất nhiên, ví dụ như vợ bần đi chồng có thể làm thay được mà. Nói chung là anh mọi việc trong nhà anh có thể làm được, điền được hay là tất cả mọi việc trong nhà. Nếu mà người vợ phụ nữ mà bần công việc thì chồng làm về sớm thì mình sẽ phụ giúp vợ thôi. Cái đó là chuyện bình thường không? Anh là mẫu người mình biết chia sẻ. Không phải là mình cứ nghĩ là cái phụ nữ là phải là dành công việc là gia đình là người phụ nữ, mà đàn ông cũng phải làm chia sẻ cho vợ mình chứ. Đó là người đàn ông biết suy nghĩ về gia đình. Mời nhà trai. Chào anh trai. Rồi ngồi đi em. Rồi xin mời nhà gái. Rồi cưng. Bây giờ thì mời bạn trai giới thiệu về mình nha. Kính thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào bạn nữ cùng các anh chị khán giả có mặt trong trường ngày hôm nay. Em tên là Hồ Phi Long, sinh năm 1988. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán, đang làm ở Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn em, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả có mặt hôm nay.
Xin gửi lời chào đến hai MC duyên dáng và xinh đẹp. Cảm ơn em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Trúc Lâm. Năm nay 35 tuổi, sinh năm 86. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Ở đâu em? Dạ, công ty thì sản xuất ở Tây Ninh nhưng mà có văn phòng ở Hồ Chí Minh. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em ở Tây Ninh. Ninh ơi, tôi chịu hết nổi rồi, ông dẫn tình được không? Gì vậy? Thơm quá à nè. Thiệt. Gì thơm? Đồ ăn hả? Bánh tráng trộn. Trời ơi. Đúng Tây Ninh luôn. Ninh. Thôi để em giới thiệu quê em luôn cho. Em làm một bài thơ đi. Rồi. Tây Ninh có núi Điện Bà, có chùa Tòa Thánh, có rừng thiên nhiên. Tây Ninh có hồ Dầu Tím, hồ Thiên, có một bài cửa khẩu thông thương, vành đai kinh tế của miền Đông Nam, có thêm bánh tráng muối tôm, ớt cay muối mặn, đậm tình Tây Ninh. Rồi à. Ok. Bạn nữ là sinh năm mấy vậy? Dạ em sinh năm 86 ạ. Tuổi về hơn 2 tuổi chứ. Bên đây 33, bên đây 35. Rồi. Ok, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Mặc đồ chú rể luôn rồi, rồi chắc chút xíu là đám cưới luôn á. Đây cũng đồ cô dâu luôn rồi. Mặc rất là phu thê. Hai đứa mặc phu thê, nhìn kỹ mặt chú rể đi. Ha. Đúng không? Hợp lý. Vậy là mặt tròn. Tròn mà giống nhau nữa. Chút xíu mở ra em thấy liền. Thôi, bây giờ em nói cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là tự tin, thích đi du lịch, thích dạo phố, gặp bạn bè, ăn uống, nói chuyện, tán gấp, tán nhậu gì đó. Mà khuyết điểm? Khuyết điểm em nghĩ chắc em không có khuyết điểm quá. Không có khuyết điểm luôn, đúng. Có quyền, có quyền. Có quyền. Rồi em trai nói luôn mình ưu điểm, khuyết điểm nào? Em thì biết quan tâm, chăm sóc lắng cho người cho người bình thường và không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm. Em là dân miền Tiền Giang nên rất là hiền tài chăm sóc. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hay ít nói, không giỏi đối với đám đông trước đông người. Còn mấy mối tình rồi em trai? Em từ miền Tây mà lên hệ học 26 ra thì em chưa có chính tình chính thức nào hết. Chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Nhưng mà em chỉ có thầm thương trọng nhớ thôi. Trời đất ơi, thấy thương không? Cưng ghê á. Ba mấy tuổi mà chưa dám nói lời yêu ai chứ. Bữa nay chắc chắn em sẽ phải có người thương. Người thương của em liền, để tôi hỏi bên đây có mối tình em sao nè. Dạ, hồi xưa đi học thì cũng có mối tình học sinh sinh viên. Rồi xong ra đi làm, người kia đi làm, chiều về gặp bạn bè ăn uống, đi chơi. Cuối tuần thì cũng tụ tập bạn bè hoặc là gia đình đi du lịch này nọ kia. Thời gian cứ vậy trôi qua tới giờ luôn. Không có luôn? Dạ. Quá là tương thích để không có một mối tình nào luôn. Ủa đó giờ em chưa tỏ tình với ai luôn hả? Dạ, nghĩa là em tính tỏ tình nhưng mà trước tỏ tình thì người ta nói có người yêu rồi. Tội nghiệp không? Dạ. Lời tỏ tình rồi đó hả? Nghĩa là mình chưa tỏ tình nhưng mà nó biết đã có người yêu rồi. Giống như là em muốn tặng con gấu có chị Anh Đức Dung đó. Nhưng mà người ta trả lại tôi đó là đã có người yêu rồi. Trời ơi, thương không? Tặng gấu nó trả lại. Không, bây giờ ông bà khiến như vậy để mà ngày hôm nay tôi với ông được làm xui với nhau. Đúng. Bây giờ em là muốn tìm một người yêu thế nào? Bạn gái lý tưởng đúng không anh? Ừ. Bạn gái lý tưởng em thì tóc dài. Có tóc dài. Da sáng tí. Da trắng, có da trắng luôn. Hiền lành, dễ thương, phúc hậu. Rồi, đảm bảo luôn, mặt bé này là quá phúc hậu rồi. Có mẫu hình lý tưởng giống ai không? Chắc chị Hồng Vân. Như vậy là em cầu được ước thấy rồi đó. Mặt tròn tròn giống chị Hồng Vân vậy đó. Chị nghĩ là bữa nay vô rồi đó nha. Bên đây mình sao, mình mong muốn cái người bạn trai của mình sao nè? Ngoại hình cũng có nhìn tí xíu. Rồi tính tình thì hiền, dễ thương. Đừng có gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không. Vậy không. Mà gia trưởng gì nổi thì không gia trưởng à. Nha. Nói chung là đừng có ép buộc làm gì hết á. Ai thích gì làm đó, nhưng mà ý kiến nhau thôi chứ đừng có ép buộc. Thấy được đó, hỏi gia đình đi. Em đi với ai nè? Dạ em đi với em ruột em, với em dâu em. Dạ em xin chào anh Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Duy Ngâu, là em trai của anh Hồ Phi Long. Em cảm nhận thì chị gái bên đây mặt phúc hậu, dễ thương, xinh xắn, thấy cũng hiền, nhìn cũng xứng với anh lắm. Thì em cũng mong là anh chị cho nhau cơ hội. Dù sao thì hai bên cũng chưa có mối tình thì cho nhau cơ hội nha. Đó. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với hai bên em họ. Dạ chào chú Quyền Linh với lại cô Hồng Vân và tất cả các bạn khán giả đó. Bạn muốn hẹn hò thì em tên là Thiên Ánh, là em họ của chị Trúc Lâm. Thì theo nhận xét về anh trai bên đây thì anh đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà của chị từ trước đến giờ. Chị của em cũng là một người rất là giúp đỡ người, biết giúp đỡ người khác và lúc nào cũng rất là dễ thương. Cho nên là chị cũng là người mà đáp ứng được những tiêu chuẩn mà anh đưa ra. Và em mong rằng hai anh chị có thể dắt tay nhau đi về sau chương trình này. Hay quá. Hay quá, hay rồi. Rồi mở rào. Xong xin long cái này cho tôi nha.
bắt đầu đi Long. Dạ. Trong ngày đặc biệt này thì anh có bó hoa hồng tặng em. Rồi em cũng có món quà. Đi qua bển làm cho ông Quyền Linh ổng thèm chơi cưng. Ờ. Linh nhớ xin cho tôi nghe Linh nha. Đó, trời ơi, chuyên nghiệp quá trời kìa. Nghề gọi là nghề gia truyền của Tây Ninh đó. Này là giống như em nhìn người ta làm em ấy hay là ở nhà mình có kinh doanh thêm về bánh tráng trộn không bé? Dạ, ở nhà ăn nhiều nên biết làm luôn. Trời ơi, làm phải thèm thơm rồi ơi. Em thấy thơm ghê không? Thôi chắc là nghỉ luôn đi. Ăn bánh tráng xong làm tiếp. Dạ, em mời anh với lại hai anh chị ăn luôn. Anh cậu ăn hết cái dĩa này luôn mà. Trời ơi, thơm á. Quá trời quá đất luôn, có đầu phộng nữa nè. Ngon quá. Thưởng thức tí rồi. Thôi thưởng thức tí thôi. Đưa. Cảm ơn Kim nha, chị cầm lương á. Rồi, đi ra nói chuyện bạn gái đi. Dạ. Em có ăn không? Em ăn thử chưa nè, ăn miếng đi. Xong nói cái cảm nhận cho cổ vui coi. Ngon không Long? Dạ ngon anh. Tiền Giang mình có món gì không Long? Tiền Giang anh biết ăn hủ tiếu Mỹ Tho. À. Em là huyện nào? Dạ em huyện Cai Lậy. Cai Lậy thì trái cây nhiều. Ừ, có mít, có sầu riêng nhiều lắm Cai Lậy á. Anh thì hiện tại anh mới ăn trứng thôi, nhưng mà nó có cái vị ngon của trứng. Dạ nguyên mâm chỉ thích ăn trứng thôi. Lâm cho hỏi lại là Lâm đang làm công việc gì ạ? Dạ làm bên xuất nhập khẩu. Thì có thời gian rảnh á thì có thường đi chơi với ba mẹ hay bạn bè gì không? Chiều rảnh là đi với bạn bè đồng nghiệp, rồi tối về gia đình, rồi cuối tuần có khi đi với bạn bè đồng nghiệp, cũng có khi đi với đa gia đình đi du lịch. Hiện tại thì Lâm đang ở đâu? Hiện tại đang ở Hồ Chí Minh. Quận mấy? Gò Vấp. Ở đây anh sống cùng ai hả? Đây sống một mình. Một mình một động luôn hả? Đúng rồi. Đến được với nhau thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở Tây Ninh, ở Tiền Giang hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em nghĩ là ở Hồ Chí Minh. Thì em cũng là thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng coi như mai mốt phải đi thuê nhà đó. Nếu mà hai đứa mà quen với nhau đúng không? Thì ra tôi bàn đi. Thôi mình bàn, mình kiếm vốn, mình mua nhà đi. Thì đó, vậy đó. Nếu quen, chúng ta quen nhau thì khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Tùy thôi anh, mình cứ tìm hiểu nhau đi. Thì từ từ rồi tính sau. Em nghĩ là vậy. Thích nhau ưng thì ngày mai cưới cũng được. Hay là qua năm cũng được, nó tùy thôi. Nó là tùy duyên phận thôi à. Anh thích hát hò. Anh thì anh từ nhỏ giờ anh không có hát hay, nhưng mà lúc học thì anh có một bài thơ của Nguyễn Du, anh rất là tâm đắc. Thì anh có thể tặng em 4 câu thơ của Nguyễn Du. Lâm xem trang trọng khách vời, phun chân đầy đặn, nét ngày nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thu nước tóc tiết nhờ màu da. Em nghĩ anh đang diễn tả vẻ đẹp cho em vậy. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Coi như là mượn thơ của Nguyễn Du để tả người con gái đối diện đó. Dạ em thì đam mê ca hát lắm, nhưng mà mặc dù hát hơi banh chút. Để nó vui thôi là chính mà. Chim rừng liêu lo cánh thơ mộng qua, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường, mặt nhìn hai lối khó mộng tri quang lộ. Xin người chi giúp giùm cho. Dạ nhiêu đó được rồi. Hãy mạnh dạn đứng lên nắm tay cô gái, nhìn thẳng vào mắt cô gái và mong muốn điều gì. Nắm hai tay luôn Long. 30 giây nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Đó. Chị anh rung với anh. Nói chung trước tiên cũng phải cảm ơn chương trình thì hôm nay đã gặp em. Nói em sao mà ông muối ông nghe được á, không là ông mắc em nói đi nói lại hoài đó Long. Dạ. Đúng rồi, nói lớn lên. Trai mà nói thở thẻ gì nói lớn đi anh. Ừ. Ăn to nói lớn lên. Đúng rồi. Cảm ơn chương trình nữa, anh đã gặp em hôm nay thì anh đã quyết định bấm nút rồi. Em làm bạn gái anh nhé. Trời ơi, cưng chưa? Tôi là tôi ừ liền đó. Dạ thì nhìn anh cũng dễ thương, hiền. Trên đời anh miền Tây rất là hiền thà, chân chất và hiền lành. Để tay vào nút bấm đi. Thấy có thích người đối diện không? Thích anh. Thích là bấm. Bấm luôn đi em, nói bấm cho anh Linh, anh đừng nói này nó kia đó. Dạ bấm rồi ạ. À. Trời đất ơi, nói này nói kia mình hoài à, mệt chứ. Nắm tay nhau đi. Nói tình yêu đó nó phải xiên. Xiên sao? Ngược hơn ngược tay rồi. Cái này mới xiên được. Đó, đúng rồi, trời ơi. Xem mà phải tìm rõ gì chưa xem. Xem cảm giác bây giờ sao Long?
mê cung. Trời ơi, giống cô dâu chú rể, hợp lý với em. Luôn hôn đầu tiên nào. Long chứng tỏ bản lĩnh đi Long. Anh xin phép không em nhé. Dạ. Đó, thấy chưa, thấy cô gái chưa? Để sát lỗ mũi vô, từ từ hít vô. Rồi, thôi ok. Mình hôn lại đó đi, mình hôn lại cho chị. Đúng rồi, hôn lại luôn. Nhà trai, mời đi anh trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và bạn gái hôm kia và vị khán giả. Chào em. Em tên là Nguyễn Văn Thông, 30 tuổi, đang sống và làm việc tại Tân Bình, chuyên nghề chế tạo ráp ráp đồ gia dụng inox cao cấp. Thông là quê ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Định ạ. Bình Định. Rồi, mình giới thiệu đi nào. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Võ Nguyệt Ái, 30 tuổi, đến từ Bình Định, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Wow, hai bạn cùng quê với nhau ha. Cùng quê Bình Định. Cùng anh tuổi cũng luôn. Bình Định luôn. Cái gì? Mình cũng Bình Định đó Vân à. Ủa sao Linh nói Linh ở Tiền Giang? Mình Tiền Giang, quê vợ Bình Định. Lạ thì. Ở huyện nào vậy Thông? Em ở huyện Tuy Phước. Tuy Phước, còn bạn gái huyện nào? Dạ em ở huyện Phù Cát. Mà hai bạn thấy đồng hương vậy là hai bạn thấy phấn khởi không? Dạ có. Có phấn khởi chút đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình mạnh dạn mình nói cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình, vui vẻ, hòa đồng. Nhược còn điểm. Nhược điểm á, em hơi nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông. Thiếu tự tin hả? Tại nhát quá đó đúng không? Dạ. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em cũng giống như bên kia. Thì tính tình của em rất hiền, siêng năng, hoạt bát, mà cũng rụt rè trước đám đông. Trong công việc, cái sự cầu tiến mình làm không phải xong mới nghỉ. À, đó là tinh thần mình làm xong mình mới nghỉ. Dạ. Chứ không phải là làm xong việc là nghỉ. Dạ. Đúng không? Pha Thông được mấy mối tình rồi? Dạ, em được 2 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất là 2 năm. Khoảng cách địa lý rồi chia tay. À. Mối tình thứ hai cũng như vậy luôn ạ. Cũng 2 năm luôn? Dạ. Coi như là do địa lý mà xa nhau đó hả em? Dạ. Ồ. Rồi còn mình thì sao, mấy mối tình rồi cưng? Tình duyên của em á thì giống như cái câu mà theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo á, thích tỏ tình nhưng mà bạn chỉ coi là em gái thôi. Ờ. Và tới bây giờ thì tụi em vẫn là bạn. Vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là em chưa có một mối tình chính thức nào luôn? Dạ. Có nắm tay nắm chân gì chưa? Dạ có nắm tay nắm chân chứ chưa làm gì hết. Chưa làm gì hết, chưa hôn. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Tinh khôi luôn? Dạ. Trời ơi, 30 năm gìn giữ chị đi. Bên đây hai mối tình ta cũng đâu có hung gì đâu. Có không? Bên đây có hung chưa? Ai biết? Có nắm tay. Có nắm tay mà có hung chưa? Dạ có luôn. Có luôn rồi. Bên đây ta 30 năm ta gìn giữ cho em thôi đó. Dạ, dạ cảm ơn, cảm ơn. Em muốn một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em muốn người yêu lý tưởng của em là biết nấu ăn, chung thủy là được ạ. Em bình thường thôi ạ, chứ không có đòi hỏi gì, cái nhân sắc thì nó nhiều. Ừ. Mà em thấy là bây giờ bạn nữ chưa yêu ai bao giờ. Nếu như có yêu ngày hôm nay tụi em bấm nút thì em là tình yêu đầu tiên đầu đời của bạn. Em có áp lực đầu. Có áp lực đó. Rồi, làm hỏi đàn trai người ta rung hết trơn cho thiệt mà đó, sự thật mà. Đàn gái Bình Định ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích nhất là nhậu nhẹt, hút thuốc. Có nhậu nhẹt hút thuốc không? Em ít nhậu mà có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Ít. Chứ bạn gái yêu cầu bỏ là phải bỏ được không? Dạ được. Được rồi, xong. Thôi. Em muốn một mẫu người lý tưởng như thế nào? Chín chắn, trưởng thành, chân thành, cao hơn hoặc bằng em. Chắc không nổi đâu. Thấy không? Mình nhiêu cưng? Mình 55 à. 55. 1m55 hả? Ừ. Ở bên đây 1m65. Tôi không cao nhưng nhiều người phải ngước nhìn. Hoặc có thể nhìn xuống cũng thấy. Không sao, giờ mang giày lên là được thôi. Nhiều những cái cặp mà Hollywood luôn á, nổi tiếng luôn đúng đó rồi. Mà cái chuyện chiều cao không là không vấn đề là gì luôn. Cả thôi về chút cặp phải tính nha. Đúng anh vậy. Nghĩ giờ cao quan trọng yêu đúng khi đó. Tình yêu nó đã có rồi là cao thấp mập lùn mang gân đen xấu quắc cũng không sao. Đúng rồi, chỉ có yêu là được rồi. Yêu và phải người đó có duyên. Đúng rồi, cái duyên dáng là cái quan trọng lắm. Ừ. Em đi với ai nào?
Dạ hôm nay em đi với lại cậu mợ và anh chị. Mời đại diện gia đình ạ. Dạ xin chào hai MC dễ thương Hồng Vân và Huyền Linh. Dạ. Chào đại diện bên đàn trai. Tôi là cậu ruột của cháu Ái. Xin chào. Cháu ở Bình Định mà cháu ở huyện Phú Tuy Phước thì cháu vào đây được bao lâu rồi? Con vào đây cũng 10 năm rồi ạ. Cho mình hỏi luôn là mình đã có an cư chưa? Đang ý định là an cư ạ. Là rõ hơn là mình đã có cái nhà ở hay chưa đó, hay là mình vẫn còn ở trọ, ở thuê? Dạ, trong thành phố thì con vẫn còn ở trọ ạ. Thì cậu cũng là con trai Bình Định thì cậu biết, trai Bình Định rất là chấp phát và cũng chịu khó. Cháu vô đây cháu làm cái nghề kê khí là nó cụ thể hơn được không cháu? Con chuyên về làm thêm bán vẽ chút. Thực hiện bán vẽ. Hiện tại đang làm cho công ty hay là làm chuyên đơn? Dạ, con làm ở công ty Inox Sài Gòn. Cậu chỉ nói với ai thế này, con lên đây là đã gọi là mình mạnh dạn đi tìm hạnh phúc cho mình, cứ tìm hiểu. Và cậu mong rằng là con hôm nay sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình. Cái chuyện mình nói là hình thức thì nó không quan trọng đâu. Khi thành vợ, thành chồng rồi cái tính nết với nhau, cái ăn ở với nhau mới là quan trọng để mà tồn tại lâu dài được. Miễn sao là hai cháu thấy mình có cảm xúc với nhau và tìm hiểu được nhau. Và mong rằng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn cậu. Cậu hỏi giùm cháu rất là nhiều. Cậu là người lo cho cháu, nó hỏi hết rồi ha. Dạ. Coi như bên đây đàn gái cũng hiểu kỹ rồi ha. Ừ. Rồi, em trai đi với ai? Em đi với chị gái ạ. Chị ruột hả? Chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Em tên là Trúc, chị gái của Thông. Em nghe nói chuyện chị nhớ tới giờ anh Quyền Linh quá. Giống quá trời quá đất. Dạ thì nãy giờ em thấy nói chuyện thì em thấy em gái này cũng dễ thương, nói chuyện thì thấy cũng rất là mến. Còn phần về em của em thì nó rất là siêng năng, cần cù, chăm chỉ làm việc lắm. Nhiều khi đám tiệc rồi đi nhậu là uống hai ba lon thôi chứ không có say xỉn như người ta. Cũng rất là mong chương trình cho cơ hội cho hai em tìm hiểu và đến với nhau tiếng hôn nhân. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh hỏi thêm một cái chỗ nhà trai nữa nè, cho nhà gái rõ luôn. Em công việc em ổn định như thế, em có nghĩ rằng một ngày đó phát triển nhiều hơn, rồi nhà cửa rồi có hướng gì sắp tới không? Sài Gòn thì lúc trước thì con cũng có mua căn ở Sài Gòn. Nhưng mà trục trặc về giấy tờ cho nên con không có mua nữa. Cho nên con mới gửi tiền mẹ mới giờ mới chuẩn bị. Em bây giờ em là công nhân hay là thợ hay là có khi nào em nghĩ em là thầy rồi em mở trường dạy đào tạo thêm nhân viên để có thêm kinh phí không? Dạ có, em là chuyên về đào tạo thợ hàng. À đào tạo luôn hả? Dạ. Ủa vậy là ngon rồi, vậy là cũng có cơ hội. Thực ra cũng không cần phải làm thầy mà làm chủ luôn á. Nhưng mà công nhân khác, thợ khác mà bây giờ đây là thầy nữa rồi thì cơ hội phát triển sẽ có nếu như có sự hỗ trợ. Vậy cậu yên tâm chưa? À rồi. Thôi mở rào đi. Mở rào. Đây là hai bạn thôi. Mình phải làm rõ chuyện này, mình cũng Bình Định mà. Ôi, nhận vớ. Dân Tiền Giang cứ nhận Bình Định hoài. Mai mốt mời về ăn bánh hỏi lòng heo nha. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em cứ đứng im đi, còn thế giới để anh lo cho. Anh lo. Thấy chưa? Em khiến anh chết mê, trông cứ như búp bê này. Nhưng lại đến đứng kế chặt tim của tình ta tái tê. Đã có ai đi lanh quanh trong con tim của em ấy chưa hỡi em. Nhà anh đi la nhà thuê, thêm em mơ cũng không vấn đề. Anh thề muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai bác. Chẳng có ai hiểu nhau hơn ai ta. Nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu hơn ý, ý. Anh kết em rồi, mình thích anh không? Anh cảm ơn. Trong quà tặng em, đây là tình yêu màu hồng. Bó hoa này tượng trưng cái tình cảm của anh, một sự đồng thấm, một sự trung thủy của anh rất là nhiều. Trong đây có cái xoan nữa. Mong em luôn mỉm cười, thật tươi trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh. Mong em nhận được quà. Tặng anh là một bình nước. Con người mình là nước là rất là quan trọng, nên là em cũng khi mà anh sử dụng nó thì anh cũng coi như em là một phần quan trọng của anh. Chỉ mới làm được sống mà. Bình nước hả con? Dạ. Cảm ơn em. Mong em dạt bỏ rào cản gì chiều cao. Muốn làm như vậy. Dạ. Anh hứa sẽ làm được. Trời ơi cái gì vậy bên nhà vậy? Trai ông thì thầm không kìa anh Nín. Làm gì vậy? Thì thầm dạ. Không hả? Nè còn đem này tặng hay gì? Đem theo rồi làm gì tặng tạ. Luôn? Tạ để tặng hả? Dạ không. Chứ đem theo làm gì?
Tại này tuy rằng bé con nhưng mà rất là thích thể thao, rất là năng động, rất là mạnh mẽ. Để anh tập bài đá tay cho em xem. Tôi coi chuột. Mong em mới gạt bỏ cái rào cản như chiều cao thì cho anh cơ hội. Ok, thôi tặng bạn gái cái tạ luôn đi. Trời, tưởng luôn anh tặng bạn gái cái tạ chứ. Em có ngại gì yêu một người thấp nghe không? Về chiều cao thì em nghĩ là không thành vấn đề. Con gái á, một tháng thì có vài ngày ẩm ương lắm. Mấy ngày đó là đó, không có muốn làm gì hết á. Anh có sẵn sàng vui vẻ những người đó. Thực ra tâm lý của người con gái thì anh nghĩ cũng rất là rõ. Nấu cơm, mì, lau nhà, làm hết luôn cho em luôn cũng được nữa. Miễn làm vui là được, miễn khỏe là được rồi. Được á. Anh có muốn hỏi em gì không? Anh chỉ sợ là em không chấp nhận anh chiều cao thôi. Còn những vấn đề khác thì anh có thể lo hết, như thế làm hết. Anh có thể suy nghĩ nhiều thứ để nó cao hơn cái chiều cao của anh rất là nhiều. Dạ. Câu này hay, câu này quá hay đó. Dạ anh. Anh đừng có ngại nữa, nếu mà anh sợ chiều cao thì em sẽ bỏ giày ra. Trời kinh quá. Không sao, em sẽ bỏ giày ra. Đúng thì, rồi. Sẽ... bỏ giày ra, hai đứa đứng kế bên coi. Sẽ ngang chắc nhau. Ai cao hơn ai? Cô bé này hay lắm đó nha. Rồi, đứng kế bên đi nào. Đâu, hai đứa đứng đo kế bên coi. Trời ơi, đâu có ai cao vậy ơi. Vậy thì đừng có nghĩ chiều cao thì đừng bi quan điều đó nha. Dạ, trai. Dạ. Thật sự thì gặp em, quen em rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là hạnh phúc. Mong em mở lòng từ bi cho anh cơ hội để được làm chồng em. Tội ghê không, mở lòng từ bi kìa. Đó, mở trời lòng tình yêu mà nó kêu mong em mở lòng từ bi. Rồi, ngồi ghế đi mấy em. Được rồi đó. À, bây giờ người ta để tay nút bấm bên tay trái kìa bạn trai. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem thật sự con tim mình có rung động chưa. Và nhớ, khi chúng ta bấm nút, chúng phải thật sự có trách nhiệm với lời nói từ nãy giờ. À, bắt đầu nè. 1 2 3. Hết thời gian. Cạch cạch. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Tôi thật sự nể bạn gái cho nó để em bỏ dép ra, bỏ giày ra. Quá trời hay luôn. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là một cái kết rất là đẹp. Xin phép cầu mợ đại diện gia đình. Xin phép cầu mợ cho con được chính thức được quen em mà. Đó, cầu mợ gặp xin đầu phép, rồi. Xin phép cầu mợ cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em. Em là origin luôn á. Xin phép chưa? Gật đầu rồi. Đâu gật đầu rồi. Gật rồi hả? Gật đầu mình rồi. Tôi sao không cho phép. Làm nhỏ hết rồi mà. Tôi cũng giật mình luôn. Thật sự. Cô thấy gật mình rồi ha. Anh xin lỗi ha. Phải làm đi. Trời ơi. Không lại ta. Không lại ta. Giờ để sau vậy? Không sao đâu. Làm đi không đi. Nhắm mắt lại cho. Đúng rồi. Đấy. Thưa quý vị, rằng những cái nụ hôn nhẹ nhàng trên má ấy nó tạo nên biết bao nhiêu cuộc tình duyên trên sân khấu bạn mối hò này. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi, nhớ đám cưới đãi tôi món bánh hỏi lông heo. Ông ra, ông ngon ra Bình Định luôn. Được. Đúng không? Ừ, gần sát bên nhà mà. Thì đó nhà thì... Nhà ở ngay ngã ba Phú Tài á. À. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu. Kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, còn đây là bó hoa cùng với cây son đỏ thắm nha. Còn đây, bình nước ha. 70% cơ thể là nước. Một tạ thì hai đứa về cùng tập đi. Tìm người yêu đem tạ nữa mô Phật. Rồi. Rồi nè, còn cái nữa nè. Cầm giùm cho cổ đôi dép đi nè. Dạ được. Được luôn. Thế người ta ga lăng ghê chưa? Nhỏ nhỏ mà có vỏ đó. Không có đùa đâu nha. Dễ thương gì đâu á. Thấy cưng chưa? Rồi nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đi anh trai. Mình sẽ giới thiệu về bản thân mình chút coi nè. Em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em xin chào hai họ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên của em là Vũ Thị Lựu. Và em còn một cái tên thứ hai mọi người thường gọi em đó là Thu Áo Dài. Năm nay em 42 tuổi. Công việc của em là chuyên may thời trang áo dài ạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Giới thiệu em tên là Bùi Đăng Tứ, tên thường gọi là Tứ Diện. Năm nay 42 tuổi, quê quán ở ngoài Ninh Bình. Em vào đây được 4 ngày rồi. Dạ. Tức là quê vẫn ở Ninh Bình, em làm Ninh Bình luôn. Làm gì vậy? Em hiện tại ở nhà đang cơ sở kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng hoàn thiện nội thất đấy. À. Vâng. Và kinh doanh nhà đất. À, bây giờ mình vào đây tham gia chương trình xong mình về ngoài đó ha. Còn em gái bên kia là ở đâu nhỉ? Quê em ở Bình Phước ạ. Hiện nay đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Gái em kia có quê quán gì, có bà con gì ở miền Bắc không em? À, dạ quê có, em còn một số người ở miền Bắc ạ. Bây giờ là mình kẻ nam người Bắc đó nha. Em gái, nếu như bây giờ á, với tình yêu thăng hoa đó đủ lớn á, thì em có chịu theo chồng về Ninh Bình không? Dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn và em tìm đúng được cái người mà bao nhiêu lâu nay em mong đợi thì em nghĩ là vị trí địa lý không quan trọng, quan trọng nhất là con người thôi ạ. Rồi, rồi, vậy được rồi. Thôi em nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi thôi. À, dạ, điểm mạnh của em á là gọn gàng, sạch sẽ, luôn sống ở một cái tinh thần lạc quan, tích cực. Đặc biệt là em giao tiếp với mọi người rất là thân thiện. Điểm yếu của em là sống thẳng thắn. À, và hơi kỹ tính. Một chút nữa là em dễ bị xúc động. Người dễ xúc động là những người sống rất là tình cảm á. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho nhà gái biết đi. Vâng, thưa anh với lại Quyền Linh với chị Hồng Vân, và em sống là nội tâm nhiều, cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Công việc thì là ổn định. Và em vào đây là cũng đi theo con gái lớn em. Em cũng đã lỡ một vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Vâng. Bao nhiêu năm? 17 năm. 17 năm. Vâng. Mình có mấy cháu? Em có hai cháu. Cháu gái đang học 11. Còn cháu trai? Học lớp 9. Và bây giờ hai cháu đang ở với em luôn. Vâng, đúng. À. Con gái em đăng ký chương trình cho em là cũng mong muốn cho bố tìm được cái một cái người phù hợp. Con gái đăng ký cho cha đó hả? Vâng. Rồi, dễ thương quá vậy. Thôi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đây, còn bên nhà gái sao? À, dạ, đó giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm em cũng được mai mối và quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á. Cho nên em thấy không phù hợp. Em cần một sự nghiêm túc và chân thành. Cách đây cũng 8 năm rồi. Em chào anh. Dạ. Nãy giờ em nghe câu chuyện bên đây rồi. Dạ. Có hai người con rồi. Em cảm thấy thế nào? Có lẽ là mỗi người có một cái duyên nợ. Ai cũng mong muốn cuộc sống mình hạnh phúc hết. Nhưng mà ví dụ nó không trọn vẹn thì không sao. Miễn là người đó luôn có ý chí cầu tiến và có nghị lực sống và hướng tới tương lai thì em nghĩ là không vấn đề gì. Dạ. Vậy là được rồi. Em có mong muốn cái người chồng của mình á phải đẹp trai không? À, dạ không ạ. Người đàn ông mà em thích là một người điềm tĩnh, tự tin, sống có trách nhiệm, yêu gia đình. Rồi, ok. Em không thích điều gì đàn ông? Đừng có cọc cằn, thô thiển, gia trưởng. Cái gì cũng biết là được, đừng ghiền. Không ghiền vợ được, em phải ghiền vợ chứ. Hai em trai, em mong muốn một người phụ nữ sẽ cùng em hết cuộc đời còn lại như thế nào?
thì cũng mong muốn do có chương trình thì mình tìm được đúng người của mình, chân thành. Đối với gia đình, cá nhân em thì cũng muốn người để tìm được người để sống đến với nhau, được sống đến được đến đầu bạc và đến còn cuối đời còn lại của mình để dành cho nhau. Cũng mong muốn là hiểu được hoàn cảnh của em và chia sẻ cùng em trong cái cuộc sống thôi. Còn về công việc thì là em khẳng định là em tự em sắp xếp lo được. Con gái đăng ký cho bố nữa đó. Dạ. Nó được về Ninh Bình sống nha. Con hả? Ôi xinh xắn và lớn. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con tên Huyền Trang. Năm nay con 17 tuổi á. Con đăng ký cho bố đi tìm vợ vậy con? Là do là ở nhà thì con với em con thì suốt ngày đi học, lại con thấy bố cũng vất vả, con muốn đăng ký cho bố để tìm được người có thể tâm đầu ý hợp và chia sẻ mọi công việc với bố để bố có thể bớt vất vả đi ạ. Mấy hôm nay nôn nao không con? Có, con cũng thức đêm, con không ngủ được vì bố. Ha, con thấy cô này thế nào? Con thấy cô cũng xinh, thấy cũng rất là hiền lành và dễ thương ạ. Sắc chứ sao luôn. Xinh xắn ha. Cô về sống chung với con thì con có yêu cầu gì cô không? Dạ, nếu như mà cô về chung sống với gia đình con thì con cũng không yêu cầu gì nhiều ạ. Con chỉ cần một người luôn lo lắng và luôn chia sẻ cùng với bố, yêu thương chúng con là được ạ. Lại chúng con cũng lớn, cũng tự lo cho bản thân mình được nên là cũng không lo gì cho chúng con là nhiều ạ. Chỉ cần lo cho bố thôi ha. Thôi, đất ơi, thiệt tình dễ thương quá trời luôn. Còn kia là gì, bên kia là gì? Bạn. Em xin phép được chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thắng, em sinh sống ở Ninh Bình. Em là bạn của anh Tứ Diện ạ. Chị Thu là một người rất là duyên dáng, dễ thương, hiền lành, phúc hậu. Thì qua đây thì em cũng mong là giữa hai anh chị có một cái cơ hội cho nhau để về đoàn kết, đoàn tụ và hạnh phúc. Thu đi với ai vậy? Dạ. Hôm nay em đi với bác em và vợ chồng của em trai em và các người bạn rất là thân thương của em ạ. Xin kính chào hai MC, tất cả các quý vị ở khán phòng. Tôi là bác của cháu Liệu. Bác thấy thì cũng nói cháu đi ha. Chững chạc, nhìn hiền lành. Thì bác cũng chấm rồi đấy. Bác cũng chấm rồi. Nhưng mà em có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình không? Em nghĩ là con người giữa hai người có tình cảm yêu thương nhau, gắn kết và vun đắp hạnh phúc là được. Còn đương nhiên là ở tuổi em thì để mong đợi một người độc thân như em thì chắc là rất hiếm. Đúng rồi. Và tuổi xuân của em thì cũng nói chung là tuổi trẻ nó cũng đã qua rồi. Không, em còn trẻ lắm á. Yên tâm. Thôi mới mở rào. Mở rào đi hai người tự cảm nhận nha, mở rào. Bây giờ chúng ta cảm nhận xung quanh không có ai đi. Đây là khoảng không gian của hai bạn đó. Bắt đầu. Vâng, chào Thu. Chào Thu. Chào anh. Tiến tới đi. Chắc đứng hình luôn rồi, đứng hình luôn rồi. Chị nhìn rất kỹ. Em đến chương trình thôi thì trước hết có món quà. Thì cũng mong bạn tặng nhân ngày gặp mặt đầu tiên. Dạ, em cảm ơn anh. Trước khi lên chương trình đó, thì em cũng có mơ ước là người đàn ông ấy sẽ tặng em một bó hoa màu tươi, đúng là như ý nguyện. Nhưng mà chắc số bông thì nó chưa được như vậy thôi. Nhưng mà màu hoa hồng thì đúng như ý em mong muốn. Rất là cảm ơn anh. Thực sự là mình cũng đi hết quận nhất để mình tìm. Dạ. Mình chọn được mỗi hồng này là hồng ta thôi. Lấy 19 bông cho đủ ý nghĩa. Bản thân mình thì mình cũng đặt tâm nguyện vào bông hồng này. Dạ. Nhất thứ hai là mình cũng có món quà thứ hai mong bạn nhận cho. Là cái buổi gặp mặt đầu tiên. Anh cho em mình. Đi sao lại bạn vào đấy? Có quà thứ hai nữa hả? Có quà thứ hai nữa kìa. Trời ơi. Bạn quá chân thành à. Không biết là mở chỗ nào nữa. Đầy đủ luôn á. Trời ơi nhẫn nữa. Chị ơi đám mở hỏi. Chỗ nào đi. Chị mở giúp em. Ôi giời ơi chết rồi. Con ơi, con giúp bố này nhanh đi. Phấn khởi. Đấy. Ừ. Con vào đây. Giúp bố đi con. Trời ơi. Công việc của mình đang làm mà coi như là chương trình đã ghi nhận lại nhé, cả nước đều thấy này nhé con nhé. Nhìn cái hình ảnh này xúc động lắm nha, trong mỗi gia đình chúng ta đó còn thấy hình ảnh này xúc động lắm á. Tôi mà là con gái là tôi rụng tim nãy giờ rồi đó. Đó rồi, cảm ơn con gái. Rồi, cảm ơn gái nha. Cảm ơn con gái. Tôi gặp bạn ấy là hữu duyên thì cũng mong bạn cho mình theo vào để chúng mình còn gặp nhau còn tiếp theo nữa.
Ôi hột to quá Linh ạ, chết dở. Em có một món quà tặng anh ạ. Cảm xúc bây giờ anh muốn cảm xúc của Thu thế nào Thu nói với. Cái cảm xúc khi được nhận quà, đúng là đây là lần đầu tiên em được nhận một món quà giá trị như vậy. Xin cảm ơn. Thôi. Và cái món quà này là một cái áo sơ mi là do chính tay em làm. Trong này có một tấm thiệp, em có ghi vài câu thơ ạ. Nếu chẳng phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau, thì Thượng Đế ơi đừng bắt con lầm tưởng. Bởi con biết khổ đau hay sung sướng là đúng sai khi nhận nửa của mình. Em đến đây mang hết tâm tình, nhờ mai mối nối tình anh đâu đó, để từ nay ta không tìm nhau nữa, về bên nhau cho hạnh phúc đong đầy. Cảm ơn em. Rồi cái áo thử em sao? Mở ra đi Thu. Dạ, áo sơ mi trắng rồi. Ghê chưa? Ba mấy em... Rồi đây em cũng không em biết là anh mập hay ốm. Rồi thôi, anh cảm ơn rồi. Anh có thể cho em hỏi anh một câu được không ạ? Theo anh, trong hôn nhân điều mà cả hai cần dành cho nhau là gì ạ? Cái thứ nhất dành cho nhau là phải có từ chung thủy và phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau, thế thôi. Còn là trong cuộc sống hạnh phúc trong gia đình thì mình chỉ cần bốn chữ là ấm no hạnh phúc, thế là đủ lắm rồi. Anh có ghiền gì không ạ? Ví dụ như thuốc lá hay là rượu, bia? Thuốc là mình không hút rồi. Dạ. Còn rượu thì mỗi lần đi giao tiếp với lại khách hàng đấy thì mình cũng có uống 1-2 ly thôi. Dạ. Đấy, bia thì chắc uống được độ 1 cốc, thế không? Anh có điều gì muốn hỏi em không? Mình... Cậu sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Sao lại cậu với tớ rồi? Nếu mà chúng ta có cái duyên về một nhà thì bao lâu anh có thể cho em về thăm ba mẹ một lần? Cái công việc của mình là công việc tự do rồi, chứ không có phụ thuộc trong cái công việc giờ hành chính của nhà nước. Dạ. Nên là mình sắp xếp công việc của gia đình mình ổn định là mình có thể thăm bất cứ lúc nào thôi. Dạ. Rồi. Cái câu mà chồng mà bao giờ cho vợ về thăm gia đình lần nó xưa lắm rồi. Bây giờ thời hiện đại rồi, đi máy bay rất là nhanh. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà đi về thăm gia đình nó không khó đâu. Không phải như ngày xưa mà chỉ có mỗi phải cái cấm 1 năm, 2, 3 năm mới cho về thăm gia đình. Anh muốn hỏi em rằng là bây giờ thì chúng mình gặp nhau ở đây là hữu duyên. Nhưng mà giữa khoảng cách mình là ở ngoài Bắc mà em lại ở trong Nam trong này, cũng đang hơi phân vân về cái vấn đề rằng là em về ngoài đấy sống thì liệu em có thế nào? Anh vào sống chỗ này chắc anh không vào được, bởi vì sự nghiệp với lại công việc của anh bây giờ đang ấn định ngoài đấy cả rồi. Cuộc sống mà phía trước còn nhiều điều mới, cũng không biết chắc là như thế nào. Nhưng mà em nghĩ thì ở đâu, miễn là nơi đó công việc vẫn phát triển tốt, miễn là nơi đó có một bờ vai yêu thương, chia sẻ cùng mình là được. Chỉ là anh đừng để em mà khi mà ra làm dâu nơi xa xôi mà anh còn giống như anh để em bơ vơ, thì điều đó mới là làm em lo lắng thôi. Đúng rồi. Cô Thu này cũng hay quá trời hay rồi. Thật sự. Theo anh thấy là Diện, bây giờ Diện bước tới đi. Nắm tay Thu nào, tí xíu. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay, tay bên kia luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau. Vì gặp được em ở đây thì anh cũng mong muốn rằng là thôi mình cứ cho nhau cơ hội. Anh cũng sống mình cũng lâu rồi. Thì nay gặp được em thì anh nghĩ rằng thôi mình gặp nhau ở duyên đây nó đã hữu duyên rồi. Thì gặp được nhau ở đây thì anh cảm nhận em là cũng được. Nên là anh... Được là được như thế nào? Anh cảm nhận như thế nào? Thực sự anh cứ là trong sân khấu thì thời gian nó cũng hơi ngắn. Cho mình thời gian hơi ngắn. Thì là anh mới gặp em thì anh cũng cảm thấy mến em. Em có thể tặng anh một bài hát được không ạ? Được. Đó, hành nắm tay cứ nắm tay. Nắm tay thế mà hát. Em cứ hát cho thoải mái đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền như bến sẽ quay về. Ngày anh đi bỏ mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Hai bạn để tay vào nút bấm. Nếu cảm nhận thích và rung động, chúng ta bấm nút nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Hay quá. Bây giờ hai người bấm nút rồi mình mới nói nha.
trước khi lên đây đó, Thiện chưa có muốn tặng món quà thứ hai đâu. Khi nào gặp người đó mới quyết định tặng món quá thứ đúng hai. Đúng rồi, cái tim của và mình khi nói chuyện thì mới tặng món quà thứ hai. Bởi vì tặng món quà thứ hai là chúng ta đã trao nhau cái cảm xúc đầu tiên và chúng ta hy vọng cái điều đó kéo rào ra tặng món quà thứ hai luôn rồi, biết cảm xúc của Diện thế nào. Rồi bây giờ ta làm nhanh cái động tác, ta phải hôn vào má cái. Ôi giời ơi. Xin phép gia đình, xin phép em. Ninh Bình đẹp lắm em ơi. Nắm tay nhau, nắm tay nhau. Mày áo dài Ninh Bình ok lắm nha. Ninh Bình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Xin mời nhà gái. Okay. Mời nhà trai. Rồi chào em. Rồi đi em. Bây giờ nào bạn nữ, chúng ta giới thiệu về bản thân mình đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, đến anh Quyền Linh và toàn thể khán giả đang xem tại trường quay cũng như khán giả đang xem trên truyền hình. Em tên là Lê Nhật Minh Trang, em sinh năm 1993. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng ạ. Nhân viên ngân hàng. Wow. Dạ, mời bạn trai. Dạ chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Kiếm Anh, em năm nay em 27 tuổi, em đang làm nhân viên kinh doanh tại Nguyễn Kim. Em quê ở đâu? Em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bạn gái? Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ thì ưu điểm của em là trong công việc thì em làm việc rất là nhiệt tình và chăm chỉ. Còn trong cuộc sống thì em cũng là một người hòa đồng, vui vẻ và em rất là thẳng thắn trong những mối quan hệ thì em rất là rõ ràng. Rồi em có cái điểm xấu gì không, tật xấu gì không? Hiện tại thì em đang sống ở với mẹ cho nên là công việc nhà nấu nướng thì cũng có mẹ lo cho nên là em nấu ăn cũng chưa được ngon lắm. Cái đó cũng chưa phải là tật xấu đâu. Bạn ơi! Dạ. Bạn sao? Dạ, ưu điểm của em là em chắc là sự tự tin. Với lại em hòa đồng, vui vẻ trong công việc. Tật xấu của em thì chắc là em ngủ thì hơi ngáy to lắm. Nó xấu đó là thuộc về một trong những cái bệnh lý của nhiều người. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, không, em thì không có hút thuốc, không có uống rượu gì hết. Trời, quá tốt. Dạ. Sở thích của bạn là gì? Dạ, sở thích của em thích đi ăn những món ngon. Em thì không có ngại xa, ví dụ như nhà quận 12 nhưng mà nhiều khi em thèm ăn hủ tiếu quận 8 thì em có thể chạy từ quận 12 qua quận 8 được. Sở thích của em cũng là sở thích của nhiều người đó em. Còn sở thích gì nữa không? Dạ em thích cái này thì cũng nói ra cũng hơi ngại nhưng mà em cũng chia sẻ luôn là em cũng thích hùng. Thích hùng hả? Thích hùng hả?
À, dạ. Hôn thích dạ. Hôn hả? Dạ. Trời ơi, thực sự em là một cái người mà thành thật nhất á, đàn ông ai cũng thích hôn á, mà ít ai mà dám tự thú nhận lắm á. Đó vậy em thú nhận giùm danh Quyền Linh em luôn đó. Em được mấy người rồi? Em không nhớ nữa. Tức là em thích hôn một người nào đó biết hôn á. Biết hôn. Là sao? Là sao? Tức là hôn tùy hoàn cảnh hả chị? Ví dụ như là đi chơi giỡn qua giỡn lại vui vẻ hôn nhẹ cái chốc dễ thương dạng vậy. Cái đó ai không biết ông ơi. Không thấy ai biết hôn hôn qua lại được liền à? Không, cũng tùy người. Cũng có nhiều người không biết hôn, mình phải chỉ người ta đi. Chỉ luôn hả? Ôi dữ vậy ta. Dạ. Cái này tìm hiểu sao đi. Linh này. Hả? Linh biết hôn không? Ai biết. Lúc biết lúc không. Nói chứ em biết hôn không? Dạ cái đó thì khi mà cái đó là một cái gia vị rất là tuyệt vời cho tình yêu rồi. Là gia vị tuyệt vời của tình yêu. Nếu mà mình yêu được nhau thật lòng thì em nghĩ cái đó cũng không phải là phải học gì đâu ạ. Nó là bản năng rồi, dạ, đó là bản năng rồi. Bây giờ là em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Dài nhất là mấy năm? Dài nhất là hơn 2 năm. Ngắn nhất thì khoảng trong giai đoạn tìm hiểu khoảng 2 tháng. Sau 3 mối tình đó thì em thấy mình có lỗi gì hoặc là cần điều gì để bổ sung cho mối tình mới nhất này? Chung là em rút ra kinh nghiệm là tại cái lúc mà em chia tay cái mối tình lâu á, là tại vì em hy sinh cho người ta quá nhiều, nhưng mà cái người đó thì không có hy sinh lại cho em. Với lại là lúc đó thì điều kiện kinh tế em chưa được phép để mà em có thể làm được cho người ta nhiều hơn. Bây giờ kinh tế đủ sức chưa? Kinh tế em thì khá hơn hồi xưa rất là nhiều. Chuẩn bị lấy vợ được chưa? Dạ được. Có đủ chưa? Dạ cũng rồi. Còn em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ thì em cũng trải qua được một mối tình rồi. Bao lâu cơ? Dạ cũng cách đây một năm rồi ạ. Nhưng mà yêu nhau được mấy năm? Dạ tụi em cũng yêu nhau được 2 năm ạ. 2 năm, lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì là còn trẻ thì mỗi đứa có một công việc riêng, một chí hướng riêng, nên tụi em cũng không tìm được tiếng nói chung. Nên là tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà cũng may mắn là sau chia tay thì tụi em vẫn là những người bạn tốt. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, em gái? Cái mẫu hình lý tưởng của em á? Mẫu hình lý tưởng của em thì cũng bình thường thôi ạ. Vui vẻ và tự tin, hòa đồng và biết lắng nghe, chăm quan tâm, chia sẻ. Ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì cao hơn em một tí. Cao hơn em là phải cao bao nhiêu? Dạ, khoảng 1m7. 1m7 đó lên, có cần phải đẹp trai rồi? Dạ, dễ nhìn là được rồi ạ. Dễ nhìn thôi, dạ, vâng tại ạ. Vì có nhiều người á, đòi hỏi cũng cao lắm. Dạ. Phải gợi cảm, phải duyên dáng, rồi phải có lông. Kỳ lắm. Ừ, em có muốn vậy không? Dạ. Ngoại hình thì có thể thay đổi theo thời gian, mà quan trọng là bản thân người đó có như thế bản nào nữa. Đúng không? Dạ. Chào em. Thay đổi theo thời gian hả? Có những ngoại hình không thay đổi theo thời gian được em ơi. Đâu có chuyện mà Linh cứ cà khịa hoài là vậy. Linh muốn cái gì? Đó, chị mệt, có nói gì chị mệt cái nhà trai nhà em lắm luôn á, chị nói thiệt. Không lẽ giờ tôi đưa bạn gái đi về, không có gả nữa. Không gả nhưng mà tôi không nói gì đâu. Em, chị hỏi dạ. Em nè. Cái người bạn gái mà em nghĩ trong đầu phải là như thế nào? Em thì em không có một cái gọi là gán ghép một cái hình ảnh một người nào đó trong vô người bạn gái của em hết. Chỉ cần người đó hiền với lại hiểu chuyện là được rồi. Còn biết nấu ăn hay không nấu ăn thì không quan trọng. Tại vì bản thân em biết nấu ăn. Ví dụ như bạn gái em không nấu ăn được thì sau này về em muốn nấu ăn thì bạn em ăn, cho vợ em ăn. Em không thích cái gì, không thích điều gì ở người bạn gái? Người bạn gái em không thích là chắc là không chung thủy thôi. Còn ngoài ra gì nữa? Ngoài ra cái gì cũng được chị. Cái gì cũng được, dạ. Trời ơi em dễ dãi quá. Em trong tình cảm thì em hiền lắm. Ừ, dạ. Cái anh này anh dễ thương mà anh dễ dãi quá luôn á. Em không đòi hỏi gì cao siêu. Đó, em thấy những cái điều tâm sự của bạn trai em thấy sao? Dạ thì nghe bạn tâm sự thì em cũng nghĩ là bạn cũng là một người chững chạc, đàng hoàng. Hoàn hảo đó. Dạ. Em sẽ đợi tới để xem, dạ, để xem như thế nào, đúng không? Dạ. Chào em gái. Dạ, em chào anh. Rất là xinh đẹp ha. Nói chung là đàn trai cũng cao ráo. Theo dạ. Tiêu chuẩn đàn gái đưa ra thì cũng đáp ứng được 80% trở lên. Khoảng bao lâu thì bên đàn gái cho đàn trai bước tới nè? Dạ thì khi mà tình yêu á, là mình phải có sự rung động đầu tiên trước. Thì khi nào mà trái tim rung động rồi á, thì mình mới bắt đầu tìm. Coi như hai người đều muốn rung động trước đúng không? Dạ đúng rồi. Để thì mình mới bắt đầu tìm rung động hay không nha. Dạ, vâng. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Ờ, là coi như là mình đồng phục hết đó phải không? Dạ vâng. Rồi, dì với chị họ với bạn thân. Xin chào hai MC xinh đẹp, cô Hồng Vân và chú Huyền Linh, cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Tôi là dì của Minh Trang. Đến với chương trình hẹn hò rất hay, chỉ cảm thấy hai trái tim rung động thì bấm nút
gia đình tôi rất là tôn trọng con cháu, nếu nó rung động nó bấm nút chứ còn không ý kiến. Dạ. Cảm ơn dì. Chúc cho chương trình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thành công hơn. Rồi, cảm ơn thằng gái. Thằng trai đi với ai vậy? Em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. Đại diện thằng trai. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và tất cả mọi người ở đây. Dạ, thì con là em trai cũng như là đứa em làm chung với anh Kiếm Anh ở trong công ty Nguyễn Kim. Anh Kiếm Anh trong công việc á, thì là một người rất là năng động, vui vẻ, biết quan tâm đến mọi người và đặc biệt là biết lắng nghe. Nếu mà tiến tới được với nhau á, thì anh có thể là một bờ vai rất là chắc. Quá chắc luôn. Cho chị gái ở bên này. Dạ, về chị gái bên này thì thực sự rất là xinh, dễ thương và đặc biệt là cái giọng nói nghe cực kỳ ấm và đã nữa. Đã là... nữa. Thì, nếu chị... là con có bấm đúng không? À, dạ, bấm luôn. Bấm luôn? Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn con. Mình mở rào đi hả? Được đó, bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Câu pháo hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em ngày nào cũng tươi như bó hoa này hả? Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Dạ, em có một quyển sách muốn gửi đến tặng anh. Cuốn sách này thì rất là hay và em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này. Cảm ơn em. Dạ. Ủa, từ cái dù này có tặng không? Em tặng anh một món quà nữa, nho nhỏ. Em tặng anh một cây dù. Ý nghĩa là nếu như mà dù này thì che nắng che mưa, nếu như mà nên duyên nên phận thì mình đưa nhân tiền. Cảm ơn em. Trời ơi, dù này che nắng che mưa, nếu lên duyên vận mình đưa nhau gì à, ghê thật. Anh chào em. Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội nói chuyện tiếp với nhau. Dạ vâng. Thì anh cũng chờ đợi giây phút này cũng từ lâu rồi, tại vì anh thấy qua cách nói chuyện ở lúc mà chưa kéo màn á, thì anh thấy anh cũng với em cũng rất là hợp. Thì không biết là kéo màn ra rồi em thấy anh em có màn đâu cảm... kéo. kéo rào kéo rào rồi em thấy anh có khác gì so với cái mường tượng trước đây của em không? Em cũng nghĩ anh là một người ấm áp và nhiệt huyết trong công việc, với lại có tinh thần cầu tiến, thì nói chung đó là những cái đức tính mà rất là tốt ở một người đàn ông. Còn anh thì thấy em rất là xinh, rất là dễ thương. Hoa thì anh tặng em rồi, anh sẽ có một phần quà nữa để tặng cho em. Vâng ạ. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em có thể ngồi xuống và mở nó ra. Dạ vâng ạ. Em để lên bàn là em biết là cái gì liền. Đó là con búp bê lật đật á. Dạ, em cũng lật đật. Tại sao lại tặng lật đật em hỏi đi. Dạ. Thì em cảm ơn anh về món quà. Dù cho em xảy ra bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, dù chuyện tình cảm hay là công việc, em cũng sẽ vượt qua, em cũng sẽ tự đứng dậy trên chính đôi thân của mình. Dạ. Giống như cơ chế hoạt động của con lật đật là dù cho có động đến như thế nào cũng không bao giờ ngã luôn được. Đó là ý nghĩa của anh tặng món quà cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em hiện tại là đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ở quận Bình Tân ạ. À, nhà anh qua quận Bình Tân cũng gần. Nhưng mà dù cho ở đâu thì anh cũng có thể qua được. Dạ. Tương lai thì nếu mà chúng ta về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý, quan điểm về con trai con gái thế nào? Em dạ nói trước đi. Dạ, về con cái sau này thì khi mà mình đã tìm hiểu nhau rồi và nếu như có những cái điểm chung và cũng như là sự quan tâm nhau thật sự rồi á, thì con cái đối với mình đó là điều rất là thiêng liêng rồi. Nên là em nghĩ là em không có quan trọng việc con trai hay là con gái. Tại vì đó là nó là một cái điều rất là thiêng liêng rồi. Một điều thiêng liêng thì mình không thể nào mà mình đi phân biệt nó là mình thích trai hơn hay là thích con gái hơn ạ. Còn anh thì anh cũng giống như em, anh cũng không quan trọng là con trai hay con gái. Con thì trời cho, con nào cũng được cũng là con hết. Dạ vâng. Còn kinh tế thì như là đưa cho vợ giữ tiền rồi. Để chứ vợ giữ thì sẽ có được nhiều thứ hơn. Rồi vợ làm ngân hàng nữa đó, tiền đẻ ra tiền nhưng không có đơn giản. Bây giờ em có thể tiến tới nắm tay bạn gái và hát tặng bạn gái một bài nào đó. Chúng ta vừa nắm tay để cảm nhận về nhau ha. Mời em. Dạ em xin phép để anh nhìn nắm nhau tay em. Trò chuyện nắm tay và nhìn nhau để cảm nhận. Em với lại mọi người bài Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, người cứ thế mà trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây trôi qua bao tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này, sẽ luôn thật gần bên em,
sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn là tia nắng, vì em luôn quên rồi. Thôi cháu sao, cảm ơn anh. Thôi học quá. Cảm ơn anh ạ. Em hát đáp lại đi. Dạ, thì em cũng xin gửi đến anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như là khán giả bài Chờ Đông. Anh ơi có phải trời đã sắc đông, anh ơi có phải ngoài trời đang mưa, mùa đông giá băng anh đi tìm, mùa đông ái ân em đang chờ, chờ màu áo cưới cho em. Hai bạn này, hai bạn này mà dắt tay nhau đi karaoke là không biết đứa nào hát hay hơn đứa nào luôn. Đứa nào hát cũng quá hay. Thôi ngồi trở về vị trí các bạn. Các bạn đã trò chuyện, cùng nắm tay, cùng cảm nhận. Và bây giờ thì chúng ta cùng để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại trái tim mình một lần nữa, xem thực sự đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu phải, chúng ta trao nhau cơ hội, chúng ta trao duyên cho nhau. Nếu không phải, chúng ta không cần bấm. Hãy sống thật với trái tim của mình nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Dạ thì em xin đầu lần đầu tiên em xin lỗi anh vì cái là cảm xúc hiện tại thì cái là chưa phải cái cảm xúc mà em đang đi tìm. Thì em hy vọng là em không bấm là vì em rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cho nên là em mong là em sẽ nhường cơ hội lại cho những bạn khác. Và anh là một người rất là tốt và em tin là em tin như vậy. Và nhất định anh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc sau này. Và em xin lỗi anh tại vì... Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều về những tình cảm. Em không có lỗi điều này và em đã làm đúng trái tim của mình. Dạ vâng. Em đã có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Chúng tôi trân trọng tất cả điều đó. Dạ. Ngày hôm nay các bạn đã sống thật bằng cả trái tim của mình. Và tôi tin chắc rằng trên truyền hình có nhiều người sẽ bấm cho các bạn. Dạ. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Nào, xin mời bạn gái. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Chào anh Quyền Linh, chào chị Thờ, chị Hồng Vân. Chào em. Vâng. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Duy. Em sinh năm 85, em sinh ra ở Thanh Hóa. Hiện giờ em đang ở Bình Dương. Vâng, em ở tiệm sửa xe máy Honda. Tiệm của em hả? Dạ vâng. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh ở bên đó. Và em chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Mai Ánh Duyệt. Em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non. Và hiện tại thì em đang công tác tại Bình Dương ạ. Quê em ở Đắk Lắk. Duyệt. Nói nghe là sao em tên đàn ông dữ vậy? Do ngoại của em đặt cho em, muốn đặt tên Duyệt để là cái gì làm ra cũng Duyệt trước rồi được mới Duyệt. Đến. Dạ. Tức là được Duyệt rồi, dạ, được mới, Duyệt. Rồi mới làm. Dạ đúng rồi, dạ, nhưng mà tới giờ thì chưa anh nào Duyệt đến em hết. Chưa đến. Rồi, em thấy điểm mạnh của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em biết hát, đã từng làm MC nhưng mà làm trong trường mầm non hoặc là giao lưu với bộ đội á, làm tranh. Dạ, nói chung là mỗi thứ em làm biết một ít. Nữ công gia chánh. Nhược điểm của em thì nói hơi nhiều, nhiều lúc thì vẫn hơi vụng về một chút ạ. Rồi bạn bên kia. Em thì điểm mạnh của em thì là thật thà, yếu điểm của em thì cũng là thật thà luôn. Vâng, tại vì thật quá nên là nhiều khi hay bị lừa. Không có tật xấu gì không Duy? Dạ, em thì bề bộn. Không, con trai bề bộn không sao, thì nằm có gia đình thì hết bề bộn thôi. Đúng rồi, nhiều khi cũng muốn gọn gàng lắm nhưng mà công việc nó nhiều quá, mình không thu xếp được. Không sao. Bên gà đàn gái cho tôi biết một chút đường tình duyên đi. Dạ thưa anh chị, thì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Là mối tình thứ nhất của em cũng là mối tình đầu, là em quen ở Đắk Lắk cũng gần được 3 năm á. Em lên đây làm á là em quen là mối tình thứ hai. Dạ cũng hơn năm á. Ừ, nhưng mà lý do chia tay? Chia tay là bởi vì là anh quá ghen quá mức. Nhiều lúc bạn bè em gọi là khác phái thì gọi điện hỏi thăm, gọi là một năm thì cũng gọi 1-2 lần hỏi thăm thôi, thì cũng ghen mà đập đồ rồi ấy chị. Thì đó, dạ, thì dạ. Nói chung là ghen đó là dạ, mình dạ. Không có chịu nổi cái chuyện ghen kiểu như thế. Dạ.
Bên đó làm sao người ấy ơi? Em thì cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình đầu tiên thì cũng quen trên Facebook ấy. Thực ra cũng được gần năm nhưng mà không gặp được nhau. Tại vì em yêu cô đấy thì do là cô đấy có tâm sự với em là mồ côi, thứ hai nữa là bị cái bệnh ung thư giai đoạn cuối đấy. Nói chung là mối tình đó làm cho em rớt nước mắt và cũng rất tiếc em không được gặp. Không gặp nhau luôn. Vâng. Sau mối tình thứ hai nữa thì quen nhau được khoảng 5-6 tháng, cảm thấy không hợp là chia tay luôn. Nhưng mà em ơi, chào em. Dạ, em chào chị. Ừ, cái bên nhà gái nhà chị á, là riêng về cái tình yêu mà ghen cuồng là không đồng ý nha, là chia tay nha. Vâng. Lăng nhăng là không có cửa ở cái nhà gái nhà chị nha. Dạ, vâng. Em vậy. Đây là không có lăng nhăng nha. Gặp nhau không gặp nhau mà quen Facebook mà ta vẫn yêu thương như thế, mặc dù cái người kia là bị một cái bệnh hiểm nghèo rồi. Em hãy nói cho chị Hồng Vân biết là mong muốn của em tìm người yêu thế nào. Em muốn kiếm, muốn có một người phụ nữ biết quan tâm. Và bản thân em sẽ cùng người đấy để tạo nên một cái hạnh phúc. Nên là em muốn một người phụ nữ là hướng về gia đình nhiều, nhân hậu. Nói chung là cũng có ý chí trong cuộc sống. Không nhân hậu sao làm cô gái mầm non được. Cô giáo mầm non phải nhân hậu lắm. Đúng tùy chị ạ. Thế em có cái mẫu hình lý tưởng nào về ngoại hình đối với bạn gái không? Nhìn dễ thương một xíu, nhìn trông nhỏ nhắn một xíu. Yên tâm luôn. Trời ơi, cô gái dễ thương, rất là xinh luôn. Nếu như được thì khoảng bao lâu em đồng ý cho đàn trai bước tới? Thì là qua năm ạ. Qua năm hả? Trời ơi, mừng quá, càng sớm càng tốt. Ok. Em không thích tật xấu gì nhất của người đàn ông? Ở dơ. Ở dơ, khi sửa xe thì phải dơ. Nhưng mà xong sửa xe là không có dơ. Không, đó là nghề công việc thì em không nói. Hôm nay tôi thấy rất nhiều cô gái lên bàn mối hò là không muốn đàn ông ở dơ. Không có ai muốn đàn ông ở dơ hết trơn. Thời gian này đàn ông ở dơ dữ lắm hay sao? Mang tiếng dữ vậy đó. Vâng. Bây giờ là em đi với ai? Dạ, em đi với anh trai đầu, anh trai ruột luôn. Với lại anh em, trai ruột ha. Hai em. Rồi, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của Duy. Vì Duy ở nhà thì cũng tính cách cũng vui tính, cũng hòa đồng thân thiện. Bên đàn gái thì cũng dễ thương, cũng xinh xắn. Anh nghĩ hai người bấm nút đi, cho nhau cơ hội. Luôn, đúng rồi, cứ đặt vấn đề thẳng luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, với em trai và chị hiệu trưởng và đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Bạn trai bên này chững chạc, hiền lành, rất hợp. Cô thấy thế nào cô? Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Thứ nhất là em thấy là bạn trai hôm nay rất là đẹp trai và hiền lành. Và em cũng xin giới thiệu luôn về bạn gái của trường em. Bạn ấy rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc. Trong cuộc sống thì bạn ấy rất là chu đáo với mọi người. Bề ngoài thì có thể anh này hơi hiền một tí so với bạn gái. Nhưng mà nếu mà để mà xét về một mối quan hệ lâu dài ấy, thì em nghĩ là nên bấm nút ạ. Rồi, hay, cảm ơn. Rồi, bây giờ mở rào cho hai em gặp mặt nha. Mở rào. Hôm nay đến chương trình, nói chung là anh cũng rất chi là vui. Thấy em dạ rồi, tuyệt vời. Em cũng có một món quà, đó là hoa tính tay em làm. Em gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh. Còn này nữa này. Cái đó tôi lo lắm á. Vâng, hôm nay em lên chương trình thì cũng có tự tay làm cái món nem đặc sản ở Thanh Hóa. Trước tiên mời anh Quỳnh Linh thử. Nhưng mà cái này thì hơi nhạt thì phải có nước mắm. Nước trà. Vâng, nhưng mà em quên hôm nay không mang. Trời ơi. Vâng, cái này heo rừng ấy. Mong quá. Vâng, anh cầm cái. Rồi đem bẩn đi. Em mời chị. Trời ơi. Ngon. Tôi có quyền lấy một miếng không? Có chứ. Dạ, vâng. Cảm ơn em, ngon lắm mọi người. Làm ơi. Như heo để từ sáng giờ hơi chua chút. Cái này là cái sản phẩm đầu tay anh làm. Em có thể tự cầm được rồi, em cảm ơn anh. Tay em làm luôn á hả? Dạ vâng. Thì, ngon quá vậy. Cái này anh về anh lấy mắm mặn với lại tương ớt. Vậy này thuộc về anh luôn đúng không? Vâng, đúng rồi. Rồi cảm ơn em. Trò chuyện đi em. Hôm nay anh run quá. Lần đầu tiên lên chương trình này run. Em thấy anh thế nào với... Dạ thì mới đầu thì em gặp anh thì em thấy anh là một người có vẻ là hiền hơn em rồi đó. Thực ra cao, anh, to. Thực ra anh cũng không phải là hiền đâu. Anh hiền hay là mạnh mẽ tùy. Tùy hoàn cảnh và tùy đối tượng đúng không?
Tại vì xã hội bây giờ mà hiền quá cũng chết. Anh thích mẫu người con gái như thế nào? Thực sự đến giờ phút này thì anh rất chi là muốn nghiêm túc. Còn là trước đây anh không có thời gian để nghĩ đến yêu. Cũng có rất nhiều người con gái thích anh, cũng anh cũng thích nhiều người, nhưng mà thực sự ra anh không có thời gian để quan tâm đến vấn đề đấy. Lỡ anh không có thời gian cho em thì sao? Không, cho đến hôm nay lên chương trình ngồi trước bao nhiêu người ở đây thì anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nếu em cho anh một cơ hội. Quan điểm của anh là sau này khi về với nhau rồi, hai vợ chồng sẽ có một kế hoạch, cảm thấy ở đâu mình có thể sống được, phát triển được thì mình ở thôi. Còn em thì nhìn bề ngoài thì cá tính vậy thôi, nhưng mà sống thì cũng là sống bằng nội tâm. Nói chung là sống về tình cảm á, cũng dễ khóc lắm. Thực ra thì anh rất thích những người con gái yếu đuối. Khi anh nóng lên thì người con gái đấy chỉ cần rớt nước mắt là anh sợ lắm. Chân thật chứ sợ đi nói yếu điểm của mình ra làm gì, mai mốt bà khóc hoài. Đối với em thì không phải là lúc đầu thì có thể là mình gặp nhiều, xong dần dần thì gặp ít đi thì em không thích là điều đó. Đúng rồi, anh cũng vậy. Tại vì là anh là người hướng nội tâm. Anh cũng muốn có một người nào đó để mình quan tâm thực sự. Em không thích điểm gì ở người đàn ông. Nói chung là không có nóng tính và giận nhau cái gì. Thì nhiều lúc thì là em là con gái thì khi anh nóng thì em cũng có thể kiềm chế và em sẽ im lặng. Nhưng mà em không thích mỗi người con trai là giận hay ghen hay tức gì lên là đập đồ đập phá, em không thích như vậy. Nói chung là người đàn ông thì ai cũng có cái nóng, nhưng mà quan trọng là họ nóng như thế nào và biết kiềm chế, hay là nóng đúng lúc. Một chút biểu diễn tài lẻ của mình cho bạn gái đây coi nào. Thì em cũng xin góp vui với chương trình. Lâu lắm cũng đứng xa đã trúng tuổi rồi. Bữa anh cũng vơ vơ vậy mà anh lủng một lỗ đây. Bởi vậy hôm nay em mới lợn đem cái nhựa anh ạ. Rồi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Như vậy là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn nhé. Dạ. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên khi ta bấm nút. Vậy, cho em xin phép anh. Nó thôi. Anh không cắn đâu. Mời nhà trai. Dạ. Chào anh. Chào em. Ê, xin mời đàn gái mình nào. Thấy giờ thấy lạ đó. Bên đây cũng lạ lắm nha Linh nha. Bên đây lạ lắm nha. Ngồi đi kinh. Chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào quý vị khán giả và bạn trai bên kia. Dạ, em là Huỳnh Ngọc Nhã Thi, năm nay 29 tuổi. Hiện đang làm nhân viên truyền thông nội bộ cho một công ty du lịch. Dạ, quê em ở Tiền Giang. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em trai giới thiệu mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào hai MC dễ thương của chương trình. Tên đầy đủ của em là Trần Dương Duy. Năm nay em được 37 tuổi. Thì công việc trước đây của em là làm ở ngân hàng, nhưng mà sau này là em chuyển qua du lịch cùng ngày với bạn bên kia. Em cho bên đàn gái biết về một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Duy. Dạ, ưu điểm của em thì có vẻ như hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em thì hình như là nhậu nhiều. Trời nhậu ơi. Nhiều? Dạ. Nhậu khoảng nhiêu mà nhiều? Em số 2 thì em chưa thấy ai số 1. Trời đất ơi! Thì không vậy, bên đây người ta coi như là mắt mũi người ta coi như mặt xanh nanh vàng luôn rồi kìa. Tuần trước đây là em làm ở ngân hàng, mà em làm ở hội sở thì em có một cái cũng là hài hước, vui vẻ, giao tiếp được. Thì nên em lại rất là thân cận với
sếp thì nên đi nhậu thì em cứ đi cùng, mà ngồi kế bên thì sếp cũng uống, em cũng uống, nhưng mà cuối cùng là em uống nhiều hơn thôi. Vậy đó hả, em uống bia hay là uống rượu? Dạ em uống bia không à chị Vân, tại vì uống rượu có hại cho sức khỏe lắm mà. Vậy làm uống hả? Bia tốt sức khỏe gì đó thôi. Đến gặp tối nổi vậy em. Dạ không, nhưng mà em cũng có cái ưu điểm là em không hút thuốc, không cà phê, chỉ có uống bia thôi. Tại em dồn qua đó hết trơn rồi đó. Em nhậu bao nhiêu năm rồi? Bắt đầu từ lớp 10 là à, em đã biết nhậu rồi. Em nhậu trễ quá ha. Em sao, điểm mạnh của em sao? Điểm mạnh của em chắc là con người sống tình cảm. Điểm yếu của em chắc là hay phân vân, không có quyết đoán khi mà mình nghĩ cái vấn đề gì đó áp lực, hay là em không có theo ý mình, cái em hay càm ràm trong vô thức gì đó. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có hai mối tình. Một lần là thời đại học của em, mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng một năm, cũng quen nhau cũng ba năm thì bạn đó có người khác. Em trai có mấy mối tình rồi? Tới tuổi này chắc cũng nhiều mối tình, nhưng mà nhiều thì nó trên hai được rồi, anh đừng có nghĩ nó xa quá. Dạ dạ, thì cái mối tình cuối của em là cũng có quen một bạn, nhưng bạn đó lại làm trong giới nghệ thuật, quen nhau cũng được 2 năm chúng em lại chia tay do khả năng tài chính của em không đáp ứng đủ cái nhu cầu của bạn ấy. Em trai, em muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng em thấy vui vui giống như Nam Thư á, cũng cao cao một tí, tại vì đứng với em nó cũng xem em cao tới 1m8 lận. Wow. Dạ. Em muốn cái người bạn trai của em như thế nào? Ngoại hình chắc là cũng cao cao, em nghe cao trên 1m8 là em cũng hơi cũng được rồi đó. Dạ. Ngoại hình thì có thể là dễ nhìn. Bạn gái. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Không thích bạn đó hút thuốc nè. Rồi ăn thịt chó. Cái gì? Ăn thịt chó mèo là không có thích. Dạ. Em ăn thịt chó mèo không? Dạ, hiện tại nhà em thờ quan thánh nên chó, chuột, trâu, rồi gà em không ăn. Anh bên đó ảnh có sợ con gái hơi dư cân xíu không ta? Dạ dư thì đi tập gym là nó giảm rồi. Giảm thôi. Anh nghĩ cũng dư gì mấy đâu. Dư thì cũng có người dư hơn. Ôi thế hả? Ôi uống bia nhiều có bụng bự không ta? Vậy Linh muốn cái gì? Không Linh nói. Bây giờ Linh muốn làm mai làm mối không? Hay là thôi tan nát luôn đâu, đi à. Nghỉ luôn đi. Thế sao em làm ngân hàng để em chuyển qua làm du lịch vậy? Dạ thì cũng có một cái biến cố như vậy nè. Thì cái công việc của em mọi cái nó rất được ưu đãi nhiều. Lúc đó là biến cố mẹ mất. Thì cái em suy nghĩ về cái cuộc đời mình chỉ có đi làm, kiếm tiền rồi chiều về lại ăn nhậu. Thì em thấy cái cuộc sống đó nó cứ lặp lại hoài. Sau khi mẹ mất là em dành tiền để em đi du lịch. Em cảm thấy thích thú với cái việc em đi. Thì bắt đầu cái em theo học, em muốn tốt hơn cho bản thân, em lại đi học một khóa MC để làm những cái chương trình team building rồi sự kiện. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ của em, anh Thành. Dạ xin chào MC Quyền Linh và nghệ sĩ Hồng Vân. Nhìn cô gái bên này thì rất là dễ thương, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Em trai của mình thì có tật hơi nhậu nhưng mà có trách nhiệm với công việc. Thứ nhì nữa là biết nấu ăn. Wow. Hy vọng là em sẽ tìm hiểu thêm để biết được gì có những cái gì hay. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với hai người thân nhất của em, đó là mẹ với chị bạn thân của em là chị Anh Thư. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Dạ. Xin chào nghệ sĩ Quyền Linh. Dạ. Người đồng hương tài năng và sống tử tế. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Cái nhìn đầu tiên á, em trai có cái dáng dốc và gương mặt phúc hậu, sống tình cảm, ăn mặc chỉnh chu, ít nhiều gì thể hiện được cái bản chất bên trong của mình là một người đàng hoàng. Cảm động nhất là biết là em không còn mẹ thì cảm động dữ lắm. Rồi cũng xin chia sẻ thêm chút xíu, hồi đó giờ hai mẹ con sống với nhau thì cũng chia sẻ luôn hoàn cảnh gia đình. Thì ngày xưa đó, lúc mang thai nhà Thi được gần 5 tháng thì cha mẹ sống ly thân với nhau.
thi thi nhà thi được hơn một tuổi thì em nó phải chứng kiến ra tòa để cha mẹ ly hôn. Thì từ đó đến nay là mấy mươi năm rồi, thi bao nhiêu tuổi thì hai mẹ con sống với mấy già là không có đàn ông. Thành thử ra nói chung thì cũng không có hiểu được tâm lý đàn ông như thế nào, cho nên là cái chuyện mà xử sự tốt xấu mình cũng không biết. Chứ bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng không được tình cảm của người cha, rồi cả người chồng của mình á, cho nên là mong muốn con mình á, cái khuyết của cuộc đời của mình bù đắp cho con mình. Trước mắt tôi thì tôi nhìn thấy em có vẻ là một người đàng hoàng, một người sống có tình cảm, có tâm hồn. Tại vì mẹ đã chịu nhiều bất hạnh thiệt thòi rồi, cho nên rất là lo sợ con mình nó không được như mình thì đau lòng lắm. Dạ, rồi, cảm ơn nha. Nói chung là mình phải mở rào liền thôi Linh à. Cứ là hai bên đều có thể có những cái chỗ khiếm khuyết, và cũng có gần như là có cái mấu ráp mà có thể ráp thành một cái bức tranh liền lạc. Rồi, mở rào. Để em tự do hoạt động nhiệm vụ của mình đi. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ, đến đây em có tặng cho anh một món quà là... Rồi, cảm ơn em, anh cũng có mang. Trời, người ta tặng quà đẹp, tặng cái bao gì chứ. Dạ, ở bên trong nó mới chất lượng. Đúng rồi, xấu xí chứ quan trọng, quan trọng ở bên trong chất lượng thôi. Em tò mò. Dạ, đây là của chị Vân. Ủa? Dạ, cho em gửi chị Vân. Ủa, tự nhiên sao kỳ vậy? Dạ, còn đây là của của anh Linh à. Cảm ơn nha. Nhưng mà chị Vân với anh Linh nhớ lấy số em để biết sử dụng. Đừng có nói là bia nghe, chị không uống bia đó. Đừng nói. Dạ, đây là của mẹ em. Dạ, cho con gửi cho cô. Trời ơi. Trời ơi, sao mà chu đáo dữ vậy? Dạ. Tặng đủ hết rồi vậy. Đừng có nói cả trường quay có hết luôn nha. Dạ, dạ em không đủ. Còn gì nữa? Ý em trời quên ơi. Em quên quan trọng mà quên. Cái món quà này nặng lắm. À dạ. Dạ. Chu đáo quá trời. Đây anh tặng trời em. Dạ. Em không hỏi nó là cái gì à? Dạ cái gì vậy anh? Thùng bia á. Trời đó, coi tôi chết rồi. Ôi em để dưới luôn đi, em để dưới dạ. luôn. Dạ em suy nghĩ hoài, em không biết tặng bạn gì, thôi em mua thùng bia em tặng. Mà sao em uống bia nhiều mà sao cái bụng em không bự ha? Em phải thể dục để em có được một cái sức khỏe để em uống cho nó tốt hơn. Dạ. Bù lại à, cái này là cái một cái sản phẩm để em sử dụng hàng ngày. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện đi. Em mắc cỡ quá rồi, em không biết. Ôi, mắc cỡ cái gì mà mắc cỡ. Thôi em hỏi anh trước đi. Dạ, em cũng tự nhiên em nhìn em không biết hỏi. Anh Linh mò giùm em cái anh Linh. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thế nào ta? Dạ, đầu tiên thì em thấy anh rất là chu đáo, suy nghĩ biết trước biết sau. Em hỏi anh gì nữa đi. Dạ, em... Tự nhiên em cũng hối rối không biết hỏi sao. Anh thấy em sao? Dạ. Thì em cũng là một người con gái dễ thương, hiền, cũng vui. Nói chung là trên mặt có nụ cười là anh thấy vui rồi. Dạ. Em bị cái là nhiều khi trong mình không có buồn bực gì hết nha, có tự nhiên mà không cười. Cái mặt y như là ai giật nổ mình vậy đó. Vậy em hãy ghé kịch Học Vân coi, hài nhiều là em sẽ vui rồi. Dạ. Gặp nhau mà lỡ mà em có quên á, anh nhắc cười lên nha. Em không có, nhiều khi mình không có để ý á. Không, nếu anh nhắc em thì nụ cười đó là diễn rồi. Cười mẹ lên nha, nãy giờ nói chuyện là thấy hơi bị dày á nha. Dạ, ai cũng kêu em bóng hết chị. Nhưng mà có quyền nói. Còn em có hay không thì em tự hiểu. Trời ơi, mà... chị rồi sẽ biết đúng không? Dạ. Nhưng mà chị thích anh mạnh mẽ lên để nó hợp với cái vóc dáng. Không, mà tới lúc này anh chưa có lập gia đình. Nãy giờ anh cũng nói là cái của anh là nhậu hơi bị nhiều đó. Dạ. Hầu như mấy bạn nữ hơi sợ em đó chị Vân. Mà sợ trong, chứ trong bộ. Tương lai sợ. Rồi anh có hạn chế bớt không? Anh có dự định không? Hiện tại thì anh trả lời được, còn nếu mà tương lai nó thuộc là cái vế sau, anh không thể trả lời được lúc đó. Ví dụ lúc này anh nói là được
nhưng mà nó không được thì lại là không hợp lý. Thì bây giờ tạm thời tương lai thì để cho tương lai trả lời. Nhưng mà em nói vậy thì thật sự là người phụ nữ ta lo đó. Dạ. Mình phải biết kiềm chế, mình ở tương lai chắc có thể anh sẽ bỏ được. Chứ ai lại nói tương lai không biết là đủ nữa, về dạ, muốn nhiều hơn em, sao? Em nghĩ là mình nói sự thật nó sẽ hay hơn ở sân khấu. Sân khấu ở đây rất là nhiều người để nhìn thấy những cái lời em nói. Mình phải quyết đoán là mình phải bỏ, vì mình biết cái đó là nó không tốt. Cái bỏ không là do mình mà, cái này đâu phải, nó không phải là khó bỏ đâu. Dạ thì bỏ hay không là do mình, nhưng mà ngoài cái bỏ hay không thì cái công việc cũng cần một cái mưu sinh, em cũng hiểu. Nếu em làm du lịch thì du lịch bây giờ đi mà gặp đối tác rồi tiếp khách thì không thể nào uống một ly cà phê rồi hết ly cà phê lại kêu ly khác được, mà lại là những lon bia, thì có nghĩa là cái công việc của em nó lại cuốn vào cái khuyết điểm của em, nên nó tạo thành một cái gọi là gắn liền. Vậy thì coi như cả đời là em cứ đi làm du lịch là em nhậu. Em nói thế thì tất cả mọi người làm du lịch là đều nhậu hết, uống nhiều như vậy hết. Dạ, nó cũng không hẳn. Ví dụ em ổn định được một thời gian, đối tác em nhiều, em có thể không nhậu mà là bạn nhân viên của em nhậu thế em. Có thể đó, dạ. À em nói vậy. Em có cái tài lẻ nào không ngoài cái diễn kịch ra? Dạ, ngoài cái diễn kịch ra thì trước đây em lại là có một cái đam mê là làm đẹp cho phụ nữ. Ví dụ em trang điểm, làm tóc. Cắt cho bạn gái bên kia được không? Em có thích cắt mái không? Nhờ anh cắt mái luôn nè. Cái mái á, cái dạ, mái của em chị thấy cần nên sửa chữa chút xíu á. Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng em không? Em tin anh không? Để anh cắt tóc cho đây nè, cái mái của em hơi bị dài nè. Anh có mang đồ nghề không? Vào chương trình thì anh có mượn được một cái kéo đó. Nhưng mà không phải là cây kéo cắt tóc anh kéo Linh cắt à. Giải. Dạ, kéo cắt giấy luôn. Bây giờ em có tự tin để cho anh cắt không? Dạ rồi, tự tin. Anh em cứ ngồi yên, em có dạ. Thể khòm xuống một tí được. Dạ, kéo nó mới cắt quần, mai quần sáng á. Tôi đó, tôi cũng có học cắt tóc, uống tóc đó. Lũ Đông Kinh đó, tôi nhìn là tôi... Wow. Đừng có chị đừng quá nhìn nha. Em quá em rung mất chị... mái của người ta đó. Mẹ ơi, có đem nón cho con mẹ. Em có thể khòm xuống một tí nữa để nó dính tóc. Thực ra nhà tự nhiên có người yêu hay người chồng mà vừa biết cắt tóc vừa biết làm đẹp cho mình á, rồi xong lại còn biến đóng kịch hài hước cho mình, nó vui quá ha. Xong rồi chị, lẹ làng vậy luôn hả bé? Thấy được không chị ha? Rồi, kết quả là em mất đi một số tóc. Đắp lại đi. Em á thì mọi thứ biết chút, cái này em cái đàn tập. Này là cái đàn gì em? Ukulele. Từng ngày trôi qua mau em chờ trong tiếng yêu, mà sao cứ để em chờ hoài à? Người gì đâu vô tâm để người ta nhớ mong, còn kêu em là cô bé này, cô bé kia. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Những lúc bên anh sao mà cứ nhìn mãi anh, để rồi mang hình anh vào trong mơ. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Chẳng hiểu cho em sao mà cứ đùa với ai, để người ta buồn hiu vì ghen tuông. Thật đáng ghét anh, ghét anh, ghét anh, ghét anh. Thật đáng ghét anh. Bữa đầu gặp nhau mà ghét quá ghét vậy? Không, ghét gái thương nó ghét là thương quá chị. Ghét dễ thương á. Đã đến lúc chúng ta quyết định. Cho em hỏi cái nút nó nằm đâu? Em cũng muốn hỏi. Tùy em sẽ muốn bấm chỗ nào thì em bấm. Ủa nó đâu rồi hả? Trái tim mình rung động thì mình bấm, không rung động thì không bấm. Em bấm hết được rồi. Em bấm rồi đúng không? Dạ. Em cố tình bấm hay là vô tình bấm? Em có nhận thức em bấm ngay cái thịt luôn rồi. Thôi tôi với ông đi uống trà sữa đi. Thế không rồi. Cần á, không cần. Thế rồi. Nói chung là khi con tim người ta mách bảo thì mình cứ làm thôi, đừng sợ điều gì cả. Thậm chí tôi chưa đếm các bạn có thể bấm được, để cho thấy rằng là các bạn đã tìm hiểu được với nhau rồi. Ủa? Ha. Chúc mừng các bạn. Rồi nắm tay nhau đi, như thế là hay rồi. Dạ. Mình phải chủ động trong tất cả mọi công việc, như thế là tốt.
em nói với mẹ cái gì đi. Dạ thì con chỉ hứa là con sẽ là một người đàn ông tốt. Dạ. Tốt với ai? Tốt, tốt được rồi, nói chung chung. Ăn được. Dạ, người đàn ông tốt đối với gia đình. Mời bạn nam. Mời em trai ngồi. Xin mời đàn gái. Rồi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Cùng bạn tham gia chương trình, cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Huy. Năm nay 36 tuổi, quê ở Tân Châu, Tây Ninh. Và em hiện tại là giáo viên tại trường Trung học Phổ thông Tân Châu. Em dạy về gì Huy? Em dạy về vật lý. Em giới thiệu đi. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em xin chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Hồng Vân. Em xin chào quý vị khán giả. Em tự giới thiệu, em tên là Đinh Thị Hương. Em năm nay em 30 tuổi. Em sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Em là quê gốc ở đâu? Quê gốc em là Quảng Bình. Hương làm cái gì Hương? Em làm công ty điện tử của Nhật anh ạ. À, công ty điện tử. Dạ. Rồi. Huy, em cho bên đàn gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là không nhậu. Không cờ bạc, không cà phê, thuốc lá. Tức là tứ đồ tường, không có dướng cái nào hết. Dạ, không có tham gia cái gì hết. Giỏi rồi nha. Dạ. Thật ra cái điểm yếu cũng là cái điểm mạnh đó chính là không nhậu được. Nếu mà mình mà có biết chút chút hay là cái gì đó thì mình cũng có thể tham gia để có thể cùng anh em bạn bè tâm sự với nhau. Còn mình mà không biết thì cũng khó mà tâm sự giải bày với ai. Thì khi muốn nói chuyện với ai hay là muốn có một bạn bè gì đó cũng khó. Anh nghĩ cũng đâu khó đâu. Em không biết sao, chắc có lỗi là do bản tính của mình. Do bản tính, tức là em hơi sống khép kín chút xíu đúng không? Dạ. Mời bạn gái. Em giới thiệu đi. Dạ, em về ưu điểm của em là em siêng năng, sạch sẽ, thích nấu ăn, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em là chắc là do em sạch sẽ, kỹ tính quá nên là cũng khó chịu. Cái tật xấu của mình có không? Mình có hay càm ràm hay nóng tính hay ghen tuông hay này? Như, ví dụ như em, cái tính của em thì chắc do sạch sẽ quá nên ví dụ như em dọn dẹp á, mà người đó không dọn mà cứ bày ra, cứ quăng vật ra đó là em cứ hay nó cũng hay nói. Bạn gái, tình duyên bạn thế nào? Dạ, thực ra thì em mới quen được không lâu, được vài tháng thì em thấy người đó không hợp ý với mình á, nên là thôi em cũng không quen lâu vậy. Có nghĩa là em cũng quen rồi, quen nhiều rồi ha. Dạ. Nhưng mà thường là không có kéo dài được lâu đúng không? Vâng. Nhưng mà cái mối tình lâu nhất của em là bao lâu? Em thì không có mối tình nào lâu đâu anh, cũng vài tháng à, thấy không có hợp với mình. Vài tháng vậy đó hả? Dạ. Cũng lâu rồi, ba năm rồi đó. Ba năm là không là, là, dạ, chưa là dạ. Chưa là không có bồ. Dạ. Có khi nào tại em khó tính quá không? Thế người ta cũng nói em là cũng chắc khó chịu quá tính như vậy á. Vậy hả? Dạ. Thôi, bên bạn trai. Dạ. Em có mối tình rồi Huy? Em có hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là nó diễn ra thời học sinh với sinh viên. Rồi, thôi cho qua đi. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì nó diễn ra cách đây cũng hơn 8 năm rồi. Mối tình nó kéo dài không? Dạ, mối tình đã kéo dài khoảng 6 năm, hơn 6 năm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao lại phải chia tay? Thì cũng có về nhà chơi, cũng ra mắt gia đình. Thì em cũng muốn tới và cô ấy cũng muốn tiến tới. Nhưng mà có thể là do em còn trẻ, nên là còn bồng bột trong cái chuyện yêu đương. Mình suy nghĩ không tới thì mình làm cho cô ấy bị tổn thương. Nên là cô ấy quyết định là ra đi, lấy chồng. Mình nhận cái đó ra cái không được của mình là tốt rồi. Dạ. Để mình rút kinh nghiệm trong mối tình sắp tới đó. Dạ. Tại... Như vậy đường tình hai bên cũng đã hiểu nhau rồi. Em, chị hỏi em nè, em muốn cái người đàn ông của mình phải như thế nào? Em muốn người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe, biết siêng. Tính em kỹ nên là em không thích người đó. Ở dơ là không được, không dạ, được dạ, đúng không? Dạ. Rồi ngoài cái sạch sẽ ra thì về mặt ngoại hình đó, em cần một người đẹp trai, mắt một mí hay là hai mí hay lỗ mũi cao không? Dạ, em thì thích ngoại hình em cao 1m56. Rồi em thích người đó cao 1m65-70 là được rồi. Với ngoại hình dễ nhìn, mũi cao, mắt hai mũi. Cái đó là quá dễ nhìn luôn á. Dạ. Để chị qua chị coi thử ông thầy giáo. Cái đòi hỏi bên nhà gái hơi bị cao đó nha. Cho nên là dạ, ôi chào em. Dạ.
Em cao mét nhiêu vậy? Dạ em cao mét 66. Nè chị để cho ta. Mắt hai mí đó, mắt hai mí. Mũi cao, mũi mập, cao. Mập 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 đó chị. Hả? Còn mập mập tí xíu. Mập mập tí xíu, rồi đúng ý em luôn đó, tròn tròn. Người... Mập quá không được đâu em. Dạ. Em ơi, dạ. Em mình dung cái cô gái bên đây. À, nếu cách nói chuyện như thế thì em nghĩ là cô ấy hơi gầy một tí. Sao hay vậy? Dáng chắc có thể là cao. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào của em không? Em thì cũng không cần phải lý tưởng đâu. Ngoại hình thì khoảng 1m50 đến 55, hơn tí cũng không sao. Tính cách thì vui vẻ hoạt bát. Em thích một cái đức tính gì nhất ở một người con gái? Dạ, biết lo lắng cho gia đình, lo cho chồng, cho con và cũng như cho mẹ chồng á, tại vì em với mẹ là chỉ có hai mẹ con thôi. Có nghĩa là em muốn muốn lấy vợ và dạ, làm dâu. Dạ, vợ làm dâu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Tại vì em không thể nào đi xa được. Cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái? Thì em thấy đó là cái cô đó đã đáp ứng được rồi, đó chính là sạch sẽ, gọn gàng, đó là được rồi. Em không thích người con gái bê bối. Là bê bối quá. Rồi, chào em gái. Dạ. Một cái vấn đề là em phải về làm dâu ở Tây Ninh đó, được không? Được ạ. Hiện nay em ở Đồng Nai với ai? Ba mẹ em ở dưới Long Thành, lập nghiệp ở dưới Long Thành, còn em làm việc ở trên Biên Hòa. Thì Biên Hòa lại ở với ai? Em ở một mình. Một mình ở trọ hả? Dạ. Thôi về Tây Ninh đi, anh thấy cũng ổn đó ha. Anh cảm giác rằng hai người này cũng hiền lành, cũng hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân thôi. Em gái đi với ai? Hôm nay em đi với anh trai Kết Nghĩa, em ngồi ở dưới. Anh trai Kết Nghĩa hả? Rồi, chào anh. Đây em xin tôi Phan Văn Tám, anh trai của em Hương. Thì đây em xác nhận thấy em Hương đây tu toàn công việc sạch sẽ, em trai đây cũng rất lịch sự, cao ráo. Thì nói chung đây thì anh thấy được rồi đó. Thì chúc cho hai em được hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh trai rất là xúc tích luôn á, nói chuyện rất còn, là xúc tích đi luôn. Dạ, Quy đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và một số học sinh đang học ở Sài Gòn á, có tham gia học sinh luôn ha. Dạ. Rồi đầu tiên chào cô. Dạ. Chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ, dạ, chào chị. Và dạ, tất cả quý vị trong khán phòng này. Cô là người ở đâu? Ở Huế mà vô Tây Ninh lâu rồi. À, vào lâu rồi. Cô thấy con dâu tương lai của mình thế nào? Dạ, thì thấy cũng dễ thương, hiền lành. Thì giờ cái ước nguyện của bác là muốn hai con tìm hiểu cho kỹ để đi tới cái một ngày hạnh phúc vậy thôi. Rồi cô có nhắn nhủ gì con trai của mình có nên bấm nút hay không? Thì giờ chưa đã tới đây rồi là mình muốn đi đến cái kết quả tốt đẹp thì mẹ khuyên con nên bấm. Dạ rồi, cảm ơn cô. Vậy thì hay rồi. Thôi bây giờ thì mình mở rào cho mở rào gặp đi. Mặt đi. Mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. Xin chào anh. Chào. Em có món quà đây là em tặng cho anh. À. Anh có món quà muốn tặng cho em. Thứ nhất là đây là đặc sản vùng Tây Ninh của anh, đó là bánh tráng. Dạ. Còn đây là một món quà với ý nghĩa là dù sau này em có bận bịu hay là như thế nào đó thì anh cũng mong là em sẽ giữ mãi cái thanh xuân cũng như là chăm sóc bản thân của mình. Dạ, em cảm ơn ạ. Đây là anh mở món quà này. Đi chơi với em á thì anh luôn là mang áo quần đấu thủ thắt dây thắt lưng ha, là cái là lịch sự. Em thích là người yêu hay là sau này chồng của em là đẹp luôn đẹp. Rồi, anh cảm ơn em. Thủ tục đầu tiên đã xong, chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt. Anh thấy em sao ạ? Anh nghĩ là hồi nãy nghĩ thì hình dung lại là đúng. Nhìn em thì gương mặt sáng, nói chuyện dịu dàng. Em cách nói chuyện của em thì anh nghĩ là đúng là khó tính và rất là sạch sẽ. Dạ, em cảm ơn anh. Thế em thấy anh đầu tiên là giống như cảm nhận của em. Tính em thì thích đi làm nên trong lúc mà công ty nhiều việc á, đi làm chủ nhật em là đi làm suốt luôn. Anh có chịu chấp nhận cái chỗ đó không? Em thích đi làm á, nếu ví dụ như em quen một người nào đó mà em đi làm hoài mà cứ kêu là em đừng có đi làm nữa, em muốn cái người đó để cho em đi làm. Anh hồi nãy điều đó. Dạ, người ta nói là lao động là vinh quang mà, nên là đó là điều hợp lý. Quan điểm về gia đình như thế nào? Sau này anh muốn sinh mấy đứa con à? Anh thích hai đứa, gái trước trai sau. Dạ. Hồi xưa anh cũng thích gái trước trai sau nhưng cuối cùng không có được á.
và hai đứa. Thế em cũng thích hai đứa luôn. Mà nói nghe nè, bạn biết hát không? Bạn nữ nè. Giờ sau đây là em xin tặng anh chị một bài hát của quý vị khán giả, một đoạn ca bài hát là Ở Hai Đâu Nỗi Nhớ nhé. Ở Hai Đâu Nỗi Nhớ hả? Dạ. Wow, cái bài đó hay lắm á. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống tâm cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hát rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Rồi mời thầy giáo Huy. Qua chương trình này em cũng có sưu tập được một cái bài thơ liên quan đến vật lý của mà em dạy, nên em cũng tặng cho bạn gái một tí. Dòng điện nào đưa anh đến bên em cũng đi qua muôn ngàn điện trở. Em có lúc thờ ơ hay mắc cỡ, hay bởi vì cảm kháng cuộn dây, con tim anh mách bảo đâu đây, hay chỉ tại hai bờ bản cực. Anh yêu em như tụ kia tích điện, nào ngờ em lại ngắt khóa ca. Ta lệch pha, em xa anh mãi hằng mấy năm ánh sáng em ơi, tình yêu ta vẫn mãi tuyệt vời. Dạ xin hát. Hay quá. Bây giờ mình hết thời gian rồi, chúng ta sẽ quyết định bằng nút bấm. Rồi, mời các bạn. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại các bạn, kiểm tra xem con tim nó có rung động chưa. 3, 2, 1. Hết thời gian. Thầy giáo có vẻ bấm sớm quá. Ông thầy giáo này ông lẹ dễ sợ luôn. Đúng rồi, nào hãy nắm tay nhau. Cái công việc đầu tiên đó là hôn nụ hôn, để chứng minh mình bấm nút bằng trái tim của mình. Mời các bạn. Anh xin phép em. Những chiếc vé xem phim của cùng gặp Cinebox 212 đến chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa trì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Hai bạn nắm tay nhau thật chặt nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Số bao nhiêu ạ? 26. 26. Ai có số 26? Ôi ơi. Rồi, chúc mừng con. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, trong sâu thẳm của những người thực hiện chương trình, bao giờ mong muốn rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với những cặp đôi đã được kết nối trong chương trình, với hy vọng rằng chúng ta cũng thế hỗ trợ họ để họ đi đến một đích cuối cùng, đó là tình yêu trọn vẹn. Quỳnh Linh và Hồng Vân xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính chương trình.
Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xem lại chương trình thông qua cổng YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Được lưng thẳng, con lưng cong con không đi được. Mình chỉ được cũng được. 28 năm nay chưa biết Valentine là gì. Còn đẹp. Còn tem luôn kìa. Dạ con cũng chắc vậy luôn. Chứ lại là em rất là trân trọng những người nào mà nấu ăn cho em. Cái ưu điểm là nấu ăn ngon. Thích nấu ăn. Vậy là bạn kia khoái rồi đó. Bản tính của em là hiền. Nhưng mà những người nào giữ với em thì em giữ lại thôi. Hiện tại bây giờ thì mong là một người phụ nữ biết quan tâm gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố. Lên liền cảm giác là em này là rất là yêu công việc, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ thành công. Bản thân anh cũng là đi nhiều nơi, nhiều thầy trò, nhiều trò. Anh cũng sống ở Hà Nội rất là lâu. Là người Hà Nội cũng có người nói người Thanh Hóa không tin tình được. Dạ trời chắc ơi. Chắn người Việt Nam sẽ suy nghĩ cái đó. Là lúc anh sang Thanh Hóa làm 3 tháng công việc ở trong đó, thấy tất cả trò của người Thanh Hóa rất là tình cảm. Quá tình cảm luôn. Dạ. Đấy. Thật ra người ta nói gì cũng là tùy người. Tùy thôi. Người, đúng rồi. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hẹn hò. Chàng trai đang ngồi đây rồi, Tường sẽ ra ngoài và mời đưa bạn gái mình vào nha. Rồi, ghế đây ha, bên trái. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình ha. Chào em tên là gì? Lời nói đầu tiên thì xin được gửi lời chào tới cô Cát Tường. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay con 26 tuổi, con tới từ Thanh Hóa. Mình đang làm gì ngoài Thanh Hóa? Dạ, con làm đầu bếp ạ. Ồ, rồi hôm nay là vô đây ghi hình. Dạ. Làm đầu bếp là được bao nhiêu lâu rồi? Con làm được 7 năm. Món gột của mình là món gì? Bây giờ thì đi làm phục vụ tiệc nên là nấu theo yêu cầu của gia đình. Là cái kiểu đãi tiệc, muốn ăn như bò, gà, kiểu gì đó đúng không? Menu do gia đình menu đúng không? Yêu gia đình rồi.
Bữa nay tới em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị, chào chị Cát Tường và mọi người trong đường quay. Em tên là Nguyễn Phạm Hoàng Anh, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Ninh Thuận. Đang hiện lại đang làm công việc dạ, gì? Dạ em hiện tại đang làm kỹ thuật viên xét nghiệm, nhưng hiện tại em đi ở nhà chăm ba để học liên thông ạ. À, đang học liên thông lên. Dạ. Là mình lấy máu đồ hả? Dạ. À, rồi rồi mình nghỉ học nghỉ làm bao lâu rồi? Dạ nghỉ làm cũng một năm, tại vì ba bệnh đó chị, nên em tập trung vừa chăm ba vừa đi học liên thông luôn. Trời, cả hai đều là ở xa đến tham gia chương trình ghi hình hết ha. Rồi chúc cho hai bạn có những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh thật là vui. Trước giờ có hay đi du lịch đi chơi gì nhiều chưa? Dạ thì dạ cũng đi nhiều, nhưng mà đi học ở Quy Nhơn hoặc là Phung Bê nên đi đến những nơi đó ạ. Quy Nhơn mình có ra Thanh Hóa là bao xa biết không? Hơi xa, hơi xa. Có chuyến bay đúng không? Dạ. Hơi xa. Em thấy mình điểm mạnh điểm yếu trong công việc của mình dạ. là gì? Điểm mạnh của em thì vui tính, với lại em thì hơi trung tình, cũng hay nói nhiều. Là điểm yếu? Dạ, điểm yếu em thì em nói nhanh, với em hơi hậu đậu. Không nhanh hay hậu đậu? Dạ, là hơi nóng tính. Hơi nóng tính nữa. Dạ. Trời ơi. Có dự định là mình học liên thông đó là bao giờ xong? Rồi có ý định dạ. khi nào đi làm lại không? Dạ, em học liên thông thì khoảng 5 rưỡi em xong. Xong thì em sẽ sắp xếp gia đình xong ổn thì em đi làm lại. Còn điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cưng? Con tưởng là một người chịu khó, vui tính, hoạt bát. Chắc điểm yếu thì chắc là hay quên, với lại cũng hơi nóng tính một xíu. Hay quên nấu đồ ăn, có nào quên nêm nếm không? Cái đấy thì không quên, nhưng mà mấy cái việc liên ta liên tinh hay quên. À, nhà mình đông anh chị em không? Dạ, nhà con 3 người. Rồi mình gái đang... đầu đứa con với lại một em trai. Thí tỷ mốt mà mình lấy vợ, ví dụ như gia đình bắt rễ chịu không? Cái đấy bố mẹ con cũng thoải mái là cũng chắc cũng được. Chơi luôn. Dạ. Còn bên đây giá tỷ lấy chồng mà xa xứ được không? Dạ được chị, tại được luôn. Em này có ý nghĩ là làm dâu được. Đúng rồi, dạ. Ở đâu cũng quan trọng. Có cái người mình yêu thương chăm sóc với mình là được rồi đúng không? Dạ. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình con thì hầu như lớn chưa có, thời học sinh cũng say mưa say nắng sơ sơ chứ chưa có mối tình nào gọi là chính thức. Bận công việc nên là cũng không để ý lắm. Trời đất ơi. Nếu bây giờ mà kiếm được cái người vừa ý thì khi nào tiến tới hôn nhân được? Đó là tùy vào bạn nữa ạ. Nhưng bản thân mình á, cái mong muốn bản thân của mình thì càng sớm càng tốt. Nhưng mình đã có chuẩn bị gì để mà mình kết hôn chưa? Chẳng nói thật thì cũng chưa. Chưa có gì sao kết hôn sao tùy bằng nữ được. Bây giờ người ta quen người ta không kêu thì, cưới rồi sao? Con thì thật thì gia đình cũng điều kiện kinh tế cũng không có lắm. Nên là nếu mà yêu nhau thì đi ngay với nhau lên từ hai bàn tay trắng, cũng không có kinh tế gì đâu. Dạ. Chứ trước giờ đi làm không dành dụm được gì hết trơn hả? Nhiều chi tiêu vào vấn đề gia đình với lại này kia. Cái tiệc con nấu mà lớn nhất là bao nhiêu khoảng người? Tầm 250 mâm. 250 mâm? Dạ. Rồi đồ, nấu bao nhiêu đó thì cần đội ngũ bao nhiêu người? Thì tùy vào số lượng, chắc khoảng tầm bữa là 5 người. 5 người nấu 250 mâm luôn dạ, hả? Dạ. Ồ. Còn bên gái, em gái thì sao nè? Mình tình trường mình như thế nào? Dạ em thì một mối tình là chị. Một mối tình là em lúc này học ở Quy Nhơn thì quen một bạn ở Sài Gòn đi xa. Sau quen một khoảng một năm thì bạn nói với em khoảng cách xa đó chị. Mà em thì là con gái thì em cũng nhắn tin, thì mình là con gái thì mình thấy bạn trai thiệt thòi thì mình nhắn tin hỏi han. Nhưng mà bạn trai thấy có vẻ như bạn không có không cảm cũng không có thấu hiểu mình nên em dừng lại. Rồi trường hợp bạn trai bên này quan điểm suy nghĩ rằng bây giờ vợ chồng trẻ lấy nhau thì cùng nhau gây dựng sự nghiệp thì em nghĩ như thế nào? Em thấy bình thường. Nếu bạn trai với người bạn với em á mà cùng nhau thấu hiểu với lại cùng nhau cố gắng á, thì thấu hiểu nhau thì cái gì khó khăn cũng vượt qua hết. Dạ. Ví dụ giờ hai đứa ra thuê nhà ở rồi đi làm vậy thì em có ngại không? Dạ không. Nếu bạn trai trung tình thì em thành thật là em có thích. Vậy là cần nhất là khó khăn mấy thì mình cũng thấy vượt qua được. Rồi. Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em á, lại muốn tìm người mẫu như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì vừa nhìn không cần đẹp trai, miễn là 1m7 cho lên. Dạ. Dữ vậy em cao nhiêu? Dạ em cao 1m65. Ồ, hèn chi cao quá, bên đây cao được nhiêu cưng? Chắc 1m66-67 thì ạ. 1m66-67 à hả? Dạ. Rồi thôi cố gắng, bên này phải con gái là nhìn dạ. cao lén nữa ha. Dạ. Thôi quan trọng là nhìn có hợp dạ. nhãn hay không. Có yêu cầu gì nữa không? Hiếu thảo, với lại là vui tính, với lại biết trên nhường dưới. Rồi. Rồi bên đây sao? Tiêu chuẩn em tìm người vợ như thế nào? Thì cũng là một người hiền một chút, nói chung là sống thoải mái, không hay ghen là được rồi. Ủa em có lăng nhăng không mà em sợ không, ghen? Không, ý là như vui vì tùy lượng. Nhiều lúc công việc ra này kia anh em bình thường cũng không có gì cả mà sự tính con thì không lăng nhăng, con trung tình. Chưa có người yêu sao biết trung tình, chưa có người yêu bao giờ? Thì theo quan điểm của con là vậy, xác định chứ không phải là qua đường. À, coi như quen ai xác định ai là rõ ràng, đâu đó đàng hoàng, dạ, phải không?
Rồi, theo như em nghĩ, mong đợi nãy giờ là cô này như thế nào? Chắc là cũng hợp. Hợp? Dạ. Hợp dễ gì? Nhất là về quan điểm yêu lại quan điểm về cách sống. Đố em biết cổ tóc dài hay tóc ngắn, cổ đang mặc trang phục gì? Chắc tóc dài. Sao biết tóc dài? Đoán vậy mà. Dạ hả? Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Cũng thích tóc dài, nói chung là kiểu là người phụ nữ truyền thống. Còn em hình dung chàng trai bên này như thế nào? Em thì hình dung bạn trai thì vừa cân đối, với lại là gương mặt cũng người ưu nhìn. Ừ, đúng á, hai bạn này đoán nhau đúng á. Mà sao làm đầu bếp mà đâu thấy mập đâu ta? Thì cái hệ hấp thu có mỗi người chứ không phải là ai cũng như ai. Rồi ok, bây giờ mời hai bạn nha, nhìn về phía trái tim. Rồi, 1, 2, 3. Có quà gửi cho bạn. Lành quá hả? Ừ, cảm ơn. Tổng chỉ quá trái tim, không chỉ thì chỉ mà chỉ. Đó là tặng bạn, nhớ là thì mình làm, chính tay mình làm. Chính tay mình làm, rồi ngồi xuống mở ra coi bạn gái làm quà gì tặng kìa, chính tay ta làm kìa. Xin phép. Nhẹ nhẹ thôi nè, ta tự tay làm mà đừng tự tay phá hoại đi. Dạ không, em là cái thiệp. Còn cái món quà này em lựa cái thiệp. Cái này là người ta tặng, mà lý do gì ta lựa? Dạ em lựa cái thiệp thì chính vì em thấy là cái thiệp là nên nếu được thì hai người cùng nhau vun đắp và đi đến hạnh phúc. À, ý nghĩa rồi, coi coi cái thiệp ta tự tay làm đó. Ồ, thân tặng anh. Thân tặng anh ha, chứ chưa dám thường ha, đã chưa biết có thường hay không ha. Em cảm nhận như thế nào về món quà và cái cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào? Thì cảm thấy là bạn cũng là một người khá là tình cảm. Sao biết tao quá tình cảm, khá tình cảm? cái thiệp nó lên bạn khá là người tình cảm. Ừ. Dạ. Rồi lần đầu tiên nhìn thấy bạn gái thì cảm xúc của em như thế nào? Khá là run. Có rung có hợp là có điện rồi. Dạ. Còn em? Em thì bạn trai thì cũng rung. Nhưng mà em thấy bạn hiền, với là hơi nhút nhát. Đúng rồi. Em cũng hơi hiền. Em cũng hơi hiền, dạ. Nhút nhát. Cố gắng nha, mình tranh thủ mình tìm hiểu nhau nha. Thời gian trong chương trình thì không có nhiều. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn ăn một bữa cơm trưa tại nhà hàng. Rồi mình vừa ăn mình vừa trò chuyện với nhau nha. Đây là món cá ngừ đại dương nướng tiêu với bột tạc ha. Thịt cá ngừ rất là ngọt, dai, thơm nè, đậm đà hương vị biển, dùng kèm với khoai tây muối cao. Một trong những món signature rất là đặc biệt của nhà hàng My Model. Các em vừa thưởng thức mà nhớ là phải trò chuyện với nhau nha. Tự nhiên nha. Dạ vâng. Tự tin lên nha. Rồi, chúc hai em có một bữa ăn thật là ngon miệng. Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời bạn ăn. Mời em. Bạn thấy mình còn đi học vậy, bạn thấy ngại không? Nói chung là cũng không ngại lắm. Nhiều lúc thì cũng bận công việc nên là cũng không có thời gian lắm. Công việc thì... Bạn ở làm ở đây hay là làm ở quê? Làm ở quê luôn. Mình thì cũng ở quê, với lại cuối tuần thì mình lên Nhung Bình học. Nhung Bình thuộc đó hả? Nhung Bình thuộc mình học. Hơi xa hết hả? Ừ, hơi xa. Cuối tuần thì mình rảnh ở nhà, mình phụ mẹ nó chăm ba bệnh á. Yêu xa mà nhiều lúc cũng không quan tâm nhau được lắm thì bạn có suy nghĩ gì nữa? Nếu mà yêu xa mà bên hai đối phương cùng nhận, mình chịu cùng hiểu nhau, mình thấu hiểu nhau thì thông cảm được. Tại vì mình tính rồi đó thì mình yêu xa thì đối tượng yêu xa rồi. Thì mình thì là một con gái, mình biết con trai thì được rồi. Họ xa mình đã được rồi, khoảng cách xa quá thì nó khó. Nên mình thấy nếu mà hai bên mình thấu hiểu nhau mà cùng thông cảm chia sẻ thì khoảng cách xa không là vấn đề. Anh còn thắc mắc gì không anh? Hả? Anh thắc mắc gì không hỏi em? À? Chắc thế đủ rồi. Nếu có cơ hội thì mình tìm hiểu xem sao. Dạ. Chắc anh là bếp, chắc ăn xuyên ở nhà nấu tại chợ nấu ăn đúng không? Thì cũng chẳng mấy khi ở nhà đi suốt. Vì thời gian ở nhà không hầu như là ít ở nhà lắm. Em thì nó ăn không ngon nhưng mà có hay xuống bếp. Mình thì đi làm, bây giờ đi làm tiệc nên là nhiều lúc cũng bận lắm. Ví dụ khi là đi từ tối mãi khuya, mãi 12 giờ tối mới nghỉ. Nếu mà nhiều khi mà tiệc liên tục thì có thể là chạy liên tục như vậy luôn. Anh có ngại yêu xa không? Nói chung là cũng không ngại lắm. Nếu mà xác định chủ động dành cho nhau, quan tâm nhau được không? Mình cũng quan trọng là tìm được một người hiểu biết, thông cảm một chút. Anh thấy ví dụ một người nói nhiều vậy, anh thấy có hết phiền không? Thì mình thì bình thường mà quen thì mình cũng nói nhiều lắm. Nhưng mà này thì chương trình thì đúng đang hơi ngại một xíu. Vì lần đầu tiên gặp mặt. Cũng có thể là gặp nói chuyện một hai lần, hai ba lần thì có thể là sẽ hoạt bát và vui vẻ hơn. Dạ, em thì tính hơi nói nhiều một tí.
thì cũng phải có người nói nhiều một chút. Dạ. Chứ hai bên mà ít nói thì mình thì bình thường không quen thì cũng ít nói lắm lại. Anh thấy sao tình trường Thanh Hóa với Linh Thuận thì anh thấy sao? Em thấy thì bình thường. Nếu mà tình yêu đó lớn thì không vấn đề. Thì mình đi cũng nhiều lắm, hầu như là đi đất nước Việt Nam thì sắp hết rồi. Nên là đi suốt rồi, đi từ ngày giờ nên nó cũng không ở nhà. Chỉ có mỗi năm nay ở nhà là nhiều thôi. Rồi, nãy giờ ăn thử chưa? Dạ rồi. Rồi, sao? Dạ, rất ăn... ngon ạ. À. Rất ngon hả? Dạ. Tự nhiên nó nhai nhai đã. Nhai nhai đã, dễ thương quá. Vô Sài Gòn ha, đi chơi, cảnh đẹp ha, rộng thoáng mát, giờ được ăn ngon nữa ha. Dạ. Theo như em mà để tiến tới hôn nhân mà mình ở yêu xa như vậy thì mình tìm hiểu bao lâu thì mới có thể gọi là hiểu được? Cái đấy thì phải tìm hiểu khi nào mà công việc chắc cũng tập 2-3 tháng. Em thấy yêu xa nó có bất lợi không? Thì nó cũng có bất lợi, nhưng mà cái vấn đề là cái tình cảm dành cho nhau thế nào thôi. Ngoài kia vào đây có ai đi theo chung với mình không? Ông đi với thầy giáo trong nghề. Còn em mình đi có phải ai đi chung với ai? Với mẹ em. Đi với mẹ? Dạ. Rồi vậy giờ chị mời thầy em với là mời mẹ của bạn gái vào mình trò chuyện một xíu nha. Dạ, Tường chào chú ạ. Chào. Rồi, chào cô. Hôm nay giờ ưu tiên nhà gái trước nha. Dạ. Thế cô đi vô chung với con gái luôn đó hả cô? Mi mệt không cô? Mệt. Là mình đi xe hay là đi xe? Đi xe vô mấy tiếng? Từ khoảng 9 giờ thì đến khoảng 5 giờ. Cô có nguyện vọng là mình sẽ tìm một cái con rể tương lai của mình như thế nào? Cái mong muốn của cô như thế cái nào? Mong muốn của mình là mình chỉ cần là coi như một con thằng để là biết trung thành với vợ con và thương yêu gia đình thôi, chứ cũng không muốn cái gì hết. Tại vì nói chung là có nghề có nghiệp thì tự làm ăn. Nếu sao chung thủy và coi như là chỉ biết cách cư xử với là người lớn với là người già đồ, coi như nói chung biết thương người, có cái tính nhân ái là được rồi. Chứ không có muốn gì hơn hết. Nhưng mà ví dụ như mà con gái phải là quen với người yêu ở xa rồi phải gả đi xa thì cô có không? Cái đó là cái không quan trọng. Đối với chàng trai này thì cái khách quan đầu tiên thì cô có cái cảm nhận như thế nào? Không, thì nhìn thì thấy cháu cũng hiền lành, dễ thương. Chỉ muốn mong sao mà nếu hai đứa tiến tới xa hơn thì coi như là con chỉ cần chung thủy và thương yêu vợ là được rồi thôi. Rồi, cảm ơn cô. Ê, không biết còn thầy thì sao ạ? Với tư cách là thầy đã dạy cho trò tất cả được bao lâu ạ? Dạy được môn gì ạ? Từ hơn 2 năm trước là xuống Thanh Hóa set up một cái nhà hàng. Anh là một chuyên gia ẩm thực. Từ người Malaysia. Và đầu tiên gặp nhau là thật sự là ở Việt Nam là 13 năm rồi. Mà mới biết tiếng Việt. Là đầu tiên gặp nhau cái em này ấy, rất là thứ nhất thấy là chưa có bạn gái, chưa có gì hết, cũng là rất là nhiệt tình ở trong công việc. Nửa năm sau có một cái việc ở Đà Nẵng, The Sun World, sau đó là kêu một phát thằng em cũng đã lên liền, cảm giác là em này là rất là yêu công việc, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ thành công. Bản thân anh cũng là đi nhiều nơi. Nhiều thầy trò, nhiều trò. Anh cũng sống ở Hà Nội rất là lâu. Là người Hà Nội cũng có người nói người Thanh Hóa không tin tình được. Trời chắc ơi. Chắn người Việt Nam sẽ suy nghĩ cái đó. Là lúc anh sang Thanh Hóa làm 3 tháng công việc ở trong đó, thấy tất cả trò của người Thanh Hóa rất là tình cảm. Quá tình cảm luôn. Thật ra người ta nói gì cũng là tùy người. Tùy thôi. Người, đúng rồi. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Chính xác. Nhưng mà rồi hôm nay về cái chuyện mà tình duyên của Tuấn đó. Thì anh đứng đây mình cũng có kinh nghiệm, anh có gia đình rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thế anh nhận xét cô bé bên này như thế nào ạ? Anh thấy như thế nào? Cũng nhiều khi xong công việc nhậu cùng cũng có nói Tuấn ơi mày thích con gái kiểu nào là chắc là học. Nhiều tiền quá cũng không hạnh phúc đâu. Vừa vừa thôi. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn ha. Chúc cho hai thầy trò là sẽ đi set up được nhiều nơi để cho mọi người được thưởng thức những cái món ăn ngon từ hai thầy trò. Dạ con cảm ơn cô nhiều, chúc cô sức khỏe. Rồi cảm ơn anh nha, em bắt tay anh cái ha. Rồi cảm ơn anh. Nào bây giờ người bóc lá bài chơi nè, đọc lên cái yêu cầu trong trỏng cho hiểu nhau thêm thôi. Rồi đọc lớn lên đi hai em, bạn trai đọc trước nè. Hãy chia sẻ kinh nghiệm hôn nhân của bạn, theo bạn ai nên chủ động và chủ động thế nào? Nhỏ chưa có hôn, nhỏ không biết. Giờ theo như em, một cái mối quan hệ nam nữ
thì ai là người chủ động? Chắc là bạn nam cậu. Dạ, bạn nam mà. Dạ. Em biết mà em đã chủ động hôn bao giờ chưa? Chưa cô ạ. Chưa. Rồi, dạ. mình nhắm mình làm được không? Chắc là sơ sơ sương sương được. Thì mình chủ động mà, nếu mình không biết làm rồi làm sao mình làm? Dạ thứ phải học tập thêm. Học tập ở đâu? Thì bây giờ cái này khó quá. Chiều nay về nhậu hỏi thầy nha, không coi coi kinh nghiệm thầy coi sao. Giả tỷ như bây giờ thí dụ như mình thấy là tình cảm nó cũng tìm hiểu chín mùi rồi, giờ mình muốn hôn bạn gái thì mình làm sao cho nó đừng có kỳ rồi rủi người ta từ chối hay là người ta đồng ý gì đó, mình phải làm sao? Theo như em mà từng bước mình làm như thế nào? Khó, chưa bao giờ. Bây giờ mình phải không chưa thì bây giờ mình phải thử tưởng tượng chứ. Chắc là kiếm chỗ nào vắng vắng hôn tạm cái, hôn tạm trời ơi, hôn mà tạm nhào vô hôn luôn hay là có xin, hay là chỉ cần thử thử rà rà, hay là mình có xin có nó cho anh hôn em nghe, hay là mình cứ hôn đại? Chắc là phải hỏi có ý kiến bạn nữ đồng ý hay không, không thì anh tát. Nhưng mà đồng hỏi người ta rồi nhiều khi người ta im chứ người ta đâu có, không lẽ nhờ cho anh hôn cái nghe cái người ta gật đầu, không lẽ vậy? Này, cà này khó quá. Cà khó quá à? Xưa giờ chưa hôn ai hết trơn trọi. Dạ chưa cô. Nhưng mà chắc cú là làm được không? Chắc được. Mà thích phụ nữ không? Có chứ. Có chứ. Hồi đó giờ có coi mấy phim tình cảm chưa? Ít, con thì ít xem lắm, hay xem phim hành động mà. Chồng bây giờ về phải tập coi cái phim mấy tình cảm đi. Xem cái đây sống tình cảm quá khóc sướt mướt chứ. Không phải, coi cái tình cảm kia kìa để coi người ta hung hết đồn sao. Vâng, cái đấy để con về nghiên cứu thêm. Nghiên cứu thêm nha, chứ không có kinh nghiệm chứ bạn gái là người ta không có chủ động đâu á. Rồi em đọc lên kia. Thử hình dung hôm nay là sinh nhật của bạn gái. Ừ. Bạn trai hãy nắm tay nói một lời nào đó thay bằng món quà vật chất. Dạ đứng qua đây, đi qua đây đi. Hôm nay là sinh nhật bạn gái, nhưng mà bây giờ mình lại không có đem chuẩn bị quà. Xin được nắm tay bạn gái, phải xin nè. Rồi mình nói cái gì đó, thế cái quà bây giờ mình quên quà mất tiêu rồi. Rồi mời em qua thử coi. Rồi đứng bên đây, đi vòng qua hướng này. Mời bạn gái đứng lên rồi nói gì đó nói đi. Sao cầm tay hả? Thì đó, nói chuyện với bạn gái nè. Cả khó thật. Bỏ qua đúng không? Không, sao bỏ qua? Cả chưa làm bao giờ. Chưa, cái gì cũng phải có sự bắt đầu. Bắt đầu? Cái này mình mới có ví dụ thôi à. Ví dụ thôi mà mình làm không được, mai mốt thiệt sao làm được. Cho anh xin phép nắm tay em. Thì cũng cân nhắc cũng đã lâu, nhưng mà hôm nay là sinh nhật em thì thật sự do công việc bận quá anh không chuẩn bị quà cho em được, thì chẳng có gì ngoài lời chúc cho em sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, thành công. Có hứa hẹn gì không, là lần sau rồi gì không? Lần sau bù sau. Ở đó, lần sau bù sau. Rồi được rồi, tôi chán ông quá. Ông giống như ông chúc mừng sinh nhật đại trà trong lớp vậy, bạn gái nó khác nữa. Lần đầu cô. Lần đầu, đúng ha. Rồi. Chưa, từ nhỏ lớn chưa chúc mừng sinh nhật ai. Mà có nắm tay bạn gái nào chưa? Chưa. Chưa luôn. Trời, cái gì nó cũng chưa hết trơn vậy. Nhưng mà cầm tay bạn gái có thấy xúc động gì không? Có rung động gì không? Có điện không? Thấy cũng bình thường. Bình thường cầm tay ông thầy có xúc động, có rung động gì không? Con cầm tay thầy nặng. Coi chừng coi kiểm tra lại giới tính nha. Bình thường cô, men. Men. Dạ. Rồi bây giờ đến với chương trình ngày hôm nay nè, hai bạn gặp nhau nha. Có món quà tinh thần văn nghệ gì hát tặng nhau cho nó vui đi. Nấu bếp là thường hay vừa nấu vừa hát lắm. Hát dở lắm cô. Kệ, làm ba câu cho nó vui. Sao cái gì ổng cũng làm không được kìa, làm sao ổng lấy vợ trời. Ế được rồi cô. Bỡ ế thì bây giờ phải cố gắng hết ế đi chứ. Rồi hai bàn tay trắng này cũng phải có một chút ngón nghề chứ. Đúng không? Rồi thôi em cứu bạn, rồi. Anh nè. Em hát một bài Dù Có Cách Xa. Rồi, vỗ tay. Biết đâu em nhẹ nhàng nắng trời mơ nãy cỡ dù tình. Biết đâu sơ sơ chẳng cho em thêm lệ lơi một bóng hình. Để tình dần trái tim để có gì hạnh bóng an dù cho mình cách xa. Sao người ta cứu mình ha, mình cảm nhận sao? Cảm ơn bạn gái rất là nhiều. Cảm ơn bạn gái rất là nhiều. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm về tường nhé. Nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh. Không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn qua bên đây, đứng với nhau. Rồi, nắm tay nhau. Hồi nãy xin phép là nắm vì chương trình, còn bây giờ là nắm vì hai bạn. Nắm thật sự vì hôm nay mình đã bấm nút. Bấm thì phải cố gắng dành thời gian.
Mặc dù ở xa, bây giờ thì cũng có công nghệ hỗ trợ mình rất nhiều. Nhắn tin, gọi điện, thậm chí vẫn có thể FaceTime nhìn thấy mặt nhau để mình chia sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống. Chị Tường tặng em gái một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Về phía nhà hàng cũng xin tặng cho hai bạn nha. Đây là ba phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa, hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Chúc hai bạn thật là vui, hạnh phúc. Cảm ơn chị. Rồi, kính thưa quý vị, cũng hơi hồi hộp, không quãng đường xa xa xôi đến đây, và cuối cùng thì cũng có chút thành quả. Và bây giờ thì chúng ta tạm biệt thôi, sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.